Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, kiếm mang kia không chỉ uy lực vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn xa hắn dự đoán, vậy mà có thể đuổi theo lôi điện của hắn. Trong lúc bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, chớp động thoáng một chút trên không trung. Nhưng chỉ trì hoãn một chút thời gian, trên bầu trời lập tức lộ ra ngũ sắc, phát ra quang mang mãnh liệt, giống như một cái quang cầu bao trọn cả thành trì vào trong. Tất cả mọi người trong thành Phong Linh đều trở nên kinh hãi, đại trận hộ thành rất ít khi được khởi động, bởi vì có rất ít người dám dương oai ở trong thành. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, xa xa Luật Thực Nguyên cũng lập tức đuổi theo, hắn biết rõ muốn chạy trốn rất phiền toái, bởi vậy lập tức hóa thành lôi điện bay thẳng xuống phía dưới, ẩn vào trong một gian nhà. Oanh! Ngay khi Luật Thúc Bảo muốn đuổi xuống dưới, gian nhà dân kia lập tức kia nổ tung, vô số đạo lôi điện bắn ra bốn phương tám hướng, giống như một đầu lôi long chạy mất không còn chút bóng dáng. Luật Thực Nguyên thoáng cái đã lao tới, vừa vặn thấy một màn này, sắc mặt lập tức khó coi hơn cả gan heo, giận dữ hét. Phong thành, triệt để phong tỏa thành trì, bất luận kẻ nào đều chỉ được phép vào không thể ra. Mệnh lệnh Luật gia rất nhanh được truyền đạt xuống, không chỉ có phong thành, mà tất cả cường giả ngoài võ tôn của Luật gia đều bị phái ra ngoài tìm kiếm, trên người mỗi người đều mang theo ngọc bài tọa độ, chỉ cần một khi phát hiện tung tích Lý Vân Tiêu liền lập tức bóp nát ngọc bài. Luật Thực Nguyên thì bay về Luật gia, tiến vào trong tiểu viện Luật Nam Tây ở trước kia. Hóa Phong đại sư vẫn còn tốt chứ? Luật Thực Nguyên nhìn thoáng qua Luật Hóa Phong toàn thân đen kịt, nằm ở trên giường không biết sống chết. Sắc mặt Luật Nam Tây vô cùng âm trầm, cắn răng nói. Cơ bản không có gì đáng ngại, nhưng Lý Vân Tiêu kia phải chết. Khuất nhục hắn phải chịu hôm nay tựa hồ còn nhiều hơn cả đời này còn lại rồi. Luật Thực Nguyên cũng cực kỳ tức giận nói. Không cần Nam Tây đại sư mở miệng, ta nhất định phải tự tay lột ra kẻ này mới được. Vừa rồi để hắn đào thoát, nhưng nhất định vẫn còn trong thành, còn phải làm phiền Nam Tây đại sư hỗ trợ tìm đây. Luật Nam Tây không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, đánh vào không trung, mấy cái phủ văn bay múa trong tay, vọt vào trong thủy tinh cầu. Một đạo bạch quang từ trong quả cầu kia lan ra, toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ dưới một màn sáng, vô số cảnh tượng phi tốc lưu chuyển trong đó. Sắc mặt Luật Nam Tây trở nên khó coi, nói. Hiện giờ tất cả khí tức cường giả ngoài võ đế trong thành đều nằm dưới cảm giác của thủy tinh cầu này, nhưng ta không tìm được khí tức của tiểu tử kia, hắn nhất định đã thu liễm rồi. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, chỉ cần một khi phát hiện, ta nhất định sẽ lập tức nói tọa độ cho ngươi biết ngay. Luật Thực Nguyên nhẹ gật đầu, từ trên người lấy ra một dây đằng khô, tựa hồ là linh thảo linh căn gì đó giao cho Luật Nam Tây nói. Đây là một ít âm linh đằng vạn năm ta thu thập được, sẽ rất có trợ giúp đối với thương thế của Hóa Phong đại sư đấy. Hắn tuy rằng thân là tộc trưởng, nhưng đối với hai gã thuật luyện sư cao giai trong tộc vẫn tất cung tất kính, thường xuyên đưa đến một ít tài liệu cực phẩm để đánh tốt quan hệ. Sau khi rời khỏi tiểu viện, Luật Thực Nguyên cũng đặc biệt phiền lòng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lãnh kiếm băng xương kia quá mức trọng yếu, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, dùng thực lực võ đế thất tinh đỉnh phong của hắn, hoàn toàn có thể vượt tinh chiến đấu. Sau khi đến võ đế cao giai, tấn cấp mỗi một tinh còn khó hơn cả lên trời, mặc dù hắn thân là thất tinh đỉnh phong, cũng không có nắm chắc sinh thời có thể bước vào bát tinh. Đột nhiên một đạo quang mang chạy như bay mà đến, một gã đệ tử Luật gia đáp xuống trước mặt hắn, khom người báo cáo nói. Tộc trưởng đại nhân, Thành Hồng Nguyệt phái mấy vị đại nhân đến đây. Luật Thực Nguyên nhướng mày, nói. Chuyện là sao? Tên đệ tử kia vội hỏi. Thuộc hạ không biết, mấy vị đại nhân kia nói muốn gặp tộc trưởng đại nhân. Luật Thực Nguyên mới vừa trở về, cũng không biết chuyện Thành Hồng Nguyệt truy nã Lý Vân Tiêu, không nhịn được nói. Không gặp, cứ nói là ta đang bế tử quan, bọn hắn muốn làm gì cứ để bọn hắn làm là được. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Lạnh lùng nói. Xem ra thể diện của phó đại nhân thật không đáng tiền a, còn khẩn cầu Thực Nguyên đại nhân cho phép gặp mặt một lần a, cầu xin đại nhân đấy. Sắc mặt Luật Thực Nguyên đại biến, vội bước lên trước cung nghênh nói. Thì ra là Nghi Xuân đại nhân giá lâm tệ phái, Thực Nguyên không biết, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, kinh sợ a. Hắn quay người giận dữ hét lên với tên đệ tử kia. Người đến chính là một trong ngũ lão nghị hội Thành Hồng Nguyệt. Cường giả siêu cấp võ đế bát tinh phó Nghi Xuân đại nhân, ngươi tên khốn này lại không nói rõ với ta, làm hại ta không tiếp đón từ xa, thật sự là phế vật.
hắn một trực tiếp đánh ra một chưởng, đánh bay tên đệ tử kia, cả giận nói. Làm việc không ra hồn, ngừng phát tài nguyên tu luyện 10 năm. Tên đệ tử kia cũng quá không may, ngừng phát tài nguyên tu luyện 10 năm, nếu bản thân không tồn tư linh thạch vậy thì đời này đã bị phế đi, tương đương với kém hơn người ta cả 10 năm. Một đạo quang mang trực tiếp rơi vào trước mặt Luật Thực Nguyên, bên trong lộ ra mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu đúng là Phó Nghi Xuân, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, lạnh lùng nhìn qua Luật Thực Nguyên. Ánh mắt Luật Thực Nguyên quét qua, lập tức lại càng hoảng sợ, đến đều là võ đế cao giai a. Lòng hắn không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, không rõ chuyện gì xảy ra, vậy mà cần phái nhiều võ đế cao giai như vậy tới, chẳng lẽ muốn bắt lấy mình sao? Hắn tưởng tượng như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tựa hồ không còn nguyên nhân nào thích hợp hơn nữa a. Luật Thực Nguyên lập tức cảnh giác hỏi. Không biết mấy vị đại nhân lần này đến đây là vì chuyện gì? Phó Nghi Xuân nhìn vẻ mặt hắn cảnh giác, lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Chẳng lẽ không có việc gì không thể rảnh rỗi đến chơi sao? Xem ra là chúng ta thân phận thấp kém, đi vào đại thành như thành phong linh đã khiến Thực Nguyên đại nhân mất thể diện rồi. Luật Thực Nguyên vội vàng nói. Nghi Xuân đại nhân thứ tội, là tại hạ thất lễ, thất lễ. Hắn làm thủ thế nói. Kính xin vào trong nói, tại hạ vừa vặn chuẩn bị chút lễ mọn, mong mấy vị đại nhân thử qua. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, những người thành Hồng Nguyệt này đều không dễ hầu hạ, xem ra lại phải xuất huyết rồi. Phó Nghi Xuân hừ lạnh một tiếng, liền mang theo mấy người nhanh chóng tiến vào trong chủ sảnh Luật gia. Năm người đi cùng đều là cường giả cấp bậc đường chủ của tứ cực môn, cũng không quen thuộc những môn phái ở đông vực này cho nên không ai mở miệng cả, tất cả đều lấy Phó Nghi Xuân làm chủ. Sáu người ngồi xuống, lập tức có người dâng trà ngon, còn tặng cho mỗi người một túi đựng đồ, bên trong có không ít thứ tốt. Năm vị đường chủ tứ cực môn cầm lấy túi chữ vật kia quét thần thức qua, lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy rằng tứ cực môn cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng là tổ chức thương hội, luôn chú trọng buôn bán, mỗi lần đều là tặng lễ đi nịnh nọt thế lực các thành, cầu chiếu cố. Hiện giờ nhập chủ thành Hồng Nguyệt, tất cả đều đã trái ngược. Phó Nghi Xuân đối với chuyện này đã tập mãi thành thói quen, nào biết chút tiền lì xì đã khiến bọn hắn cảm khái, hắn nói với năm người. Lần này đuổi bắt chính là mệnh lệnh đầu tiên từ khi Đường lão gia tử cầm quyền đến nay, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải kiệt lực hoàn thành. Tuy rằng trước kia ít có tiếp xúc với năm vị, nhưng sau này đều là người một nhà, hy vọng mọi người hiệp trợ nhau nhiều hơn. Nhất định, nhất định. Tuy rằng để Phó Nghi Xuân lãnh đạo bọn hắn có chút không quen. Nhưng đối phương dù sao cũng là tồn tại cường đại hơn mình, hơn nữa đi ra một chuyến cũng được không ít chỗ tốt, hơn nữa khắp nơi được người tôn kính, trong lòng năm người đều cực kỳ thoải mái. Sau khi trà nước lễ nghĩa xong xuôi hết, Luật Thực Nguyên mới từ bên ngoài đi đến, chắp tay cười làm lành với mấy người nói. Lần này thật quá thất lễ, mấy vị đại nhân chớ trách a. Phó Nghi Xuân lạnh nhạt nói. Lúc chúng ta vào thành thấy đại trận hộ thành cũng được mở ra. Hơn nữa bốn phía giới nghiêm, có lẽ Thực Nguyên đại nhân cũng có chuyện khẩn cấp nơi thân, có thể hiểu được. Ai, thật là có chút chuyện đau đầu. Luật Thực Nguyên hỏi. Vừa rồi nghe mấy vị đại nhân nói đến nhiệm vụ lần này là đuổi bắt. Không biết là đuổi bắt người phương nào, lại cần đến sáu vị đại nhân. Hắn thật sự cực kỳ giật mình, sáu người trước mắt đều là võ đế cao giai a, toàn bộ thành phong linh cũng chỉ hắn và Luật Thúc Bảo mới sánh được thôi. Phó Nghi Xuân cau mày nói. Chẳng lẽ trước kia Thực Nguyên đại nhân không thu được truyền lệnh của chúng ta sao? Luật Thực Nguyên sững sờ, lập tức tức giận mắng. Những vương bát đản này làm việc thế nào thế, tuy rằng ta trước kia một mực đều đang bế quan, nhưng truyền lệnh do Thành Hồng Nguyệt phát xuống chính là đại sự hàng đầu, vậy mà cũng không cho ta biết, đợi lát nữa ta nhất định phải hảo hảo thu thập bọn hắn. Phó Nghi Xuân lạnh nhạt nói. Thì ra Thực Nguyên đại nhân là đang bế quan. Vậy thì khó trách. Cũng không cần trách những thủ hạ kia, dù sao cũng không phải đại sự gì. Hắn lập tức lấy ra một phần truyền lệnh trực tiếp ném đến trước người Luật Thực Nguyên nói. Căn cứ theo chúng ta truy tung, Lý Vân Tiêu kia dường như đã trốn tới thành phong linh của ngươi rồi. Luật Thực Nguyên nhìn truyền lệnh kia một chút, lập tức sắc mặt đột biến. Phó Nghi Xuân thấy hắn biểu lộ như thế hổ nghi nói. Sao thế, Thực Nguyên đại nhân đã gặp người này sao? Luật Thực Nguyên thu truyền lệnh lại, do dự một lát mới nói.
thực không dám giấu giếm, tại hạ mở ra đại trận hộ thành chính là vì bắt người này, hắn đánh cắp một thứ vô cùng trọng yếu của Luật gia ta, nhất định phải bắt lấy. Phó Nghi Xuân đại hỉ nói. Nếu nói thế thì Lý Vân Tiêu vẫn còn ở trong thành Phong Linh sao? Luật Thực Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, sau khi bắt được người này, mong trước giao cho Luật gia ta xử trí một hồi, sau đó sáu vị đại nhân mang về sau có được không? Phó Nghi Xuân vê dâu cười nói. Đương nhiên có thể, hơn nữa không cần mang về làm gì, Thực Nguyên đại nhân chỉ cần giết chết hắn trước mặt chúng ta là được. Chỉ là... Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói. Lúc trước Lý Vân Tiêu đánh một trận ở thành Hồng Nguyệt đã lộ ra trên người có hơn 10 kiện huyền khí cửu giai, không chừng còn có nhiều thứ tốt hơn nữa cũng nên. Luật Thực Nguyên sao có thể không rõ ý của hắn, trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt vẫn tươi cười, nói. Trừ vật hắn đánh cắp của Luật gia ta, còn lại đều giao cho Nghi Xuân đại nhân xử lý, kể cả tánh mạng của hắn. Lý Vân Tiêu kia lai lịch thần bí, trong lòng Luật Thực Nguyên một mực đều có chút tâm thần bất định, hiện giờ người thành Hồng Nguyệt ra mặt vậy thì dễ xử lý rồi. Mình chỉ cần lấy lãnh kiếm băng xương là được, mạng Lý Vân Tiêu cứ để bọn hắn đi giết, nếu tương lai thật sự phát hiện hắn có hậu trường gì lợi hại thì cũng có thành Hồng Nguyệt ra mặt ngăn trở rồi. Cho nên người hai phái đều thỏa mãn không thôi, bèn nhìn nhau cười. Luật Thực Nguyên cười nói. Ta đã bảo Nam Tây Đại Sư dùng linh lung nghi giám thị toàn thành, hơi có động tĩnh dị thường liền sẽ lập tức thông báo ta, mấy vị đại nhân cứ ở đây nghỉ ngơi là được. Luật Thực Nguyên gật đầu nói. Vậy thì làm phiền rồi. Lý Vân Tiêu sau khi hóa thành lôi quang độn đi trong thành Phong Linh liền trực tiếp thu nạp khí tức toàn thân, thoáng cải trang một chút lẫn vào trong đám người bình thường. Trên bầu trời bốn phía đều chật kín cường giả, phong kín mọi con đường, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Nghe nói tộc trưởng Luật gia trong lúc bế quan bị người đeo cho nón xanh đấy. Phốc chớ nói lung tung, coi chừng cái đầu đấy, những lời đồn này mà ngươi cũng tin sao? Thật sự, ta có nội tuyến ở Luật gia, nếu không còn chuyện gì có thể khiến Luật gia làm ra động tác lớn như thế chứ? Ngươi coi chừng họa là từ miệng ra đấy, nhưng cũng đừng liên quan đến ta a. Đúng rồi, nghe nói người đôi nón xanh kia là một tên tiểu sinh nãi du, thận vô cùng tốt. Thật nào, nào nào, nhà của ta có hảo tử, cùng nhau ngồi uống nói chuyện đi. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, lúc này mới bao lâu, không đến thời gian uống cạn chung trà mà các loại đồn đãi đã bay đầy trời rồi. Hắn cũng không vội ra khỏi thành, cứ để đám người Luật gia này tìm loạn đi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền tùy tiện tìm một khách sạn, tế ra giới thần bi, cả người hóa thành một đạo quang mang bay vào trong đó. Đầu tiên thoáng cái đã đi lên Phương Thốn Sơn, xa xa nhìn lại, một cổ mờ mịt nhàn nhạt bốc lên, phảng phất có vân hà bao phủ, âm thầm nhẹ gật đầu, chứng minh tiến triển của Viên Cao Hàn tất cả đều rất thuận lợi. Nếu hắn có thể dùng hồn thể trực tiếp tu luyện đến cửu giai thật sự là một chuyện rất giỏi. Linh hồn không có thân thể chính là một cái cây không dễ. Có thể bảo trì tu vị không lùi cũng đã là vạn hạnh rồi, đừng nói đến bước vào tầng cảnh giới cuối cùng của thuật đạo, mặc dù cũng không phải là chưa từng có ai nhưng cũng rất ít người có thể làm được. Tâm niệm hắn xoay chuyển, liền tới trên một phiến bầu trời, tay phải khẽ lột, lãnh kiếm băng xương trong chốc lát đã xuất hiện trong tay. Chỉ thấy trên thân kiếm nhìa thêm chút phù văn cổ quái và từng vòng đường cong. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng. Đây đều là thủ đoạn Luật Nam Tây thử dùng để phá bỏ cấm chế của hắn, tay trái hắn khẽ vẽ một vòng, lập tức gạt bỏ toàn bộ những thứ kia, hào quang nhập vào cơ thể lập tức từ trên thân kiếm phát ra, óng ánh thấu triệt, hàn quang chiếu ảnh. Tay trái hắn cầm lấy miếng ngọc giản kia, nhẹ đặt ở trên trán, bắt đầu dùng thần thức đọc qua. Lượng tin tức trong ngọc giản rất lớn, không chỉ miêu tả đơn giản quá trình luyện chế lãnh kiếm băng xương, không khác Luật Nam Tây nói là bao. Nhưng lại giải kỹ càng việc hình thành, diễn hóa, cùng với uy lực và cách sử dụng thiên địa quy tắc, hơn nữa còn nói đến làm sao để cô đọng mấy loại quy tắc này thành chữ, tạo thành một câu đoạn thoại phong ấn uy lực lãnh kiếm băng xương lại. Lý Vân Tiêu chấn động, quá trình cô đọng thiên địa quy tắc thành chữ này, không phải là ma ha cổ văn sao? Ánh mắt hắn lộ vẻ khiếp sợ và mừng như điên, đây là thứ duy nhất tới giờ mà hắn thấy có ghi lại quá trình hình thành của ma ha cổ văn, giá trị to lớn khó có thể đánh giá. Có lẽ Luật gia cũng không biết sự tồn tại của ma ha cổ văn, cho rằng đó chỉ là một ít phù số phong ấn, nếu không tài liệu quý giá như thế vô luận như thế nào cũng sẽ không giao ra rồi.
giá trị của miếng ngọc giản này thậm chí còn cao hơn cả lãnh kiếm băng xương nữa. Lý Vân Tiêu dám khẳng định, nếu luật gia cầm tư liệu về quá trình cô đọng ma ha cổ văn này đi hóa thần hải tuyệt đối nguyện ý lại giúp bọn hắn luyện chế ra một thanh lãnh kiếm băng xương khác. Kiềm chế kích động và rung động trong lòng, hắn cẩn thận đọc tin tức trong đó, thời gian dần qua mặt sắc cũng trở nên ngưng trọng hơn. Thật lâu, hắn mới lấy ngọc giản xuống, cả người ngây ra như phỗng, Lâm Lập trên không trung vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào trong suy tư nặng nề, hai hàng lông mày cau chặt lại. Quá trình cô đọng quy tắc thành chữ ghi lại trong ngọc giản tựa hồ căn bản không phải nhân lực có thể làm được, dường như là một loại thủ pháp đặc biệt, mà trong đó lại không hề ghi lại một chữ về thủ pháp này. Chiêm phái của Tuyết Chi Quốc kia quả nhiên có chút địa vị, từ quá trình cô đọng lãnh kiếm băng xương mà xem, người này vậy mà có thể mở ra thời gian hồng lưu, nhìn qua tương lai, ban đầu ta còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ, hiện giờ xem ra có lẽ là thật. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh hãi, về chiêm thân thuật hắn cũng biết một ít, Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng là một trong thập đại võ đế với hắn chính là cao thủ đạo thành, nhưng là tuyệt đối không thần bí cường đại như chiêm phái của Tuyết Chi Quốc kia được. Nếu thật sự có thể nhìn thấu tương lai, vậy chẳng phải phong vân thiên hạ đều có thể khống chế sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày lẩm bẩm. Trong đó tất có ẩn tình, tuyệt đối không đơn giản vậy được. Nếu không họa đấu cũng sẽ không làm hại Tuyết Chi Quốc, mà bản thân chiêm phái cũng sẽ không chết. Căn cứ theo tin tức trong ngọc giản mà phỏng đoán, năm đó hung thú họa đấu kia mặc dù không đạt tới cấp bậc thập phương chân linh, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu cả. Thu thập tâm tình một chút. Lý Vân Tiêu giơ lên kiếm trong tay, một cổ nguyên lực rót vào trong đó, lập tức hàn quang tách ra, như xương hàng đại địa. Xuyên thấu qua thân kiếm kia, ẩn ẩn có ánh mặt trời chiết xạ xuống, một cổ lạnh ý thấm vào làn da, hàn khí có thể thấy được rõ ràng. Ồ! Kiếm quang lóe lên trên không trung, tay trái Lý Vân Tiêu kháp ra mấy quyết ấn, đánh từng cái vào trong thân kiếm. Thùng thùng! Mỗi một cái đều phát ra thành âm leng keng thanh thúy. Sơn tuyền trong rừng vậy. Mỗi động tác của Lý Vân Tiêu đều cực kỳ chậm chạp, tập trung tinh thần quan sát biến hóa phong ấn trong thân kiếm. Sau một lúc, rốt cục cái ma ha cổ tự đầu tiên đã hiển hiện trên thân kiếm, chậm rãi lên tới không trung, tản mát ra kim quang sáng chói. Quy tắc mà ma ha cổ tự kia đại biểu chính là kiên. Kiên giả, cương giả. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra thôi diễn đối với quy tắc này trong ngọc giản, xuyên địa tứ, vi nhưỡng ngũ, vi kiên tam. Vi khư tứ. Kiên ngạch dưới phiến bầu trời này, cương cường chi quy tắc đều nằm trong chữ này cả. Đông. Lại một cái ma ha cổ tự bắn ra, dần dần phóng lớn trên thân kiếm, chính là quy tắc chi duệ. Duệ giả, lợi giả, mang giả. Tòng kim đoái thanh, duệ uế quyết vấn, ngụ ý thiên hạ phong lợi, mẫn duệ, dũng mãnh tiến tới chi quy tắc, đều ở trong chữ này cả. Theo nguyên một đám ma ha cổ tự bắn ra. Khí tức trên lãnh kiếm băng xương càng ngày càng mạnh, nhan sắc của thân kiếm cũng theo hàn quang như nước dần chuyển thành thông thấu rõ ràng, ở trong thân kiếm có thể mơ hồ thấy được một hoa văn thật nhỏ, giống như nhụy của một nụ hoa chớm nở đang chậm rãi tách ra từ trong đám cổ tự. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng ngưng trọng, trong kiếm không chỉ lỗ ra hàn lãnh chi ý rất mạnh, mà ngay cả hắn tâm luyện kiếm này cũng cảm thấy hàn khí bức người khó ngăn cản, một cổ cảm giác man mát ập vào tim. Bất diệt kim thân hiện ra. Trên thân thể bắn ra từng đạo kim quang, bài xích hàn mang kia khỏi kinh mạch thân thể. Lý Vân Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, loại băng hàn thấu xương này hắn chỉ mới thấy qua ở Bắc Minh Huyền Cung, chính là khối chí bảo thiên ngoại huyền minh thạch kia của Bắc Minh thế gia mới có loại hàn lãnh chi khí này. Chỉ có điều thiên ngoại huyền minh thạch còn có chứa thuộc tính chí âm, vô cùng âm tà, mà lãnh kiếm băng xương này lại chính là lạnh đơn thuần, lạnh đến mức tận cùng. Thùng thùng. Cuối cùng hai cái ma ha cổ tự lần lượt bắn ra, chính là quy tắc chi băng, quy tắc chi xương. Băng giả, thủy ngưng chi hình nhi hàn vô thủy. Xương giả, thiên chi sở dĩ sát giả. Lộ sở ngưng giả, sĩ khí tân dịch tòng địa nhi sinh, bạc dĩ hàn khí tắc kết phi xương. Lý Vân Tiêu dừng ở ma ha cổ tự kia, cảm ngộ nội dung trong ngọc giản, địa khôn, sơ lục, lý xương kiên băng trí. Lý xương kiên băng, âm thủy ngưng, tuần cổn trí kỳ đạo. Chí kiên băng. Ngưng luyện kiếm này tổng cộng 9 cái ma ha cổ tự, hiện giờ đều đã giải phong. Một cổ rét lạnh tràn ngập trên không trung, trên người Lý Vân Tiêu đã kết xuất một tầng băng mỏng, mỗi lần hô hấp đều phun ra bạch khí, cả người đều chìm trong xương trắng mịt mờ.
không chỉ lạnh đến thấu xương, mà còn có một loại sắc bén cực hạn thổi tóc tóc đứt, chỉ cầm trong tay thôi đã thấy người phát lạnh. Loại sắc bén này trong số huyền khí hắn từng thấy qua, chỉ có minh luân của Kỳ Thắng Phong mới có, ngoài ra không còn gì có thể sánh bằng nữa. Quả nhiên là hảo kiếm tuyệt thế, chỉ là kiếm này lại cho ta cảm giác là một đại hung chi khí đầy điểm xấu. Thanh âm yêu long truyền đến, nói. Có lẽ do ta quá lo lắng rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng một mảnh mừng rỡ, hắn chính là tuyệt thế kiếm giả, đối với bảo kiếm có khát vọng hơn xa các loại huyền khí khác, lập tức yêu thích không buông tay. Nghe vậy hắn liền cười lạnh. Tuyệt thế thần binh, có kiện nào không phải là đại hung? Kiếm này rất hợp ý ta, chỉ là tất cả phong mang băng xương lộ ra ngoài, ta vẫn không thể triệt để khống chế nó, dùng hồn lực bát giai đỉnh phong đi sử dụng kiếm này quả thật thập phần miễn cưỡng. Lý Vân Tiêu vuốt vuốt lãnh kiếm băng xương một phen, sau đó thu nhập vào trong cơ thể, trực tiếp lơ lửng trên đan điền, cùng tâm luyện với giới thần bi. Hắn bằng vào tu vị tuyệt thế và lý giải đối với huyền khí, bất luận huyền khí cửu giai nào vào tay hắn cũng đều có thể thi triển một hai, nhưng chỉ là nhiều mà không tin, mỗi một kiện đều chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng rất nhỏ. Nếu không bằng đám chí bảo trên người hắn, bất luận kiện nào cũng đều là thứ kinh thiên động địa thì đã sớm tung hoành hành thiên hạ không cố kỵ rồi. Sau khi làm tốt tất cả hắn mới đi ra khỏi giới thần bi, trong lúc bất chi bất giác, lĩnh ngộ chín chữ, cũng đã qua ba ngày. Hắn đổi một thân quần áo, ăn mặc bò dáng như một công tử ca, cầm trong tay một cây quạt xếp bắt đầu nghênh ngang xuất hiện trên đường. Trong thành Phong Linh đã yên tĩnh hơn nhiều, mọi người tựa hồ đã quen với những cường giả võ tôn kia bay lại trên trời. Cách mỗi vài trăm mét lại có một người. Lý Vân Tiêu trong lòng kinh ngạc, xem ra luật thực nguyên đã ôm thái độ bất chấp tất cả cũng phải giết hắn rồi, trên cơ bản tất cả lực lượng của luật gia đều đã được vận dụng hết. Chỉ là ba ngày này khổ cho thương nhân trong thành, mọi người chỉ được phép vào không được phép ra, một mảnh thê lương, các loại tin tức không ngừng thông qua truyền âm nghi truyền đi, trong đó cũng có không ý sinh ý thuộc bảy thế lực lớn thương minh. Dù sao thành Phong Linh chính là một trong các chủ thành hàng đầu ở Đông Vực, lượng người mỗi ngày nhiều đến kinh người, chậm trễ một ngày cũng tổn thất cực lớn rồi. Rốt cục vào ngày thứ ba, Tổng bộ Thương Minh trực tiếp đặt nghi vấn với luật gia, nói rõ nếu không đưa ra một lời giải thích hợp lý sẽ trực tiếp phái cao thủ đến thành Phong Linh, đánh ra một đường, để bảo đảm lợi ích của Thương Minh trong thành này. Luật Thực Nguyên biết vậy nên áp lực thật lớn, hiện giờ trong thành đã lộn xộn như ong vỡ tổ rồi. Nếu Thương Minh lại phái cao thủ tiến đến vậy thì cục diện sẽ càng thêm khó khống chế. Hắn vội vàng thương nghị chuyện với Phó Nghi Xuân, nhưng thái độ của Phó Nghi Xuân là kiên quyết không thể mở thành, phải chống lại áp lực các nơi, nhất định phải bắt lấy Lý Vân Tiêu mới có thể bỏ qua. Ngay vào ngày thứ tư áp lực nhân khẩu ở thành Phong Linh ngày càng tăng, tình huống rốt cục đã có đổi mới, một đại sự chấn động toàn bộ thiên hạ xảy ra, thành Hồng Nguyệt truyền đến lệnh gấp, không được cản trở thành tống ở bất kỳ thành trì nào cả. Đồng thời bảo 6 người Phó Nghi Xuân máu chóng hồi thành, còn có một phong thư bảo luật gia phái sai đưa đến Trấn Hải Thiên. Tộc trưởng đại nhân, hiện giờ thông đạo truyền tống đã mở ra, phàm là người lạ nhất định phải tìm được người đảm bảo mới có thể rời đi, khơi thông nhân khẩu có chút chậm chạp. Một ga trưởng lão phụ trách thông đạo của luật gia báo cáo lấy tình huống trước mắt, nói. Đại khái còn cần chừng 10 ngày nữa mới có thể khôi phục lưu thông nhân khẩu bình thường. Luật Thực Nguyên gật đầu nói. Cứ theo đó mà làm, nói cho thế lực trong thành biết, nếu tùy ý làm đảm bảo cho người xa lạ, để cho Lý Vân Tiêu chạy mất thì sẽ trực tiếp tru sát cả nhà. Luật Thúc Bảo nói, tộc trưởng đại nhân, vậy thư của thành Hồng Nguyệt thì làm sao đây? Chúng ta bây giờ đã dốc toàn bộ lực lượng đi tìm Lý Vân Tiêu mất rồi. Luật Thực Nguyên nhìn thoáng qua bức thư màu vàng kim óng ánh trong tay, cười lạnh nói. Hải tộc đóng quân bên bờ Đông Hải, định đánh Trấn Hải Thiên. Đại sự kinh thiên như thế há thành Phong Linh ta có thể quản. Nhưng nếu thành Hồng Nguyệt đã ra lệnh cho tất cả thành tại Đông Vực phải điều động cao thủ tiến đến trợ giúp thì chúng ta cũng không thể bỏ qua mặt mũi thành Hồng Nguyệt một cách trắng trợn được. Cứ phái 2 tên võ đế đê giai mang theo 10 tên võ tôn tiến đến đi. Luật Thúc Bảo cau mày nói. Cái này có phải là quá mức qua loa không? Hừ, có gì qua loa? Luật Thực Nguyên lạnh lùng nói. Đây là đại sự hai tộc giao chiến, tự nên có người trong thiên hạ đảm đương, dựa vào gì luật gia ta phải đi tiên phong. Nếu dùng thực lực thành Hồng Nguyệt cũng không thể ngăn nổi thì chúng ta có phái đi nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn,
vẫn nên toàn lực tìm cho ra Lý Vân Tiêu mới là chuyện quan trọng. Vừa nhắc tới Lý Vân Tiêu, trên mặt Luật Thực Nguyên liền bao trùm một tầng sương lạnh, vô cùng âm trầm. Lý Vân Tiêu một mình một người đi dạo cả buổi trong thành Phong Linh, phát hiện không thể nào rời đi được liền không thú vị định trở về khách sạn, dù sao hắn không sao cả, cùng lắm thì ở trong giới thần bi tu luyện một năm nửa năm lại đi ra. Hắn cũng không tin Luật gia có thể giám thị nghiêm mật như thế cả năm trời. Đang muốn đi về, đột nhiên ánh mắt dương lên, trông thấy một gã người Luật gia đang giám thị bốn phía trên không, dĩ nhiên là Phó Cẩm Sơn. Phó Cẩm Sơn cũng có thực lực võ đế nhị tinh, vô luận đầu nhập vào thế lực nào cũng đều sẽ được trọng dụng, Luật gia cũng là uy bức lợi dụ mới có thể khiến hắn gia nhập vào, giờ phút này hắn cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Lý Vân Tiêu khắp toàn thành. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, con người càng phát ra lạnh như băng. Phó Cẩm Sơn mấy ngày qua cũng là có khổ mà nói không nên lời, một chút chỗ tốt cũng không kiếm được, hơn nữa huyền khí cũng không tìm được ai luyện chế. Luật Nam Tây đã đáp ứng hắn sau khi tìm được Lý Vân Tiêu nhất định giúp hắn luyện, nhưng Lý Vân Tiêu kia cũng không phải dễ bắt như vậy, có thể bắt được một đao giết chết thì mọi việc đều thuận lợi, nếu không đó thủy chung vẫn là họa lớn trong lòng hắn. Cho nên mấy ngày nay hắn tích cực hơn bất kỳ ai, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Đang khi chán nản, đột nhiên một tiếng hừ lạnh trực tiếp vang lên trong lòng hắn, hắn hoảng sợ nhìn lại. Trước chiêu bài của một quán rượu đang có một nam tử đứng đó, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu. Toàn thân hắn hoảng hốt, khiếp sợ thiếu chút nữa đã kêu lên, theo phản xạ có điều kiện muốn bóp nát ngọc bội định vị trong tay, nhưng bất quá trong chốc lát. Ngọc bội vừa cầm ở trong tay đã cảm thấy đại não đau xót, sau đó không còn biết gì nữa. Trong tiểu viện Luật gia, Luật Nam Tây đang nhắm mắt tu luyện trước thủy tinh nghi trong giây lát dương đôi mắt, quát. Có biến. Hắn cảm nhận được một cổ tinh thần lực vô cùng cường đại bỗng nhiên nổ bung thoáng một phát, tiếp theo liền lập tức biến mất, tinh thần lực kia mạnh mẽ mặc dù không đến cửu giai nhưng cũng không kém là bao. Hắn vội vàng đánh một đạo pháp quyết vào trong thủy tinh nghi kia. Tọa độ tinh thần lực bộc phát lúc này đã lập tức truyền tới chỗ Luật Thực Nguyên. Luật Thực Nguyên đang nghị sự với người gia tộc sắc mặt bỗng đột biến, không nói hai lời liền hóa thành một đạo quang mang trực tiếp phá vỡ mái đại sảnh, lao tới hướng kia. Nhưng lúc đuổi tới, Lý Vân Tiêu đã đi vào trong tửu lâu bên cạnh, kêu một bình rượu ngon ngồi ở đó chậm rãi uống lấy, thỉnh thoảng lại nhìn ra cường giả Luật gia càng tụ càng nhiều ở ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Người đâu? Luật Thực Nguyên sắc mặt âm trầm như hàn thiết, rét lạnh nói. Trong lòng mọi người đều sợ hãi, một người vội nói. Vừa rồi Phó Cẩm Sơn đại nhân còn tuần tra ở phương không gian này, ta thấy hắn đột nhiên lại rơi xuống, đang cảm thấy kỳ quái thì đã thấy tộc trưởng đại nhân chạy đến, vì vậy nhanh chóng theo tới, trước sau chẳng qua chỉ mấy hơi thở thôi. Bọn người Luật Thúc Bảo cũng lần lượt đuổi tới, sau khi nghe cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nói. Lại ý nói. Lý Vân Tiêu kia trong mấy hơi thở đã giải quyết Phó Cẩm Sơn, hơn nữa còn thong dong rời đi sao? Không có khả năng. Luật Thực Nguyên lạnh giọng nói. Tin tức Nam Tây Đại Sư truyền đến là phát hiện ba động tinh thần rất mạnh, cũng không cảm ứng được chấn động nguyên lực ngoài võ đế. Phó Cẩm Sơn hẳn là bị tinh thần công kích, thoáng cái mất đi năng lực phản kháng, bị Lý Vân Tiêu bắt đi hoặc trực tiếp tiêu diệt rồi. Luật Thúc Bảo sợ hãi nói. Công kích tinh thần có thể khiến một gã võ đế nhị tinh lập tức mất đi thần trí phải mạnh mẽ tới mức nào chứ? Sợ rằng chỉ có thuật luyện sư cửu giai mới có thể làm được a. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là thuật luyện sư cửu giai sao? Nghĩ như vậy, còn nghĩ đến thiên phú võ đạo của Lý Vân Tiêu, hắn liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hiện giờ toàn bộ Luật gia đối địch với quái vật như vậy, lần này nếu không thể triệt để chém giết hắn vậy thì tương lai sợ rằng cả thiên võ giới cũng khó có nơi cho Luật gia sống yên ổn. Luật Thực Nguyên cũng nghĩ đến điểm này, lập tức cảm thấy đặc biệt bực bội, cắn răng nói. Tiểu tử kia đã thu liễm nguyên lực, như vậy mới chỉ mấy hơi thở khẳng định không đi xa được, phong tỏa phạm vi ngàn mét, lục soát khắp mọi nơi cho ta. Vâng, thủ hạ lập tức tứ tán, trực tiếp dùng cấm chế phong tỏa phạm vi ngàn mét. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào cả. Lần này lập tức khiến cả phiến khu vực này khủng hoảng, không biết người Luật gia muốn làm gì. Luật Thực Nguyên nhìn qua mọi người chạy tới chạy lui như bầy kiến bên dưới, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta biết rõ người ở đây, nơi này chỉ có mấy ngàn người thôi, ta có thể thả đi toàn bộ, cũng có thể tiết kiệm một chút chuyện giết hết toàn bộ,
ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao? Thanh âm của hắn khuếch trương ra, trực tiếp vang trong phạm vi ngàn mét, truyền vào trong tai mỗi người, lập tức khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, nhao nhao hô to tha mạng và vô tội. Lý Vân Tiêu ở trong tửu lâu cũng nhướng mày, luật thực nguyên này cũng thông minh, lại có thể đoán được hắn cũng không đi xa, hơn nữa trong phạm vi ngàn mét này chỉ có chừng đó người, ở trong mắt một gã võ đế thất tinh đỉnh phong quả thật đều là con sâu cái kiến, có thể dễ dàng gạt bỏ. Luật thực nguyên lạnh lùng nói với đám người cầu xin tha thứ ở bên dưới. Tất cả im miệng cho ta, người sắp hại chết các ngươi gọi là Lý Vân Tiêu, chư vị xin nhớ kỹ cái tên này, thành quỷ cũng nhớ tới tìm hắn ấy. Bên dưới đều là phàm nhân, chỉ có lẻ tẻ vài võ giả, nhưng thực lực đều thấp kém, ở trong mắt luật gia cũng chẳng khác gì phàm nhân cả. Lý Vân Tiêu, người mau đi ra cho ta, một người làm việc một người chịu, không nên làm ảnh hưởng đến mọi người. Đúng vậy à, Lý Vân Tiêu mong người thương xót, xuất hiện đi, mau ra đây đi, ô ô. Lý Vân Tiêu, dù sao ngươi cũng không trốn thoát được, van cầu ngươi làm chuyện tốt đi, mọi người chúng ta đều cảm kích ngươi. Tất cả mọi người đều kêu rên khóc khẩn cầu, thoáng cái loạn thành một đống. Người luật gia tất cả đều lạnh lùng đứng ở trên, chỉ chờ luật thực nguyên ra lệnh liền có thể trực tiếp thuyên chuyển uy lực đại trận hộ thành oanh kích phạm vi ngàn mét này thành cặn bã ngay lập tức. Lý Vân Tiêu vỗ trán một cái, cảm thấy đau đầu. Đại trận hộ thành của thành Phong Linh hắn cũng đã quan sát qua. Quả thật phi thường cường hãn, bị một đám cường giả vây quanh rất khó phá trận rời đi được, huống chi phía trên còn có hai gã võ đế cao giai nữa. Trên mặt luật thực nguyên lộ vẻ tàn nhẫn, giơ tay phải lên, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người chuẩn. Oanh! Đột nhiên một góc quán rượu kia nổ bung, một đạo quang mang lao lên như bay, phóng tới bầu trời ở xa xa. Bóng người trong hào quang hét lớn một tiếng liền đánh ra một quyền. Thanh âm ầm ầm như lôi đình đánh về phía truyền tống đại trận, thiên mạc lập tức bị ép tới uốn lượn hội tụ tới chỗ quyền mang. Hừ, chết! Nháy mắt khi đạo quang mang kia xuất hiện, tất cả mọi người luật ra đều nhao nhao ra tay. Oán hận vì những ngày này vất vả tuần tra vào thời khắc này đều bộc phát ra, mỗi người đều đánh ra tuyệt kỹ mạnh nhất, toàn bộ bầu trời thoáng cái đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, vô số hào quang đánh lên trên đạo nhân ảnh kia. Trong đó ra tay mạnh nhất chính là luật thực nguyên và luật thúc bảo. Luật thực nguyên bắn tới một đạo kiếm quang, khiến người đau đớn cả hai mắt, những người phàm tục trên mặt đất lập tức kêu thảm thiết, hai mắt đều bị chiếu mù. Luật thúc bảo thì hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động lực lượng đại trận hộ thành nghiền áp tới phương không gian kia, vô số hào quang từ bốn phương tám hướng tụ tới, hội tụ thành một đạo cột sáng chiếu xuống dưới. Rầm rầm rầm, các loại thanh âm công kích không dứt bên tai. Bóng người kia đã bị đánh thành đen kịt, năng lượng hư không khủng bố cũng nhộn nhạo ra, muốn cắn nuốt tất cả. Người đầu tiên phát hiện có chút không đúng chính là luật thực nguyên, hắn kinh hô một tiếng không tốt, kiếm mang của hắn chém lên người đối phương vậy mà phát ra thanh âm va chạm hơn kim loại vậy, không cách nào xuyên thấu được. Hắn trong lúc khiếp sợ vội vàng quét thần thức qua, liền truyền đến một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ thành Phong Linh đều bị run rẩy. Chỉ thấy đại trận hộ thành cách đó không xa bị đánh ra một lỗ hổng hơn 10 mét, đứng vững bên dưới chính là Lý Vân Tiêu, một phương ngọc bi lưu ly trong suốt cũng chậm rãi bay về trong tay hắn. Ngay khi luật thúc bảo dẫn động lực lượng đại trận hộ thành công kích thì lực phòng ngự của đại trận cũng đạt đến điểm thấp nhất, Lý Vân Tiêu nhìn đúng thời cơ kia, thi triển ra thế giới chi lực mạnh nhất, trực tiếp đánh bay đại trận. Nhưng lực khôi phục của đại trận kia cũng rất mạnh, lỗ hổng hơn 10 mét liền nhanh chóng khép lại. Tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt, nhìn lại chỗ công kích kia. Chỉ thấy hồ lô tiểu kim cương hóa thành một đạo quang mang bay ra, trực tiếp nhảy vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Càng khiến cho bọn hắn giật mình chính là trên người khôi lỗi kim loại kia chỉ có chút vết sâu rất nhỏ, cơ bản không bị thương tích gì cả. Chuyến đi thành Phong Linh này ta rất vui sướng, về sau còn có thể thường xuyên đến chơi, chư vị xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Lý Vân Tiêu cười phất phất tay. Liền hóa thành một đạo lôi quang xông qua lỗ hổng đang dần khôi phục lại như cũ kia. Tiểu tử đáng chết. Luật thực nguyên lập tức xông tới, nhưng một kiếm lại chỉ chặt đứt tàn ảnh, hắn nổi giận hét lớn một tiếng, cũng phi thân lên, lao về phía Lý Vân Tiêu. Người luật gia cũng như gặp phải khuất nhục lớn, cũng muốn truy kích theo nhưng lại bị luật thúc bảo ngăn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ sầu lo nồng đậm, nói. Để tộc trưởng đại nhân đi là được rồi, nhiều thêm đám các ngươi cũng không nhiều. Thiếu các ngươi cũng không ít, chỉ là... Lời hắn chợt ngừng,
Câu nói kế tiếp không ra khỏi miệng, chỉ là trong lòng thầm thở dài nói với bản thân, chỉ là nếu không thể chém giết người này, sợ rằng đã chôn xuống đại họa cho Luật gia mất rồi. Sau khi Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, đặc biệt là sau khi tu luyện lôi quyết, tốc độ so với trước chỉ có nhanh hơn chứ không chậm, sợ rằng ngay cả huyết độn thuật của huyết thần cung cũng đừng mơ đuổi theo kịp hắn. Ồ! Sau khi Lý Vân Tiêu phi độn được một lúc, không khỏi chấn động, hắn hoảng sợ phát hiện Luật thực nguyên kia vậy mà theo sát phía sau, thần thức trực tiếp tập trung hắn, một mực đều không mất dấu. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một hồi, thiên hạ hôm nay, trừ phi là tu luyện đến cấp bậc võ đế cửu tinh, có thể chính thức xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai, nếu không dưới võ đế cửu tinh căn bản không có khả năng có người có thể bay kịp hắn a. Lý Vân Tiêu chỉ cổ quái một lúc, sau đó cũng không dám dừng lại lâu nữa, lần nữa hóa thành lôi quang phi độn lên. Vốn hắn định tìm một thành trì nhỏ bé ở phụ cận, thông qua mấy lần đi vòng rời khỏi đây, nhưng giờ xem ra chỉ có thể trực tiếp chạy trốn rồi. Sau khi rời khỏi thành Phong Linh chính là đại địa rộng lớn bao la bát ngát. Toàn bộ thiên võ giới thập phần rộng lớn, giữa mỗi tòa thành chỉ không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm, muốn thông qua phi hành để đến đích, mặc dù là cường giả cũng khó có thể tính ra thời gian. Tùy ý giữa hai thành có thể là hoang vu, có thể là sa mạc, cũng có thể là rừng rậm, còn có thể là địa hình cổ quái nào đó, tóm lại rất ít khi có người trực tiếp bay đi, trừ phi là cố ý đi ra lịch lãm rèn luyện. Cho nên trên đường cách thành Phong Linh càng ngày càng xa, cũng chỉ có hai đạo quang mang của Lý Vân Tiêu và Luật Thực Nguyên đang dốc toàn lực lao về phía trước, người truy ta đuổi, hoàn toàn đạt thế cân bằng. Mỗi lần Luật Thực Nguyên sắp dầu hết đèn tắt, định buông tha cho, dừng lại nghỉ ngơi thì Lý Vân Tiêu ở xa xa cũng dừng lại nghỉ ngơi, vì vậy một lát sau Luật Thực Nguyên lần nữa phấn khởi tiến lên, Lý Vân Tiêu lại chạy, hai người cứ người truy ta đuổi đứt quãng như vậy, trực tiếp tiến vào trong một mảnh sa mạc cực lớn. Rốt cục, Lý Vân Tiêu trong lòng quét ngang, trực tiếp ngừng lại phía trước, đáp xuống vào trong sa mạc, lấy ra đại lượng đan dược nuốt vào. Một lát sau, Luật Thực Nguyên cũng trực tiếp bay xuống, sắc mặt thập phần trắng bệch, nhìn qua Lý Vân Tiêu cũng đang kiệt sức, lạnh giọng nói. Tiểu tử, sao không chạy nữa đi? Lý Vân Tiêu lúc này mới phát hiện bí mật độn quang của Luật Thực Nguyên dĩ nhiên là một kiện huyền khí phi hành gắn vào phía sau hắn, không biết là hai cánh của yêu thú gì. Trên đó là tầng tầng lớp lớp lông vũ màu đen, trên mỗi một cây lông vũ đều hiện ra vòng xoáy nho nhỏ, thổi tan đi không khí bốn phía. Luật Thực Nguyên vừa hạ xuống dưới, thu cặp huyền khí kia lại, trên không trung đã lập tức bay xuống không ít hắc vũ. Hiển nhiên là do huyền khí này đã bị hắn thúc dục đến cực hạn, nên tuổi thọ sử dụng cũng giảm đi nhiều. Lý Vân Tiêu điều tức vài hơi, lạnh lùng nói. Sao hả, ta không chạy ngươi sao cũng không đuổi nữa. Trong mắt Luật Thực Nguyên hiện lên sát cơ, lạnh giọng nói. Chạy cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, cho dù chân trời góc biển ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Sớm muộn cũng phải chết, cần gì khiến bản thân trước khi chết còn phải chịu đau khổ chứ? Lý Vân Tiêu mỉa mai, cười khinh nói. Thành Phong Linh là địa bàn của ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, hiện giờ trong mảnh sa mạc này, ngươi chẳng lẽ có thể làm khó dễ ta sao? Hừ! Luật Thực Nguyên cười lạnh nói. Nếu ngươi đã có lòng tin chạy trốn như vậy, vậy sao dừng không trốn nữa thế? Lần này phi độn tựa hồ còn chưa tới cực hạn của ngươi mà. Hai người thông qua không ngừng truy đuổi, trên cơ bản cũng đã biết tiêu hao và tốc độ khôi phục của nhau thế nào rồi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Đương nhiên không đạt tới, ta dừng lại chính là vì giết ngươi a. Luật Thực Nguyên sửng sốt một chút, hắn nhìn bộ dáng chắc chắn của Lý Vân Tiêu. Nhịn không được cười ha hả, nói. Ha, ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta, ha ha, lặp lại ta nghe thử, ta thật không nghe lầm đấy chứ. Hắn cười có chút đau bụng. Trong mắt Lý Vân Tiêu vẫn rét lạnh như băng, duỗi ngón tay ra trực tiếp chỉ vào hắn nói. Ta nói, ta muốn giết ngươi a, lâu la. Tính, toàn bộ trong sa mạc ngoại trừ từng cơn gió nóng rát ra thì vô cùng yên tĩnh. Dáng cười của Luật Thực Nguyên đã không thấy đâu nữa, dần trở nên băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, sau một lúc mới lên tiếng. Tốt, nếu đã gọi ta là lâu la, xem ra ngươi thật sự hạ quyết tâm đánh một trận với ta rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Quyết tâm này thật sự có chút khó hạ, nếu không phải ngươi đuổi ta gắt gao, mọi người vốn có thể cùng chơi đùa vui vẻ rồi.
Luật Thực Nguyên ngưng giọng nói. Vô luận ngươi có át chủ bài gì thúc đẩy ngươi dám đánh với ta một trận, ta đều không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Quyết tâm của Lý Vân Tiêu quả thật khiến hắn lắp bắp kinh hãi, theo hắn thấy thì chỉ cần không ngừng trốn chạy như thế, Lý Vân Tiêu vẫn có cơ hội đào thoát rất lớn, nhưng hắn vẫn buông tha, mà lựa chọn liều chết đánh một trận cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào cả. Lý Vân Tiêu cũng chỉ muốn thử một chút thôi, dù sao đánh không lại có thể tiếp tục trốn, dù sao đối phương là chủ nhân một nhà, nắm giữ thành phong linh trên vạn năm, không có vài món át chủ bài lợi hại thì không thể nào. Ví dụ như kiện huyền khí phi hành tụ đầy phong chi quy tắc kia chính là vật muôn vàn khó cầu, có trời mới biết hắn có còn bảo bối nào khác không. Nếu thật sự hạ quyết tâm đánh một trận, hắn nhất định sẽ hao hết toàn bộ tinh lực đối phương, sau đó chịu ra tất cả tay chân trong giới thần bi, như vậy phần thắng sẽ rất lớn. Hai người cứ như vậy rằng co nhau trong sa mạc, đều đang liều mạng hấp thu nguyên khí, khôi phục tinh lực của mình. Luật Thực Nguyên ỷ vào mình tu vi cao, nguyên đan trên người, tốc độ thổ nạp thiên địa nguyên khí nhanh hơn, cho nên muốn kéo dài thêm xem. Thấy Lý Vân Tiêu cũng vẫn không nhúc nhích, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng sau khi được một hồi, hắn liền bắt đầu kinh ngạc, chỉ thấy bên ngoài thân thể đối phương hiện lên một tầng xương trắng nhàn nhạt, dĩ nhiên là dấu hiệu linh khí hóa dịch, linh khí ở xa xa không ngừng hội tụ thành long, trực tiếp súng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, đó nào phải thổ nạp gì chứ, mà chính là nuốt trôi. Cái này. Hắn triệt để ngốc, lúc này hắn rốt cục hiểu rõ vì sao mỗi lần dừng lại mình mới chỉ khôi phục được một nửa, đối phương đã chạy đi. Trước kia tưởng rằng Lý Vân Tiêu sốt ruột chạy trốn, khôi phục được chút đã bỏ chạy, hiện giờ mới biết được thì ra mỗi lần hắn đều đã khôi phục lại đầy đủ. Đáng chết a! Luật Thực Nguyên giận dữ giống lên một tiếng, liền ngưng tụ một đạo kiếm quang nơi đầu ngón tay chém tới. Hắn cũng không biết mình vì sao lại giận dữ. Có lẽ là phát hiện công pháo tu luyện của đối phương mạnh hơn xa bản thân a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lôi điện vọt lên khỏi sa mạc, trực tiếp đánh bay không gian phong tỏa của kiếm mang kia, sau đó lôi đình chi thân hiển hóa ra trên không, biến thành một đại mập mạp do ánh sáng màu xanh ngưng tụ, lầm bầm giống lên một tiếng, cái búa trong tay liền đánh xuống. Ầm ầm, một mảnh lôi quang tách ra dưới búa, lôi đình hóa thành cột sáng đánh xuống dưới. Ma ha cổ tự lôi chi quy tắc hiện ra trong cột sáng, không hoàn toàn đè xuống, những nơi lôi đình đi qua dần dần hóa thành màu tím đi qua. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hắn phát hiện uy lực của cái búa này một lần còn hơn một lần, lần này trong thanh lôi đánh xuống thậm chí còn có cả ánh sáng tím thoáng hiện. Cái này khiến hắn cuồng hỉ không thôi, trái tim nhảy lên bịch bịch. Phải biết rằng tử lôi chính là hình thái cao nhất của lôi đình. Diễn biến đến mức tận cùng chính là Thái Thanh Ngọc Hư Tử Phủ Phạm Thiên Diệt Thế Thần Lôi trong truyền thuyết, có thể trực tiếp gạt bỏ địa, thủy, hỏa, phong, phá diệt muôn đời. Sắc mặt Luật Thực Nguyên cũng đại biến, cảm nhận được chỗ bất phàm của một kích này liền vội rút ra bảo kiếm, bấm khắp kiếm quyết, nhấc tay nghênh đón lấy. Trên kiếm phong tràn ra một mảnh kiếm hải lăng lệ ác liệt đến cực điểm, biến ảo ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đạo cột sáng lôi đỉnh kia đánh xuống, mặc dù chỉ là một kích, lại truyền đến tiếng oanh kích không ngừng, không dứt bên tai, nối thành một mảnh. Sắc mặt Luật Thực Nguyên trở nên khó coi đến cực điểm, lực lượng một chiêu oanh kích này vượt xa dự liệu của hắn, càng khiến cho lòng hắn kinh hãi chính là ma ha cổ tự kia rơi xuống, bốn phía mang theo ánh sáng màu tím quanh quẩn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Hắn đột nhiên tăng cường thêm vài phần lực lượng. Kiếm khí chi hải chống lấy từng đạo lực lượng điệp ra đột nhiên biến lớn. Oanh! Ánh sáng tím rơi xuống, điệp ra trên một đạo lôi uy cuối cùng. Luật Thực Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay lập tức chấn đến mất đi cảm giác, mà bảo kiếm càng cự chiến không thôi, phát ra vẻ sợ hãi ông ông, toàn bộ kiếm khí chi hải đột nhiên bị tử khí xuyên qua, tạc đến nát bấy. Một đạo cường quang chói mắt hiện lên trên mũi kiếm khuếch tán ra theo hình tròn, bắn vào trong sa mạc rộng lớn vô biên. Trong lúc nhất thời bão cát lên, toàn bộ thiên địa xoáy lên vòi rồng, khó có thể mở mắt ra nổi. Luật Thực Nguyên rốt cục hiểu rõ vì sao Luật Triều Hải Võ Đế Lục Tinh cũng bị hắn đánh chết. Uy lực của loại lôi quyết này quả thật không kém võ đế cao giai là bao. Trong cơn cuồng bạo, hắn trầm khí xuống, nổi giận gầm lên một tiếng liền thân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm khí phóng lên trời, trực tiếp bổ ra cát vàng, xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cả vùng đất khói bụi cuồn cuộn đều bị kiếm quang hoa chia làm hai nửa.
Luật Thực Nguyên sau khi chém ra một kiếm, vừa mới khôi phục chút khí lực đã lần nữa hao tổn hơn phân nửa, hắn kinh sợ tìm kiếm Lý Vân Tiêu khắp mọi nơi. Bỗng nhiên trên bầu trời phát ra một hồi cường quang chói mắt, giới thần bi hóa thành núi nhỏ rơi xuống dưới. Sắc mặt Luật Thực Nguyên khó coi đến cực điểm, uy áp giới thần bi đánh xuống cực lớn, hắn hít mạnh một hơi, bảo kiếm nắm trước người, một đạo kiếm hoàn vọt ra bao lấy quanh thân hắn. Nhất kiếm tuyết ủng lam quan. Dưới trường kiếm vũ động, kiếm hoàn kia long cong mà lên, chém tới trên giới thần bi. Ầm ầm. Giới thần bi dưới một kiếm này bị chấn khiến mất hết hào quang, hóa thành bộ dáng bình thường bay về trong tay Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng không tốt hơn Luật Thực Nguyên bao nhiêu, sau hai chiêu đối phương lại không tổn thương gì, hắn biết rõ không thể nào đánh tiếp được rồi. Hắn nhìn qua Luật Thực Nguyên đang tức sủi bọt mép nhếch miệng cười cười, nói. Vẫn nên tiếp tục trốn thôi. Một đạo lôi điện vang lên, Lý Vân Tiêu cũng đã hóa thành lôi quang bay đi hơn 100 mét rồi. Ngươi, ngươi! Luật Thực Nguyên tức khiến toàn thân phát run, sau lưng trực tiếp mở ra cánh chim màu đen kia, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, phi tốc đuổi theo. Một trước một sau, chạy chạy ngừng ngừng, một mực rằng có hơn 10 ngày, rốt cục đã thấy có một tòa thành chỉ phía trước. Lý Vân Tiêu đại hỉ, trực tiếp tiến vào thành, lẫn vào trong đám người, Luật Thực Nguyên căn bản không cách nào làm gì được hắn. Luật Thực Nguyên ở sau lưng cũng trông thấy thành chỉ kia xuất hiện ngay trước mắt, tâm tình lại trái ngược, lộ ra vẻ lo âu, gấp rút vỗ hai cánh sau lưng, nhưng vẫn trơ mắt ếch ra nhìn Lý Vân Tiêu trốn vào thành trì, tiếp theo một đạo tinh thần lực rất mạnh chặt đứt tập trung của hắn, lại không có bóng dáng. Luật Thực Nguyên trực tiếp bay đến trên không thành trì vài trăm mét, sắc mặt ngoại trừ tái nhợt ra còn âm trầm đến phát xanh. Thành trì này hắn cũng biết, gọi là thành thượng cao, ở toàn bộ đông vực căn bản không lên nổi mặt bàn, nhưng lại có không ít thương nhân hối tụ ở đây. Bởi vì nơi này có một loại đặc sản đặc biệt, gọi là thiên toàn ti, chính là một loại tơ do thiên toàn chu nhổ ra, là tài liệu thuật luyện thập phần khó được. Thần thức Luật Thực Nguyên quét qua trong thành, lập tức hóa thành một đạo quang mang bay thấp, đúng là khu vực truyền tống của thành thượng cao, không ít người đến người đi. Nơi này chỉ là một điểm truyền tống loại nhỏ, có thể đến được vài tòa thành trì ở phụ cận. Này, bằng hữu, muốn truyền tống thì xin xếp hàng đi. Một gã người phụ trách tiến lên hô với Luật Thực Nguyên. Luật Thực Nguyên căn bản không để ý hắn, chỉ giơ tay lên chụp một trưởng tới truyền tống trận kia. Trưởng phong như thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ truyền tống trận và mấy người đang muốn truyền tống ra ngoài lập tức hóa thành bột mịn, một vũng hố cực lớn liền xuất hiện trước mặt mọi người. À, tên phụ trách kia sợ ngây người, tất cả mọi người nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại, chờ khi bọn hắn lấy lại tinh thần thì đã mất đi bóng dáng Luật Thực Nguyên rồi. Ngàn mét trên không trung, Luật Thực Nguyên ngồi xếp bằng, nắm nguyên đan trong tay bắt đầu điều tức khôi phục. Chỉ cần truyền tống trận bị hủy, Lý Vân Tiêu rời khỏi tòa thành trì này tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện, cũng không cần quá lo lắng, có bản lĩnh thì hắn cứ ở trong thành cả đời đi. Mà giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở trong thành cũng đang nhìn lên bầu trời, thầm suy nghĩ nói, có bản lĩnh ngươi cứ ở trên không cả đời đi. Truyền tống trận trong thành bị người lạ mắt phá hủy, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mấy thế lực lớn trong thành đều nhao nhao phái ra nhân thủ điều tra mọi nơi, nhưng tu vị cao nhất cũng chỉ là võ tôn đê giai mà thôi, sao có thể tìm được người chứ? Lý Vân Tiêu thì lại tùy tiện tìm một khách sạn ở lại, việc cấp bách của hắn cũng là khôi phục nguyên lực. Sau khi vào khách sạn, Lý Vân Tiêu liền trực tiếp tiến nhập trong giới thần bi. Giờ phút này Phó Cẩm Sơn bị hắn thu vào trong vẫn lộ vẻ mặt mờ mịt, chạy như bay trên mặt đất, không ngừng thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Muốn biết rõ ràng mình rốt cục đang ở nơi nào. Hoài nghi lớn nhất của Phó Cẩm Sơn hiện giờ chính là mình trúng ảo thuật, nghĩ đến đẳng cấp thuật luyện của đối phương, mình ở trong ảo thuật cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng hơn 10 ngày liên tiếp trôi qua, vẫn không có bất luận thay đổi gì, khiến trong lòng hắn cực kỳ hoang mang. Nếu ảo thuật này là được thi triển ở thành Phong Linh thì lâu như vậy không thể nào còn chưa bị người luật ra, hắn đã bay hơn 10 ngày. Một chút dấu hiệu sinh linh cũng không thấy, trong lòng không khỏi dần tuyệt vọng. Đột nhiên một đạo quang mang hội tụ đến người hắn, hiện ra chân thân ra, đúng là Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn vào hắn. Phó Cẩm Sơn lại càng hoảng sợ, vội vàng đề phòng, nhưng vẫn không nhịn được sợ run nói. Vân Tiêu đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ, người đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua ta đi. Bỏ qua cho ngươi sao? Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói.
ta không rảnh nói chuyện với tên cặn bã như ngươi, sau khi giết ngươi ta còn phải tu luyện nữa. Hắn điểm xuống một ngón tay, lập tức một đạo kiếm quang lâm không chém tới, uy thế mạnh mẽ không gì sánh nổi. Phó Cẩm Sơn hoảng hốt, một kiếm kia tuyệt đối là muốn khiến hắn phấn thân toái cốt, trong tuyệt vọng hắn lộ vẻ sầu thảm kêu lên. Đừng giết ta, ta có bảo vật hiến cho Vân Tiêu đại nhân đây. Lòng hắn chìm vào vực sâu không đáy, kiếm quang đã chém đến trước mắt, cho dù Lý Vân Tiêu cố tình tha cho hắn cũng không cách nào xoay chuyển được nữa. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đây cũng là hắn tự làm tự chịu thôi. Nhưng đợi một hồi, lại không có bất cứ động tĩnh gì cả. Phó Cẩm Sơn chậm rãi mở mắt ra, một mảnh thanh minh, đạo kiếm quang trước kia đã không biết tung tích, mà Lý Vân Tiêu đang ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn hắn. Lòng hắn kinh hãi dị thường, kiếm quang bá tuyệt vô song kia tuyệt đối là thật, mình đã cảm nhận được kiếm khí lăng lệ ác liệt kia, chưa bao giờ hắn thấy cách tử vong gần như thế, nhưng sao vẫn còn sống. Hắn căn bản không thể tin được, kiểm tra bản thân mấy lần, mới phát hiện mình quả thật còn sống. Cái khiến lòng hắn càng thêm thấp thỏm không yên, đối với thần thông của Lý Vân Tiêu sinh ra một loại sợ hãi thật lớn. Tạ ơn Vân Tiêu đại nhân không giết. Phó Cẩm Sơn run rẩy thiên ân vạn tạ, giống như một con chim non bị kinh hãi vậy. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh giọng nói. Vừa rồi không giết ngươi, là vì ngươi nói có bảo vật dâng lên, chẳng lẽ là lừa gạt ta sao? Phó Cẩm Sơn hoảng sợ phát hiện. Mày Lý Vân Tiêu chỉ nhíu lại một chút mình đã cảm nhận được uy áp vô biên, giống như vạn dặm trời quang thoáng cái trở nên mây đen cuồn cuộn vậy, toàn thân khó chịu nói không nên lời. Hắn kinh hãi, vội vàng nói. Thật sự, tuyệt vô hư ngôn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Người rất biết chậm trễ thời gian của ta, nói thêm câu nói nhảm nữa sẽ chết ngay đấy. Phó Cẩm Sơn sợ tới mức lạnh run, vội hỏi. Bảo vật theo lời chính là kiện huyền khí lúc trước ta muốn Vân Tiêu đại nhân giúp ta luyện chế, nó gọi là ngũ hành đỗ bạch ngư. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh nói. Ngươi đùa bỡn ta. Phó Cẩm Sơn lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy một ý niệm trong đầu đối phương sẽ lập tức khiến mình tan thành mây khói, vội vàng nói. Chưa, thật sự không có, ta biết rõ trên thân Vân Tiêu đại nhân có rất nhiều trọng bảo. Nhưng ngũ hành đỗ bạch ngư kia tuyệt đối là một kiện bảo bối đáng để đại nhân để mặt. Lý Vân Tiêu khôi phục sắc mặt, lạnh lùng nói. Ngươi nói xem thử đáng giá thế nào, nếu như không thể nói động ta thì ta sẽ ném ngươi cho cá ăn ngay. Hắn lăng không điểm tay, thân hình ngạc ngư hiển hiển trên không hai người, hơn nữa trở nên cực lớn, giống như đám mây thổi qua trên không vậy. Phó Cẩm Sơn mắt choáng váng, thì ra cho cá ăn là cho cá xấu a. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lau mồ hôi vội vàng nói. Luyện phương của ngũ hành đỗ bạch ngư Vân Tiêu đại nhân cũng đã thấy, ngũ hành nhiều mặt, có thể công có thể thủ, không chỉ là một kiện huyền khí công kích, đồng thời cũng là một phương trận khí, không biết Vân Tiêu đại nhân có từng nghe qua nguyên tố kết giới chưa? Lý Vân Tiêu quát, nói nhảm, bảy đại chí cường nguyên tố kết giới, phong, vũ, lôi, điện, vụ, tuyết, xương. Năm đó Vương Tỏa đã từng nghiên cứu qua kết hợp bảy đại kết giới chí cường này lại với nhau, kết quả không được biết. Hơn nữa năm đó lúc ở Thiên Thủy Quốc, Lý Vân Tiêu còn từ trên người đối thủ đạt được cách bố trí của vũ chi kết giới nữa. Phó Cẩm Sơn vội hỏi. Đúng vậy, Vân Tiêu đại nhân quả nhiên kiến thức bất phàm. Phong, vũ, lôi, điện, vụ, tuyết, xương, chính là bảy loại kết giới chí cường. Bất quá bảy đại nguyên tố đều là từ năm đại nguyên tố bổn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ diễn biến mà ra, trên đời đã có bảy loại kết giới chí cường, vậy Vân Tiêu đại nhân có từng nghĩ tới vẫn tồn tại ngũ hành bổn nguyên kết giới không? Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Ý người là nói huyền khí hình cá kia chính là dùng để bố trí ngũ hành bổn nguyên kết giới. Ha ha, đương nhiên không phải. Phó Cẩm Sơn nói, hồn nhiên quên mất hoàn cảnh của mình hiện giờ, cười ha hả, nói. Bổn nguyên kết giới phải có được bổn nguyên chi lực mới có thể bố trí xuống, thứ này đã không còn tồn thế nữa. Ngũ hành đỗ bạch ngư chính là mô phỏng năm nguyên tố chi lực, căng ra năm loại nguyên tố kết giới, tầng tầng điệp ra, diễn sinh với nhau, đến vô cùng vô tận, kiên không thể phá. Lý Vân Tiêu nhìn hắn nói chuyện dương dương đắc ý, lạnh lùng nói. Ngươi cho ta là ngu ngốc, luyện phương kia ta đã xem rõ ràng, làm gì có ngũ hành nguyên tố kết giới như ngươi nói. Phó Cẩm Sơn lúc này mới thoáng phản ứng lại hoàn cảnh của mình hiện giờ,
đổ mồ hôi không thôi, vội vàng nói. Đó là vì luyện chế ngũ hành đỗ bạch ngư này cần 3 bước, ta cho Vân Tiêu đại nhân xem chỉ là bước luyện khí đầu tiên mà thôi, bước thứ 2 ngưng trận ta định tự lực mình làm, bởi vì tại hạ tuy bất tài, nhưng coi như cũng có chút hiểu biết về trận pháp. A, à, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, quả thật vượt quá dự liệu của hắn, nhàn nhạt nói. Vậy bước thứ 3 thì sao? Sắc mặt Phó Cẩm Sơn biến hóa, lộ ra một nụ cười khổ nói. Bước thứ 3 chính là khảm vào ngũ hành đỗ bạch ngư khí hồn thích hợp nhất, có thể nói đây là bước mấu chốt nhất, cần cơ duyên lớn lao mới có thể tìm được khí hồn ngũ hành chi lực thích hợp, mà ta lại cơ duyên xảo hợp đạt được nó. Phó Cẩm Sơn hiện giờ đã lấy ra tất cả vốn liếng, chỉ cầu có thể bảo vệ tánh mạng là được, nào dám giấu giếm. Hắn từ trong chữ vật khí lấy ra một cái bình lưu ly hình tròn, bên trong một đầu cá bơi màu xám qua bơi lại, nhìn kỹ lại thì con cá kia cũng không phải thật thế, chính là tồn tại hồn thể. Lý Vân Tiêu nhíu mày, con cá này cơ hồ giống huyền khí mà Phó Cẩm Sơn muốn luyện chế như đúc, dùng kiến thức của hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại cá này. Phó Cẩm Sơn nhìn ra nghi ngờ của hắn, giải thích nói. Loại cá này gọi là bạch nhạc ngư, chính là tồn tại ở sâu trong nước. Tổ tiên nó là một trong các chân linh, nhưng cũng không có danh khí gì. Nhưng thập phần khó được chính là nó ngũ hành nhiều mặt, phát triển cân đối, dùng vật ấy để làm khí linh thật sự thích hợp nhất. Lý Vân Tiêu hơi có chút động tâm nói. Nghe ngươi nói ngược lại không tệ, ta liền tốn chút tâm tư giúp ngươi luyện huyền khí kia vậy. Nếu hiệu quả không tốt như ta dự tính, tánh mạng ngươi cũng sẽ khó mà bảo toàn. Lý Vân Tiêu nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Phó Cẩm Sơn tâm thần bất định không thôi. Kỳ thật Lý Vân Tiêu sau khi nghe thấy hắn là danh gia trận pháp đã nổi lên tâm tư tha cho hắn một mạng rồi. Dù sao thành thạo một thứ nói không chừng về sau sẽ có lúc nào đó cần dùng đến. Dùng thực lực của hắn bây giờ, người này căn bản không đủ gây sợ. Sau đó hắn liền thổ nạp tu luyện trên trời cao, hơn 10 ngày này đều không ngừng truy ngừng ngừng. Còn tiêu hao thể lực hơn cả chém giết sinh tử. 3 ngày sau, rốt cục tinh thần no đủ, trong mơ hồ rõ ràng cảm thấy thực lực tinh tiến không ít. Lý Vân Tiêu lấy ra luyện phương ngũ hành đỗ bạch ngư kia, sau khi nhìn kỹ lại một lần, xác định không sai liền triệu hoán Sơn Hà đỉnh ra để nó lơ lửng trước người. Có đỉnh này tương trợ, tỷ lệ thành công của hắn tuyệt đối ngoài 40%. Hơn nữa hiện giờ hắn thân mang lôi quyết. Ma Ha cổ văn trên cây chùy chính là do lôi chi quy tắc của thiên võ giới ngưng tụ, cả hai kết hợp cùng một chỗ, uy lực so với thiên kiếp trong thiên võ giới chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, có thể khiến huyền khí cửu giai trực tiếp độ kiếp trong giới thần bi. Sơn Hà đỉnh thúc đẩy, toàn bộ tài liệu mà Phó Cẩm Sơn thu thập đủ đều được đổ vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Bất quá chỉ một ngày, huyền khí hình cá kia đã cô động thành hình, Lý Vân Tiêu hóa thành lôi thần, cầm lấy đại chùy tử đánh xuống phía dưới. Trong tốc độ ánh sáng, một mảnh lôi quang lập lòe, ầm ầm không dứt bên tai. Huyền khí hình cá kia bất ôn bất hỏa, liên tục bị đánh trên không, hình thái toàn thân không phải vàng không phải ngọc, bẹp như kiếm, lại rất rộng, rất giống một con cá ướp muối phơi khô. Lý Vân Tiêu vẫy tay một cái, lập tức gọi Phó Cẩm Sơn qua, chỉ ngũ hành đỗ bạch ngư trên bầu trời. Phó Cẩm Sơn đang phiền muộn, không biết Lý Vân Tiêu có tâm tư gì lại nhét mình hắn vào trong hoang dã. Bỗng nhiên chợt cảm thấy cả người như bị một cổ lực lượng kéo lấy, trong nháy mắt đã đến bên cạnh đối phương. Cái này khiến hắn cực kỳ sợ hãi, loại này năng lực giống như thần này khiến cả người hắn đều phát mộng. Lý Vân Tiêu quát, còn đứng ở đó làm gì? Nếu không thể khiến ta thỏa mãn, sẽ mượn hồn phách của ngươi rót vào trong huyền khí này đấy. Phó Cẩm Sơn sợ tới mức phát run, vội vàng lâm không khẽ vẫy, lập tức bắt lấy ngũ hành đỗ bạch ngư kia vào tay, cẩn thận quan sát. So với hắn dự tính còn tốt hơn rất nhiều, càng xem càng kinh hãi. Hắn cũng không dám có bất cứ ý nào khác, vội vàng lấy ra các loại đạo cụ ngưng trận, bắt đầu bố trí. Lý Vân Tiêu im im lặng lặng ở một bên quan sát, thủ pháp của Phó Cẩm Sơn quả thật thập phần lão luyện, trận bàn bày trận cũng có tuổi tác lâu đời, hiển nhiên đã dùng qua rất nhiều lần. Ngưng trận đa số đều là vào lúc luyện chế hoàn thành, nhưng nếu như trận khí chuyên môn thì còn cần trận pháp sư ngưng khắc từng cái một. Trước người Phó Cẩm Sơn bày đầy đá đủ loại nhan sắc, tản ra lực lượng bất đồng, đều là dùng để khắc trận pháp, trên đầu ngón tay hắn hiện ra từng đạo kim quang, trực tiếp lâm không bố trí. Tạo nghệ trận đạo của Lý Vân Tiêu cũng không thấp, yên yên lặng lặng nhìn, một bên thầm phỏng đoán.
những thạch đầu đặc biệt cổ quái kia cung cấp ra các loại năng lượng cần để bày trận, dùng nhất định hình thái xếp đặt trên không trung, sinh ra hiệu quả đặc biệt. Phó Cẩm Sơn sau khi đánh ra vài đạo phù văn liền lâm không khẽ điểm, một ngón tay kim mang bắn vào trên một khối đá màu xanh da trời, lập tức phát ra ôn nhuận chi sắc, ngón tay giữa bắn ra, lại đánh vào một tảng đá khác, cứ không ngừng như thế. Trên trăm khối đá đặc biệt ở trên không trung đều bị chỉ mang lần lượt đánh vào, hội tụ thành một trận pháp hùng vĩ, tản mát ra hào quang kinh người. Phó Cẩm Sơn nhìn Lý Vân Tiêu bên người, giải thích nói. Ta đây là mô phỏng bổn nguyên kết giới ngũ hành chi mỹ kim tố, kế tiếp. Câm miệng, chuyên tâm luyện chế là được. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, tuy rằng tạo nghệ trận đạo của hắn không cao như Phó Cẩm Sơn, nhưng ít ra đối phương làm gì hắn vẫn nhìn hiểu được. Phó Cẩm Sơn run rẩy thoáng một phát, vội vàng câm miệng, không dám lên tiếng nữa. Trận pháp màu vàng cực lớn trên không trung dưới thủ ấn liên tiếp của hắn, trực tiếp hợp nhập vào trong bụng ngũ hành đỗ bạch ngư trên không, giống như một cái kim cô treo ở phía trên vậy. Sau đó thủ pháp hắn bắt đầu biến hóa, những tảng đá đã đỡ xếp tốt trên không trung bắt đầu lần lượt vận chuyển, biến thành một loại phương thức sắp xếp khác. Phó Cẩm Sơn mỗi động tác đều thập phần chậm chạp mà ổn trọng, gắng đạt tới một lần thành công. Rất nhanh, năm loại quang hoàn nhan sắc bất đồng đã xuất hiện trên ngũ hành đỗ bạch ngư, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, quyết ấn trong tay càng lúc càng nhanh. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, ngưng tụ năm loại kết giới trước kia tuy rằng thủ pháp cũng xảo diệu, nhưng chỉ cần có trận đồ hắn cũng có thể làm được. Nhưng ngũ hành hợp nhất cuối cùng này, tương sinh tương khắc, không ngừng suy diễn tổ hợp lại tinh diệu và khó khăn dị thường, hắn tự hỏi không hề nắm chắc. Mộc xanh hỏa, hỏa xanh thổ, thổ. Trong miệng Phó Cẩm Sơn không ngừng lẩm bẩm, mỗi một cái đều đánh ra một ấn ký, sau đó một đạo quang hoàn bay vào trong huyền khí, cuối cùng tạo thành ngũ sắc ngũ hoàn, khắc sâu vào trong khí, dần biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả, lòng hắn còn chưa dám buông lỏng, vội vàng chộp huyền khí vào tay, bắt đầu cẩn thận quan sát, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ hài lòng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Người cưỡng ép tầng tầng điệp ra ngũ hành chi lực, tuy rằng trong lúc nhất thời áp chế thuộc tính tương khắc, nhưng sớm muộn sẽ bạo phát ra, đây là trọng bảo mà ngươi nói sao? Ta đọc sách không nhiều lắm, ngươi đừng gạt ta đấy. Phó Cẩm Sơn cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu vậy mà liếc mắt đã nhìn ra vấn đề, cơ hồ muốn khóc lên, nói. Vân Tiêu đại nhân, hiện giờ tánh mạng ta cũng ở trên tay ngươi, làm sao dám lừa ngươi? Bước đầu tiên luyện khí. Bước thứ hai ngưng trận, bước thứ ba mới là trọng yếu nhất ha. Hắn lấy ra cái bình lưu ly kia, yêu hồn bên trong còn đang không ngừng lắc lư. Ngư hồn của Bạch Nhạc Ngư mới chính là mấu chốt của bảo bối này, cũng là lực lượng dùng để cân đối ngũ hành. Phó Cẩm Sơn nâng lên bình lưu ly, lâm không vỗ, ngư hồn kia lập tức bơi ra, tựa hồ cực kỳ không muốn, nhưng lại thân bất do kỷ, dưới sự áp chế của ấn phủ bơi tới chỗ huyền khí, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay khi nó tiến vào huyền khí, toàn bộ ngũ hành hào quang lóng lánh ra, một đạo trận quang đột nhiên mở ra, lập tức biến hóa trong thiên địa. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, liền cảm giác được phạm vi mấy ngàn dặm đều bị bao phủ trong trận pháp này, mà ngư hồn của Bạch Nhạc Ngư kia cũng tựa hồ cực kỳ cao hứng, bơi qua bơi lại trong trận nhãn, hấp thu lấy ngũ hành chi lực. Thành công, thật sự thành công rồi. Phó Cẩm Sơn tựa hồ cũng có chút không tin, tản thần thức ra. Cảm thụ lấy năng lượng chấn động trong trận pháp này. Đại trận giờ phút này hoàn toàn tương liên với tâm thần hắn, cổ lực lượng bành trướng kia thầm khởi động trong tối, giống như biển cả bình tĩnh, chỉ cần quyết ấn hắn khẽ biến đổi thì sẽ lập tức nhấc lên sóng gió kinh thiên ngay. Trong mắt Phó Cẩm Sơn hiện lên một tia lệ mang và giãy giụa, hai tay cũng siết chặt, từng vòng nguyên khí rất nhỏ bạo đi trên quyền phong, trong mắt liên tục chớp động, rốt cục cũng dần lắng xuống, hai tay cũng dần dần buông ra. Trong lòng ngầm thở dài. Hắn vốn tạm thời nảy lòng tham, muốn dựa vào đại trận này thoát khỏi sự khống chế của Lý Vân Tiêu. Nhưng bản lĩnh quỷ thần khó lường của Lý Vân Tiêu lúc trước khiến hắn lòng còn sợ hãi, cuối cùng vẫn quyết định buông tha. Lý Vân Tiêu tự nhiên nhìn thấy tất cả, cũng không nói ra, nói thẳng. Trận này quả thật khí thế bàng bạc, nhưng không biết uy lực thế nào. Phó Cẩm Sơn tin tưởng tràn đầy nói. Đại trận này mặc dù chỉ là một cái hạch tâm, nhưng mặc dù là cường giả võ đế cao giai khốn nhập, cũng rất khó có thể thoát được. Nếu có đủ thời gian lại bố ngoại trận,
trong ngoài kết hợp lời thì coi như là thiên quân vạn mã cũng có thể khốn trong đó. À, đã cường đại như vậy, ta ngược lại muốn thử một lần. Ngươi hãy toàn lực thôi động trận này công kích và vây khốn ta đi, ta muốn thử xem uy lực của nó thế nào. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói. Phó Cẩm Sơn trong lòng kinh hoàng, chẳng biết tại sao trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tâm thần bất định không thôi. Suy đoán đối phương có phải đã phát hiện ra gì không, nhưng huyết dịch lại bắt đầu bốc cháy lên, dần dần cuồng hỉ, đây là Lý Vân Tiêu tự mình tìm đường chết, nếu có thể giết hắn là tốt nhất, không thể giết cũng không trách được hắn. Lý Vân Tiêu nói, bắt đầu đi, khu động lực lượng mạnh nhất của trận pháp công kích ba hiệp, sau đó lại mở phòng ngự ra đến lớn nhất, ta đến phá trận. Vâng, Phó Cẩm Sơn cao giọng đáp ứng, thân ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, pháp quyết như hồ điệp bay múa trong hoa viên, vần quanh thân hắn, không ngừng đánh vào hư không bốn phía. Toàn bộ trận thế biến đổi khí phân, mặt biển bình tĩnh dưới lực lượng thôi động cũng bắt đầu khởi động, nổi lên sóng cả. Lý Vân Tiêu im im lặng lặng đứng bên trong trận pháp, trận này ở trong giới thần bi của hắn, thiên địa ngũ hành chi lực tuyên chuyển cũng đều thuộc về hắn khống chế cả. Đáng tiếc Phó Cẩm Sơn không biết, còn hưng phấn điều động lấy tất cả lực lượng, chậm rãi dẫn động đến bốn phía Lý Vân Tiêu, khiến hắn trở thành trung tâm của toàn bộ điểm công kích, vì sợ Lý Vân Tiêu phát giác uy lực trận pháp này quá lớn nên tạm thời thay đổi chú ý, hắn mỗi lần đều là âm thầm tiến hành, tất cả tự cho là làm cực kỳ bí ẩn. Rốt cục, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, một khắc này như mưa gió tiến đến vậy, áp lực cực độ. Lý Vân Tiêu cũng thầm giật mình. Lực lượng sóng ngầm bắt đầu khởi động còn trên cả hắn dự đoán, tuyệt đối đạt đến trình độ võ đế cao giai. Vân Tiêu đại nhân, đã bắt đầu. Trong mắt Phó Cẩm Sơn hiện lên một tia ngoan lệ, hét lớn một tiếng, hai tay hóa ra một dáng ngũ sắc, lâm không đánh vào trong trận. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy bốn phía không gian một bạo, lực lượng phảng phất vô cùng vô tận đè ép tới, muốn tan vỡ tất cả, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu cảm giác sự lưu động và vận chuyển của mỗi một đạo lực lượng trong trận pháp. Cái gì? Phó Cẩm Sơn thật sự không nhịn được kêu lên, gương mặt cũng trực tiếp biến hình. Dưới lọ ải lực lượng bàng bạc đã đạt đến võ đế cao giai này, Lý Vân Tiêu ở trong công kích kia vậy mà không chút ảnh hưởng, còn nhắm mắt trầm tư. Hắn bỗng nhiên toàn thân rét run, tất cả khí tư xê hung lệ đều bị quét sạch. Quyết ấn trong tay Phó Cẩm Sơn biến đổi. Ngũ hành chi lực cuồng bạo không ngừng điệp ra diễn sinh, sóng sau cao hơn sóng trước, đập tới trên người Lý Vân Tiêu. Nhưng vẫn không thấy hắn mở mắt ra. Phó Cẩm Sơn giờ phút này bắt đầu hoài nghi thứ thấy trước mắt tuyệt đối không phải thật, hẳn là hư ảo mới đúng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã không còn chút ý phản kháng nào nữa rồi, cung kính nói. Vân Tiêu đại nhân, một chiêu cuối cùng xin hãy cẩn thận, ta sẽ phản tổ chân thân. Chỉ quyết hắn biến đổi, hai cánh tay điệp ra lại, một đạo ánh sáng màu xanh nhẹ vờn quanh trên ngón tay. Lý Vân Tiêu rốt cục mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trong không gian vô biên vô tận, một đầu đỗ bạch ngư toàn thân màu trắng lâm không mà xuống, thân hình vô cùng to lớn, khí tức phát ra trên người chỉ loáng thoáng, dường như cũng không mạnh lắm, cũng chỉ giống như đỗ bạch ngư lúc trước, chỉ là cường đại hơn vô số lần. Chân linh. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện lên ý niệm này. Theo Phó Cẩm Sơn nói đổ tiên đỗ bạch kia đích thật là tồn tại chân linh, chỉ là phản tổ thành chân linh sao có thể chứ? Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, đầu đỗ bạch ngư cực lớn này cũng không phải là thật thể, mà là một loại ảo thuật, nhưng khiến hắn cũng thấy vô cùng chân thật. Hóa hư thành thật. Trong đầu hắn hiện ra từ ngữ này, lập tức lắc đầu, mặc dù là thiên tư cũng không có khả năng có lực lượng hóa hư thành thật, chỉ là đạo ảo ảnh này khiến hắn khó hiểu. Lực lượng kia quả thật là tồn tại chân thật. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, một đạo kiếm quang ngưng tụ nơi đầu ngón tay, trực tiếp chém tới. Ầm ầm. Đỗ bạch ngư kia bị bổ một phát hai nửa, toàn bộ ảo thuật trực tiếp biến mất, những uy áp khiến người như lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng hoàn toàn biến mất. Ngư hồn trong trận nhãn bỗng nhiên có chút cuồng bạo, không ngừng du động lấy. Phó Cẩm Sơn giờ phút này đã triệt để trợn tròn mắt. Ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu hoàn toàn đã mất đi năng lực suy nghĩ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lại hiện lên vẻ vui mừng, nói. Trận này uy lực cực lớn, có nó rồi cũng không cần sợ luật thực nguyên truy sát nữa, còn có thể chuyển bại thành thắng. Hắn lâm không khẽ chảo, ngũ hành đỗ bạch ngư trực tiếp rơi trong tay hắn, nhẹ nhàng liền lau đi lạc ấn của Phó Cẩm Sơn trên đó, lòng tràn đầy vui mừng quan sát lấy.
Phó Cẩm Sơn kinh ngạc đứng đó, con mắt nháy nháy. Thần thông không thể tưởng tượng nổi như thế, còn có thể bị luật thực nguyên đuổi giết sao? 100 luật thực nguyên cũng có thể trực tiếp chém dụng đi nha. Lý Vân Tiêu nói, trận khí này đích thật là bảo bối, ta rất hài lòng, tánh mạng của ngươi tạm thời bảo trụ rồi. Không có việc gì thì ngươi cứ ở chỗ này tu luyện đi. Hắn quay người lại, liền biến mất tại chỗ. Phó Cẩm Sơn sửng sốt một chút, hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói gì, nghẹn trong cổ họng không thành tiếng. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra khỏi giới thần bi, liền đi ra ngoài khách sạn. Đã có trận khí mạnh mẽ tuyệt đối như thế, cho dù không triệu hóa đám hồ lô tiểu kim cương ra cũng có thể trấn áp luật thực nguyên rồi. Thành Thượng Cao vẫn là một mảnh bối rối, lại là truyền tống trận bị hủy, thông đạo với ngoại giới đã hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Mấy nhà có thực lực trong thành liền khẩn cấp liên hợp cùng một chỗ tổ chức hội nghị, việc cấp bách chính là giữ gìn trật tự trong thành, hơn nữa còn phải phái người truyền tin tức cho thành Hồng Nguyệt, thỉnh cầu thuật luyện sư trợ giúp, giúp bọn hắn chữa trị truyền tống trận. Kỳ thật đã không thể nói là chữa trị nữa, bởi vì nó đã hoàn toàn bị luật thực nguyên đánh tan nát, chỉ có thể trùng kiến lại thôi. Ai, cũng không biết là tên thiếu đạo đức nào, hủy thông đạo rồi, không có mấy tháng thì đừng mong khôi phục được a. Đúng vậy a, đợi đại nhân thành Hồng Nguyệt bay tới, sợ rằng cũng đã là tháng sau rồi. Ai, ta thật là xui xẻo a, mới vừa bị kẹt ở thành Phong Linh mấy ngày, giờ lại phải kẹt mấy tháng, sinh ý không cách nào làm a. Ân, mọi người không cần sợ, bây giờ là thời kỳ phi thường, đại chiến giữa hải tộc với chúng ta hết sức căng thẳng, toàn bộ đông vực đều phải cam đoan truyền tống thông, ta nghĩ thành Hồng Nguyệt rất nhanh sẽ phái người đến đây chữa trị thôi. Đảm bảo thông đó cũng là chủ thành ở đông vực nơi khỉ ho cò gáy như chúng ta, có lẽ sẽ phải đợi ngày. Lý Vân Tiêu dọc theo đường, nghe mọi người nói chuyện, cũng nhíu mày. Chiếu theo bọn hắn nói chuyện, từ nơi này đi thành Hồng Nguyệt tựa hồ phải mất cả tháng, như vậy đi Trấn Hải Thiên lại càng xa hơn, hắn còn định sau khi thu thập luật thực nguyên sẽ trực tiếp đến Trấn Hải Thiên một chuyến nữa chứ. Dù sao ước định với bọn người Bắc Minh Lai Phong cũng đến thời gian rồi. Nhưng hiện giờ Trấn Hải Thiên đột phát tình huống, cũng không biết có thể ra biển được không nữa. Mà nguyên nhân đột phát tình huống chính là Tiểu Hồng kia rồi. Xem ra trận chiến này với hải tộc không đánh không được rồi, bởi vì Tiểu Hồng đã không có cách nào trả cho bọn hắn, đặc biệt là sau khi thấy thân thể Kỳ Thắng Phong lấy được thân thể, nghề thạch chi lực đã khiến lòng hắn sinh kiêng kỵ rồi. Hắn vừa đi, vừa ngẩng đầu lên, nhìn qua luật thực nguyên đang ẩn độn trên bầu trời, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Đột nhiên một câu truyền vào trong tai hắn, khiến toàn thân hắn đều động. Đầu thiên toàn chi chu này bao nhiêu tiền? Ở một chỗ bán hàng cách đó không xa, một gã nam tử cẩm y eo bội Mỹ Ngọc đang lựa chọn một đám thiên toàn chi chu ở trong lồng. Tên nam tử cẩm y kia cẩn thận chọn lấy một đầu chi chu, hình thể vừa phải, cũng không phải là loại tốt nhất trong cả lồng. Con chi chu kia lớn chừng một quả dưa hấu. Khác với chi chu khác chính là trên người nó trải rộng lấy các điểm lấm tấm màu xanh lá, nam tử không ngừng dùng tay đánh lên trên đó, tựa hồ nghe lấy thanh âm. Thương nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua, tất cung tất kính với nam tử kia. Vị đại nhân này có lẽ là cường giả võ đạo a, những chi chu này tuy rằng không có tính công kích gì, nhưng đều là yêu thú tứ cấp, chúng ta cũng phải dùng xiềng xích đặc biệt trói chặt mới có thể khiến chúng không công kích người. Nhưng dù vậy chúng cũng kiệt ngao bất tuần. Có rất ít người dám gõ chúng như vậy. Nam tử cẩm y gật đầu nói. Có còn loại chi chu có lục ban này không? Thương nhân nở nụ cười nói. Loại chi chu lục ban này là biến dị, nhưng tơ nhổ ra cũng không khác gì chi chu bình thường cả, rất ít khi thấy. Hiện giờ toàn bộ thành thượng cao có lẽ chỉ có một con của ta thôi, tuy rằng kỳ lạ quý hiếm, lại bán không được giá. Nếu ngươi muốn thì 5 vạn trung phẩm nguyên thạch cầm lấy là được rồi. Nam tử cẩm y không nói hai lời, trực tiếp ném ra 5 vạn trung phẩm nguyên thạch, lấy ra một vật ngự thú thu nó vào, quay người muốn rời đi, lại đột nhiên khóe mắt liếc qua mọi người, sau đó chợt ngừng bước. Lý Vân Tiêu nhìn qua nam tử kia cười khổ nói. Thật sự là nhân sinh không đâu không gặp lại, không thể tưởng được ở nơi quỷ quái này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Nam tử kia đúng lục giản bác, nháy mắt khi hắn trông thấy Lý Vân Tiêu, ánh mắt bình tĩnh kia lập tức trở nên kinh hỉ và lăng liệt. Sau đó dần chuyển thành kinh ngạc, sau đó liền vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói. Ngươi tiến giai võ đế rồi sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Nhờ phúc lục tiên sinh thôi.
Trên mặt Lục Giản Bác hiện lên vẻ cổ quái, nói. Kỳ thật chúng ta là bạn không phải địch, có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu Lục tiên sinh không muốn giết ta, vậy thì quả thật là bạn không phải địch, nhờ Phúc tiên sinh đưa tặng lôi quyết nên khiến ta thu được rất nhiều lợi ích đấy. À, ánh mắt Lục Giản Bác đánh giá Lý Vân Tiêu một phen, nói. Ngươi đã thu thập được 5 loại lôi đình biến dị rồi sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, có thể có được một loại đã là cơ duyên rồi. Hắn nhìn qua đám nhện trong lồng của thương nhân ở ven đường kia, cười nói. Không thể tưởng được Lục tiên sinh lại có ham mê chăn nuôi chi chu đấy. Hừ, Lục Giản Bác nhẹ phẩy tay áo, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Vân Thiếu có thể bán ta còn thiết lệ kia không? Tuy rằng trước kia có chút qua lại không thoải mái, nhưng người luôn là nhìn về phía trước mà. Lý Vân Tiêu cười nói. Qua lại cũng không cần nói, nhưng thiết lệ kia tuy rằng ta không biết có tác dụng gì, nhưng ít nhất cũng cực kỳ quý trọng, có rảnh ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút đấy. Lục Giản Bác cũng không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt nói. Nói như thật sự không thể nào vãn hồi sao? Lý Vân Tiêu thu liễm dáng cười, nói. Nếu không thì sao? Lục Giản Bác dương mắt, dừng ở hắn, nói. Nếu ta không đoán sai, trên người Vân Thiếu có không ít bí mật a. Nguyệt Đồng và Bất Diệt Kim Thân, tựa hồ theo thứ tự là thứ của Cổ Phi Dương và Ngạo Trường không a. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, trong mắt hiện lên một tia sát cơ. Tuy rằng hiện giờ hắn đã ngày càng ít kiêng kỵ, nhưng Bất Diệt Kim Thân bị người phát hiện thì chỉ sợ sẽ khiến Ngạo Trường không tìm đến lúc đó lên trời xuống đất đều không cửa rồi. Lục Giản Bác vẫn bình tĩnh, nói. Ta không muốn đối địch với ngươi, cũng biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng được ta thì cũng quá vô tri rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên tia mỉa mai, nói. À, có thể địch hay không, không phải nói miệng là được à. Lục Giản Bác chỉ ngón tay lên trời, nói. Người nọ là truy ngươi mà đến sao? Nếu ngươi có thể bán thiết lệ cho ta, ta thay ngươi đuổi hắn đi. Lý Vân Tiêu nói, người nọ tự ta có thể giải quyết, không nhọc Lục tiên sinh. Nếu Lục tiên sinh thật muốn thiết lệ lời kia ngược lại hãy nói công dụng của nó cho ta, ta có lẽ có thể cân nhắc bán ra, người càng thần thần bí bí như vậy, ta càng khó có thể bỏ được vật yêu thích đấy. Trên mặt Lục Giản Bác lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, người có thể giải quyết tên võ đế thất tinh đỉnh phong ở trên không kia sao? Xem ra tiến bộ của ngươi còn trên cả dự đoán của ta đấy. Hắn chỉ tay vào chi chu bên đường, nói. Ta cần một cỗ thân thể nguyên vẹn của yêu thú loại này. Vốn định nếu không tìm được thiết lệ thì sẽ dùng thứ này thay thế, nếu ngươi có thể đưa ta cỗ thi thể kia, mọi chuyện đều dễ nói. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Yêu thú loại cua nhiều chân này rất nhiều a, chẳng lẽ không phải thiết lệ không được sao? Trên mặt Lục Giản Bác lộ ra vẻ cười khổ, nói. Cụ thể ta không cách nào tiết lộ được. Nếu Vân Thiếu có thể tặng thiết lệ kia cho ta, ta có thể tặng ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa. A, à, Lý Vân Tiêu thoáng cái liền nổi lên hứng thú, nói. Lục tiên sinh cũng không phải người bình thường, có thể được ngươi được xưng là cơ duyên tạo hóa. Lục Giản Bác thoáng lộ vẻ do dự, trầm ngâm nói. Việc này ta còn phải cân nhắc một chút, đầu tiên thực lực của ngươi phải đạt tới võ đế cao giai, mới có tư cách thừa nhận trận cơ duyên tạo hóa này. Lý Vân Tiêu nghe được càng thêm hồ đồ rồi, hai hàng lông mày nhăn lại, cười lạnh nói. Lục tiên sinh sẽ không gạt thiết lệ của ta đấy chứ. Lục Giản Bác biết rõ loại lời này rất khó có thể tin được, hắn suy tư một lát, mới nói. Vân Thiếu kiến thức rộng rãi, có từng nghe qua câu sấm thiên tiệm lệnh xuất, võ đạo tấn không, thập phương như vân, thủy khả tranh phong. Chưa, toàn thân Lý Vân Tiêu run lên, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi có thiên tiệm lệnh. Trên mặt Lục Giản Bác hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nói. Không thể tưởng được Vân Thiếu ngay cả thiên tiệm lệnh cũng biết, vậy ta cũng không nhiều lời nữa, một khối thiên tiệm lệnh đổi thiết lệ. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, nói. Đồng ý. Hắn cũng bất chấp đang trên đường cái, trực tiếp ném thiết lệ về phía Lục Giản Bác. Lục Giản Bác lập tức đại hỉ, vội vàng thu lấy thiết lệ. Bởi vì hình thể quá mức khổng lồ nên khiến vô số người chú ý và vây xem. Nhưng Lục Giản Bác mừng rỡ như điên, nhịn không được cười ha hả. Người lui tới đều chỉ trỏ, vụng trộm mắng hắn tên điên.
Lý Vân Tiêu không thể chờ đợi được nói. Vậy thiên tiệm lệnh đâu? Lục Giản Bác đã nhận được thứ tha thiết ước mơ, tâm tình thật tốt, cười nói. Đừng nóng vội, ta vừa rồi đã nói, ngươi nhất định phải có thực lực võ đế cao giai ta mới dành cho ngươi trận tạo hóa này. Ngươi ở phía trên chính là thử thách của ngươi. Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu ngày càng khó coi, bổ sung nói. Thiết lệ ta đã tới tay, tự nhiên không muốn đối địch với ngươi. Nhưng đã ta có thể phát ra thiên tiệm lệnh, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được một ít lai lịch của ta, ta phải phụ trách với chủ nhân của mỗi một khối thiên tiệm lệnh mới được. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này mới thoáng dễ coi hơn, nói. Ngươi tốt nhất không phải đùa nghịch ta, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hắn lúc này hóa thành một đạo quang mang xông lên, bay lên không trung vạn dặm. Trong mắt Lục Giản Bác hiện lên tinh mang, Tùy Thiện Lâm không chộp tới một cái ghế nằm, trực tiếp nằm ở trên đường cái bắt đầu thưởng thức biểu diễn. Ân, Luật Thực Nguyên một mực ẩn độn ở trên không tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức thấy Lý Vân Tiêu đứng ở trước mặt mình, lập tức ngạc nhiên, có chút không có thể hiểu được, nói. Sao hả, nghĩ thông suốt, chẳng lẽ muốn cùng ta đàm phán sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đàm con em ngươi, mau đứng lên bị đánh đi. Ách! Trong đầu Luật Thực Nguyên hiện lên chấm hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh qua một quyền hắn vẫn có thể hiểu được, đối phương là muốn đấu võ với hắn. Làm càn! Luật Thực Nguyên giận dữ, gào thét một tiếng liền vọt lên, khí thế trên người tản ra, trực tiếp chấn vỡ uy lực một quyền kia, hung hăng phản chấn về. Lý Vân Tiêu bão nguyên thủ nhất. Hai tay ngưng trước người, tiếp được uy áp khí thế kia, đồng thời cũng thầm giật mình, tựa hồ có chút đánh giá thấp thực lực đối phương. Luật Thực Nguyên bị hành vi không hiểu thấu của hắn chọc giận, Lâm Không lấn thân tới, một tay phụ ở sau lưng vô cùng ngạo nghễ, tay kia lại vận chuyển nguyên khí, liền Lâm Không đánh ra. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy ra trước người, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nghênh đón lấy, cánh tay vào thời khắc này chợt hóa thành màu vàng. Ầm ầm. Như lôi đình chấn vang, hai cổ kình khí tương giao khiến bốn phía đều bị nghiền nát, trên cánh tay Lý Vân Tiêu nổi lên gân xanh, trường y bị thổi bay lên phần phật. Cái gì? Luật Thực Nguyên và Lục Giản Bác đều chấn động, trong mắt cũng lồi ra, Lý Vân Tiêu vậy mà có thể Lâm Không tiếp được một trường của hắn. Đồng tử Lục Giản Bác càng đột nhiên co lại, trong lòng sợ hãi nói, quả nhiên là bất diệt kim thân, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngoại trừ thể chất như Ngạo Trường không còn có người có thể tu luyện công pháp này sao? Luật Thực Nguyên sắc mặt phát lạnh, trên lòng bàn tay gia tăng lên vài phần khí kình, tiếng nổ tung ầm ầm, Lý Vân Tiêu lập tức khó có thể chèo chống, trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục thước. Luật Thực Nguyên ngạo mạn đặt hai tay sau lưng, Lâm Không lượn vòng mà lên, một cước như chiến phủ, đuổi theo đá lấy Lý Vân Tiêu đang không ngừng bay ngược về sau. Đây là biểu hiện miệt thị với Lý Vân Tiêu. Thất tinh chính là đường ranh giới lớn đầu tiên của võ đế, dưới đó đều chỉ là con sâu cái kiến. Trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh âm lãnh, vừa rồi chẳng qua chỉ là cánh tay hóa thành màu vàng, giờ phút này nửa người trên đều là kim quang sáng lạn, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hiện ra một đạo long hình thanh sắc, lập tức gào thét mà ra. Phanh! Dưới một cước kia của Luật Thực Nguyên, long hình lập tức đá diệt, khí kình cường đại tan phòng ngự của hai trưởng, chấn nhập vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Lần nữa bị đánh bay về sau mấy chục thước, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Tự mình tìm đường chết, đừng trách ta. Luật Thực Nguyên tuy rằng hai chiêu đều ổn chiếm thượng phong, nhưng Lý Vân Tiêu dùng tay không quyết đấu với hắn lại khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Thả người nhảy lên, trên người hóa ra từng đạo ánh sáng màu trắng, đều hội tụ đến trên lòng bàn tay, lạnh lùng phi thân xuống. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Nếu ngươi đã muốn chịu nhục, vậy thì như ngươi mong muốn. Hai tay hắn bay múa trước người, lập tức hiện ra ngũ hành đỗ bạch ngư, ném tới phía trước. Thân ngũ hành đỗ bạch ngư cứng rắn vậy mà lắc lư trên không trung, giống như một con cá màu xám từ từ bơi về trước, bộ phận miệng cá còn phun ra cả bong bóng. Từng vòng hào quang tản ra, ngũ hành chi sắc hóa thành khe hở, giống như vảy cá phân bố dày đặc trên thân. Đồng tử Luật Thực Nguyên hơi co lại, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, đối phương cũng không thể làm được trò gì. Bởi vậy trực tiếp vỗ một trưởng lên thân ngũ hành đỗ bạch ngư kia, quát. Chỉ là bịp bợm. Hắn mới chỉ nói một nửa đã đột nhiên dừng lại, một cổ lực lượng bành trướng chợt nhộn nhạo ra. Toàn bộ thiên địa đều như biến đổi, huyền khí phi tốc xoay tròn dưới lòng bàn tay Luật Thực Nguyên,
ngũ hành chi lực tương sinh tương diễn, không ngừng điệp ra với nhau, chấn khai luật thực nguyên. Hắn cảm thấy kinh sợ nhìn qua bốn phía, cắn răng nói. Trận khí. Giờ phút này hai người đánh nhau đã dẫn động người toàn thành, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thẳng đến khi ngũ hành đỗ bạch ngư của Lý Vân Tiêu vừa ra, trời đất bỗng thay đổi, chỉ thấy một mảnh ngũ hành chi quang mông lung không ngừng lóng lánh xoay tròn trên không. Lục Giản Bác ngốc trệ thoáng một phát, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngốc trệ thì thào lẩm bẩm. Đây là, ngũ hành bổn nguyên kết giới. Lập tức hắn liền chối bỏ, lắc đầu nói. Làm sao có thể, hẳn là một thứ giống như ngũ hành bổn nguyên kết giới thông qua thứ gì đó để phản chế ra thôi. Nhãn lực của hắn thập phần tinh chuẩn, thoáng cái đã nhìn ra mấu chốt trong đó. Trong ngũ hành kết giới, Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, một ký hiệu cổ quái bị đánh vào hư không, lập tức lực lượng sóng to gió lớn cuốn tới, đúng là chiêu mà Phó Cẩm Sơn dùng để công kích hắn, lực lượng xé nát tất cả cuốn tới. Tới tốt lắm. Luật thực nguyên khẽ quát một tiếng, kiếm mang trong tay lóe lên, một thanh hàn kiếm rơi trong tay, chém tới cổ lực lượng kia. Nhất kiếm tuyết ủng lam quan. Kiếm khí rơi xuống, một đạo kiếm hoàn bắn ra quanh thân hắn, lực lượng bành trướng bốn phía liền dập tắt, bị chém vỡ dưới kiếm hoàn, phát ra vô số thanh âm phá thành mảnh nhỏ, ầm ĩ bên tai. Luật thực nguyên âm thầm kinh hãi, uy lực trận khí này hơn xa hắn nghĩ, hắn khẽ quát một tiếng. Giờ bảo kiếm lên, một đạo kiếm khí trùng thiên. Kiếm quang của luật thực nguyên ở trên không trung ngưng tụ thành các kiếm hoàn lớn nhỏ, căng lực lượng đại trận ra, sẳng giọng nói. Hôm nay ta liền chu sát nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân vậy. Kiếm mang của hắn bay múa mấy vòng trên không trung, kiếm khí tràn đầy chém xuống. Sát, lãnh mang xuyên qua tầng tầng sóng biển, đánh thẳng đến. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên tuôn ra một hồi lãnh ý. Một đạo bạch quang chói mắt ngưng ra trong tay, nhẹ nhàng run lên, kiếm khí liền vọt lên, trong toàn bộ đại trận đều là một mảnh hàn khí. Phanh! Kiếm quang của luật thực nguyên lập tức bị chảm liệt, đồng tử hắn đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên. Lãnh kiếm băng xương, ngươi đã giải phong cho nó dấu eo. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, còn có thất lạc nồng đậm, ngược lại hóa thành gào thét phẫn nộ. Quanh thân hắn xoay chuyển. Lượn vòng trên không trung, từng vòng kiếm quang phá thể mà ra, vận thế ở quanh thân, chỉ riêng kiếm thế không ngừng tăng cường cũng đã bức mở trận quang kia, chung quanh luật thực nguyên dần dần bị kiếm thế ngưng tụ thành một mảnh xương trắng. Sau phẫn nộ cực độ hắn liền nối lên sát tâm. Lục Giản Bác im im lặng lặng nằm trên ghế dài, hai con ngươi ngưng lại, lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu, thể hiện tất cả lực lượng của ngươi ra cho ta xem đi. Trên mặt Lý Vân Tiêu không biểu tình. Hắn điểm mấy cái lên lãnh kiếm băng xương, nguyên một đám ma ha cổ tự giải phong mà ra, hắn lăng không giơ bảo kiếm lên cao. Một đạo kiếm quang phân chia thành hai, hai phân thành ba, ba hóa vô số, kiếm khí như hoa lôi diễn khai ỉ, trong toàn bộ trận thế tất cả đều là bóng kiếm hiển hiện. Vạn vật thế gian đều trong ngũ hành, Lý Vân Tiêu dùng kiếm ý của mình làm dẫn, hóa tất cả lực lượng trong trận pháp thành kiếm khí, phối hợp với kiếm trong tay hắn, trực tiếp thi triển ra kiếm ý vô hạn. Trong toàn bộ ngũ hành kết giới đều là một mảnh kiếm quang. Cái gì? Luật thực nguyên hoảng hốt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kiếm ý đối phương tựa hồ còn mạnh mẽ hơn cả hắn. Hắn trong lúc kinh hãi, cầm kiếm phóng lên trời, bạch quang quanh thân cảm ứng được vô biên kiếm ý của Lý Vân Tiêu, trong chốc lát hóa ra vô số ánh sáng tím, hội tụ thành long, ngẩng đầu xoay tròn quanh thân, quan sát mà xuống. Tử khí dẫn long kiếm quyết. Luật thực nguyên hét lớn một tiếng. Kiếm quyết trong tay khẽ dẫn, tử long kia cúi đầu mà xuống, thân hình không ngừng tan rã trên không trung, hóa thành tử ảnh kiếm khí đầy trời. Tử ảnh kiếm khí vừa xuất hiện, kiếm ý vô hạn của Lý Vân Tiêu lập tức đã bị cảm ứng, bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Lãnh kiếm băng xương phát ra một tiếng chấn minh, toàn bộ trận pháp cũng bị thúc giục đến cực hạn, lại tiếp tục diễn sinh tiếp cũng tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế được nữa. Trên người Lý Vân Tiêu một mảnh kim mang. Cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện nó đang run rẩy rất nhỏm trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, giờ bảo kiếm lên cao chém xuống một cái. Ồ! Một tiếng trường kiếm phách không, vô số bóng kiếm lắc lư, tụ thành một tổ tổ kiếm phù, nhao nhao bắn ra mà lên. Trong lúc nhất thời kiếm vũ trùng thiên, tử ảnh hám địa. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và luật thực nguyên dưới vô số kiếm quang kia sáng tối hoảng hốt, đã khó có thể phân biệt được rõ ràng rồi.
Mọi người ở bên dưới đều hoảng sợ nhìn lên trên, bọn hắn chỉ thấy hào quang các loại nhan sắc như sóng biển quay cuồng, căn bản không thể phân rõ là kiếm khí, còn tưởng rằng là bầu trời xuất hiện dị tượng, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp, lại lộ ra một cổ uy áp khiến người phải run rẩy. Chỉ có những cường giả ngoài võ tôn trong thành mới có thể cảm ứng được là có cường giả tranh phong, nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua kiếm vũ đầy trời, đó là tuyệt kỹ đã hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của bọn hắn rồi. Luật thực nguyên ở trong kiếm vũ không ngừng có kiếm khí vạch phá hộ thể đế khí của hắn, cắt đứt vạt áo của hắn, trên người trăm ngàn đạo miệng vết thương nhỏ bắt đầu hiển hiện. Lý Vân Tiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong lòng hắn cực kỳ rung động. Luật thực nguyên này quả nhiên không phải võ đế thất tinh đỉnh phong bình thường có thể so sánh được. Dùng kiếm ý của hắn khu động lãnh kiếm băng xương, lại phối hợp với ngũ hành nguyên tố kết giới, lại vẫn không thể chém giết đối phương. Chỉ bất quá bất diệt kim thân của hắn ở trong kiếm vũ rất ít tổn thương, hơn nữa thoáng cái đã khôi phục lại như thường. Nhìn qua vẫn là kim quang diệu thể, khách quan mà xem thì luật thực nguyên quả thật chật vật hơn không ít. Con người luật thực nguyên co lại, trong lòng nổi lên cảm giác xấu. Hắn cắn răng, thi triển ra tuyệt kỹ ẩn giấu của bản thân, kiếm khí trong tay quét qua, lập tức một đầu tử long hiển hiện ngay phía sau hắn, lập tức hóa thành một thanh kiếm hình thật lớn. Cả người hắn lập tức hòa tan trong kiếm hình kia, lăng không đánh xuống. Toàn bộ kiếm vũ khó phân giống như thiên mạc bị xé rách ra, vô số kiếm quang chôn vùi, bị đánh lại nguyên hình, hóa thành ngũ hành nguyên tố đầy trời, giống như bụi rơi vãi trên trời cao, hình ảnh cực đẹp khiến người phải mê ly. Lục Giản Bác đột nhiên đứng lên, trong hai tay nguyên khí cổ đãng, trong mắt hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt. Kiếm ý vô hạn của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn tiêu tán. Nếu không còn tuyệt chiêu càng mạnh hơn nữa có thể tiếp được một kiếm này, vậy hắn không chỉ thất bại, hơn nữa còn rất có khả năng phải trọng thương bỏ mạng. Mà hắn giờ cũng không hy vọng Lý Vân Tiêu chết, đang lúc do dự có nên xuất thủ cứu giúp hay không thì đồng tử đã đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh như nước, không có chút bối rối, chỉ im im lặng lặng thu kiếm về nắm ngược trong tay, giống như mũi tên kéo căng dây cung vậy. Trên lãnh kiếm băng xương tản ra hàn khí như thực chất. Lộ ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ, trên thân kiếm ngoại trừ mấy cái ma ha cổ văn đang chớp động ra đều là trắng đến chói mắt. Trong mắt Lục Giản Bác đột nhiên hiện ra vẻ rung động, trên lãnh kiếm băng xương đột nhiên nhiều hơn một đầu tiểu long màu xanh, không ngừng du động trên thân kiếm. Đã rất lâu không có loại cảm giác này rồi. Lý Vân Tiêu nắm kiếm càng lâu, trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh, loại cảm giác nắm giữ lực lượng lúc trước đang dần dần trở về với hắn. Mà liên hệ giữa chuôi bảo kiếm này với hắn cũng càng ngày càng mạnh, đặc biệt là yêu long hóa thành kiếm linh rót vào trong thân kiếm, hai người bọn họ vốn là linh hồn cộng hưởng, thoáng cái đã có cảm giác kiếm như thân nhân của mình vậy. Ngũ hành nguyên tố như bụi đầy trời chậm rãi phiêu xuống, chiếu rọi thân thể của hắn và loại cực tĩnh trong lòng kia. Kiếm quang của luật thực nguyên như ngân hà rơi cửu thiên, chém ra tất cả, chạy như bay mà đến. Đột nhiên bụi ngũ sắc đầy trời đều không thấy đâu nữa. Bầu trời thoáng cái chìm xuống, từ ban ngày trực tiếp biến thành đêm tối đen kịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai đạo quang mang. Đây là có chuyện gì? Trời sao lại đen như vậy? Mọi người ở dưới quan sát đều nhao nhao khó hiểu, các loại nghị luận lên. Mà những cường giả ngoài võ tôn đều hiểu rõ đây là do võ kỹ quá mạnh mẽ, dẫn động quy tắc thế giới, bởi vậy mới có dị tượng xuất hiện. Tim Lục Giản Bác lại vọt lên tới cổ họng. Hắn đã nhìn rõ ràng động tác của Lý Vân Tiêu, biết rõ hắn đang ngưng thế, hơn nữa cảm ngộ tần suất thiên địa, chờ đợi một khắc tốt nhất. Theo toàn bộ bầu trời biến thành đen kịt, hắn biết rõ thời điểm xuất chiêu đã đến. Kiếm quyết, tinh diệt. Lý Vân Tiêu trong miệng thở khẽ, lãnh kiếm băng xương trực tiếp lăng không đâm ra ngoài, tốc độ cực kỳ chậm rãi. Nhưng những cường giả kia cũng biết, trở nên chậm chạp không phải động tác xuất kiếm, mà là cả một phương thế giới. Một kiếm kia đâm ra, đón nhận kiếm hình của luật thực nguyên, hai đạo bạch quang duy nhất rốt cục gặp nhau trên không trung. Phanh! Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, kiếm hình thật lớn kia giống như thủy tinh bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng lãnh kiếm băng xương cũng run rẩy, không ngừng chấn minh trên trời cao. Dưới một chiêu, hai đạo thân ảnh trong đêm đen đều bắn ra, một vòng máu tươi vọt ra trên trời cao. Hát! Tâm tình luật thực nguyên giờ phút này thật sự khó có thể hình dung. Hắn có lĩnh ngộ cực cao trong kiếm đạo, nhưng lại từ chỗ đối thủ thấy được một bức tường cao mà hắn khó có thể vượt qua kia. Một kiếm đánh nát kiếm hình của hắn, phảng phất như đâm ra là toàn bộ thế giới,
trong chốc lát tâm thần hắn đã bị trọng thương. Bầu trời thoáng cái khôi phục lại. Toàn bộ gương mặt Luật Thực Nguyên một mảnh trắng bệch, hắn oán hận nhìn Lý Vân Tiêu, sau đó mở ra hai cánh màu đen, lâm không chấp động một cái đã phi độn ngàn mét, hóa thành một chấm đen đào tẩu. Tuy rằng hắn vẫn còn lực lượng tiếp tục chiến đấu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, mình rốt cục không cách nào đoạt lại lãnh kiếm băng xương nữa rồi, tiếp tục khổ chiến thì quả thật thắng bại khó mà liệu được. Chuôi tuyệt thế chi kiếm này, ít nhất vào thời đại này sẽ không thuộc về Luật gia bọn hắn. Rầm rầm, Lý Vân Tiêu cũng phun ra một búng máu bị đánh bay, trực tiếp rơi xuống mặt đất, trượt đi hơn nửa con phố dài mới dừng lại. Toàn bộ gạch xanh của phố dài đều bị cày nát bấy, thân hình hắn ở trong kim quang run lên. Ba 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 ba, một tiếng vỗ tay truyền đến, Lục Giản Bác đi về phía Lý Vân Tiêu, trên mặt rào rạt ra dáng tươi cười, nói. Đặc sắc, một trận chiến thập phần đặc sắc, hóa ngũ hành chi lực thành vô hạn kiếm ý, mà xê chiêu cuối cùng càng là thần lai chi bút, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thực lực của ngươi còn trên cả dự đoán của ta, thiên tiệm lệnh này ngươi có tư cách cầm lấy. Một mặt lệnh bài lâm không bay tới. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng tiếp trong tay, ngóng nhìn qua. Trên lệnh bài kia toàn thân trơn bóng, không có chút hoa văn và ký hiệu nào cả, chính là một khối sắt trụi lùi. Nhưng trên mặt hắn vẫn đại hỉ, nói. Đúng vậy, đích thật là thiên tiệm lệnh. Trên mặt Lục Giản Bác lộ ra vẻ cổ quái, nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu đã thấy qua lệnh này, có thể phân biệt thật giả sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên thần sắc giảo hoạt, nói. Thiên tiệm lệnh cũng không phải chỉ có một khối, có thấy có gì kỳ quái. Ngược lại thấy lệnh này, thân phận Lục tiên sinh không cần nói cũng biết rồi. Lục Giản Bác mỉm cười nói. Thiết lệ đã đến tay, thiên tiệm lệnh cũng yên tâm tống xuất, vậy thì xin từ biệt rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, nói. Lục tiên sinh còn có cách truyền tống cự ly xa sao, có thể đưa ta đi một đoạn không? Lục Giản Bác kinh ngạc nói. Chỉ là truyền tống trận trong khoảng cách, còn có thể làm khó được Vân Thiếu sao? Hắn cười nhạt một tiếng, thân thể liền dần biến mất trên đường cái. Ngoá nó, giả trang cao nhân gì chứ? Lý Vân Tiêu bất mãn mắng một câu, một lần nữa bố trí truyền tống trận kia quả thật không thành vấn đề, nhưng phải hao phí không ít thời gian của hắn. Đột nhiên trên đường cái có mấy đạo quang mang rơi xuống, một người cầm đầu dáng người khôi ngô, uy phong lẫm lẫm. Bốn phía lập tức ầm ĩ, nghị luận nhao nhao, người này chính là thành chủ thành thượng cao, cùng với một ít cường giả uy trấn thành thượng cao. Thành chủ kia nhanh chóng đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, thở dài bái hạ, nói. Tại hạ thành chủ thành thượng cao Ma Khải Toàn, xin bái kiến đại nhân. Lý Vân Tiêu liếc nhìn mấy người, nói. Mau đi chuẩn bị tài liệu cho ta muốn trọng bố truyền tống trận. Thành chủ kia ngốc trệ một chút, lập tức đại hỉ, vội vàng phân phó xuống dưới, lấy ra tất cả vật liệu, hơn nữa điều khiển tất cả thuật luyện sư trong thành nghe theo Lý Vân Tiêu chỉ huy. 7 ngày sau, truyền tống trận rốt cục chữa trị, khiến Ma Khải Toàn cười khổ không thôi chính là truyền tống trận này chỉ thông hướng một tòa tiểu thành ở phụ cận trấn Hải Thiên, gọi là thành Liệt Quang. Bởi vì Lý Vân Tiêu vội vã đi trấn Hải Thiên, cho nên chỉ làm một cái truyền tống đơn hướng đơn giản, như vậy càng có thể tiết kiệm thời gian. Khiến Ma Khải Toàn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không dám trách móc nặng nề, còn phải tất cung tất kính cảm tạ. Nhưng ít ra coi như đã giải quyết một bộ phận vấn đề, thương nhân trong thành có thể đi vòng thành Liệt Quang rời đi, chỉ đối phương không cách nào truyền tống trở về, còn phải đợi thuật luyện sư của thành Hồng Nguyệt mới được. Thành Liệt Quang với tư cách là tiểu thành tiếp giáp trấn Hải Thiên, giờ phút này cũng đã trở thành nơi hậu cần, toàn bộ trong thành đều là trạng thái khẩn trương. Rất nhiều người tới lui không ngớt, hơn nữa đều là võ giả thực lực không tầm thường, không ít đều đạt đến cấp bậc võ tôn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hào khí ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nhíu mày ra, chẳng lẽ hai tộc đã khai chiến? Chỉ vì một khối nghê thạch, những người hải tộc kia thật sự dám đánh sao? Cũng không biết trận chiến đấu này là tồn tại cấp bậc gì. Bên phía hải tộc là do người nào chủ chiến, nếu chỉ là Đông Hải Vương tộc vậy thì còn dễ xử lý, chỉ sợ tứ hải liên hợp lại, vậy thì quả thật là đại tai nạn quét ngang thiên hạ rồi. Vì chuẩn bị nghênh chiến, truyền tống trận của thành Liệt Quang cũng đã cố ý bị khuếch trương lớn hơn rất nhiều, cơ hồ trở thành điểm hội tụ bên bờ Đông Hải, tất cả thành trì ven biển đều có thể lập tức truyền tống tới đây. Hơn nửa giờ phút này truyền tống trận đi thông trấn Hải Thiên cũng bị trông coi nghiêm mất,
không cho phép bất luận người không liên quan nào sử dụng. Tiến hành trông coi dĩ nhiên lại là hai gã cường giả võ đế. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hắn muốn trực tiếp đi Trấn Hải Thiên sợ rằng có chút phiền phức rồi. Phàm là cường giả tê đến chợ chiến hình đến phủ thành chủ, chỗ đó có người đặc biệt viên an bài, thỉnh mọi người phối hợp nhiều hơn. Ở cách truyền tống trận không xa có vài tên võ giả cấp bậc võ tông đang không ngừng hô hào kêu gọi, đồng thời cũng giữ gìn toàn bộ trật tự. Không ít võ giả sau khi nghe nói lập tức liền chạy như bay tới phủ thành chủ. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ qua, phát hiện ngoại trừ võ giả theo tông môn truyền tống tập thể ra, cũng có không ít tán tu độc hành. Hắn cũng xen lẫn trong những tán tu kia, cố ý áp chế tu vị chừng võ tôn bát tinh, cùng nhau đi tới. Thành Liệt Quang cũng không xa, rất nhanh đã đi tới trên không phủ thành chủ. Nơi đó có rất nhiều người tụ tập trên mảnh đất trống, bị thống nhất tiến hành an bài. Tuy rằng là thống nhất an bài, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn phát hiện có đối đãi khác nhau. Những người trên quảng trường phần lớn đều là võ giả tán tu võ tôn trở xuống, mà cường giả võ tôn đều có chuyên gia thỉnh nhập phủ đệ. Còn có những môn phái dẫn đội đến đây thì càng nhận được đãi ngộ cao hơn, ở chỗ truyền tống đã có người tiếp ứng, tựa hồ cũng không tu tập ở chỗ này. Bốn phái quảng trường này trên cơ bản đều là tán tu, nhiều nhất là hai ba người kết bạn mà đi. Vị đại nhân này, ngài là cường giả võ tôn A, kính xin bên này. Một đạo thanh âm dẫn dắt dễ nghe vang lên, Lý Vân Tiêu có chút quay người, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặt xiêm y vàng nhạt bay đến bên cạnh hắn, cười dịu dàng hỏi. Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Ngươi làm sao biết được tu vị ta? Nàng kia khẽ khom người, gật đầu cười nói. Trong phủ thành chủ có bố trí huyền khí cảm ứng, tất cả cường giả trong phương viên trăm dặm đều bị cảm ứng được, chỉ cần có cường giả võ tôn đến thì chúng ta liền sẽ phái người chuyên môn nghênh đón. Tốt, người dẫn đường. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Nữ tử kia lập tức đại hỉ, nói. Đại nhân mời qua bên này, ta gọi Bảo Xanh, tất cả mọi vấn đề của đại nhân ở thành Liệt Quang đều sẽ do ta phụ trách, mặc kệ khi nào chỉ cần phân phó ta đều sẽ có mặt. Các nàng là nha hoàn chuyên môn nghênh đón cường giả ngoài võ tôn, mỗi khi đón được một người đều sẽ được ban thưởng cực kỳ phong phú. Bảo Xanh nghe thấy Lý Vân Tiêu nguyện ý đi nàng lập tức liền vui mừng không thôi. Hai người hóa thành hào quang trực tiếp bay vào trong sân phủ thành chủ, từng dãy hành lang gấp khúc kéo dài ra, thông hướng tiểu viện bất đồng, diện tích cực kỳ rộng lớn. Bảo Xanh vừa đi vừa giải thích nói. Đây đều là chỗ ở tạm thời mới dựng lên cho các vị đại nhân võ tôn ở lại đấy. Ở lại. Lý Vân Tiêu dừng bước, cau mày nói. Không phải tổ chức tiến đến Trấn Hải Thiên sao? Bảo Xanh cười nói. Quả thật là đi Trấn Hải Thiên, nhưng phải chờ an bài thống nhất mới được. Trấn Hải Thiên chỉ là tiểu thành ven biển mà thôi, căn bản không chứa được nhiều người như vậy, hơn nữa người nhiều sẽ phức tạp, thành Liệt Quang chính là trung tâm điều phối tất cả. Lý Vân Tiêu âm thầm nhẹ gật đầu, thành Hồng Nguyệt ngược lại gặp nguy không loạn, tổ chức ngay ngắn rõ ràng. Hắn liền tiếp tục cất bước, đồng thời hỏi. Hiện giờ trạng thái Trấn Hải Thiên như thế nào? Bảo Xanh nói. Thập phần khẩn cấp, người hải tộc đã khởi xướng qua một lần công kích lớn, công kích nhỏ càng vô số. Toàn bộ Trấn Hải Thiên cơ hồ đều trở thành phế tích, hiện giờ cường giả tộc ta đều đang hạ trại ở bên ngoài Trấn Hải Thiên chừng 30 dặm. Bảo Xanh thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, cho rằng hắn cảm thấy áp lực, lập tức khai đạo. Đại nhân không cần lo lắng. Từ khi tộc ta lui về 30 dặm, trên cơ bản đều ở vào trạng thái kiềm giữ lẫn nhau, một mực không có tiếp xúc chính diện quy mô lớn, chắc hẳn là theo cường giả nhân tộc không ngừng tiến đến, những hải thú kia rất nhanh sẽ thối lui thôi. Cung cấp thông tin về tình hình chiến đấu, còn có nói chuyện trấn an đều là thứ mà những nha hoàn này phải nắm giữ. Một bên là để ứng đối với các loại nghi vấn của cường giả ngoài võ tôn, hai là để trấn an bọn hắn, không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Hắn hiểu rõ đặc tính của hải tộc, nếu chiến trường ở Trấn Hải Thiên, tiếp giáp Đông Hải, hải tộc bọn hắn có Đông Hải cường đại làm hậu thuẫn, có thể không ngừng vận chuyển chiến sĩ tiến đến tham chiến. Nhưng chiến trường sau khi được kéo dài ra, ưu điểm thích ứng trên biển của bọn hắn lập tức biến thành khuyết điểm, trừ phi là cường giả ngoài võ tôn, nếu không người hải tộc một khi bước vào đại lục, thực lực sẽ lập tức đại giảm. Cho nên theo chiến tuyến nhân tộc lui về phía sau, đối phương phải tiến hành củng cố và chuẩn bị trong thời gian nhất định. Nếu lần nữa quy mô xâm chiếm, đó tất nhiên là lúc đã hoàn toàn chuẩn bị xong,
tình hình chiến đấu sẽ thảm thiết đến mức khó mà tưởng tượng. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Người lĩnh chiến ở Trấn Hải Thiên là ai? Người thống nhất điều phối ở thành Liệt Quang là ai? Bảo Xanh trả lời. Lĩnh chiến Trấn Hải Thiên chính là Ninh Hoài Thụ Đại Nhân Thành Hồng Nguyệt, tiến thành thống nhất điều phối ở thành Liệt Quang chính là Văn Bá Quân Đại Nhân Thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu cau mày lại, Ninh Hoài Thụ và Văn Bá Quân đều có thực lực võ đế bát tinh, xem ra chiến sự đã thăng cấp đến trình độ này rồi. Hơn nữa từ vấn đề an bài nhân viên mà xem, Đường Khánh cũng là thân nội bài ngoại, phó môn chủ tứ cực môn được an bài ở hậu phương điều phối, còn thế lực vốn có của Thành Hồng Nguyệt lại bị phái đến tiền tuyến giết địch. Bảo Xanh quay đầu lại cười nói. Đại nhân không cần lo lắng, lần này không chỉ toàn bộ đông vực đều bắt đầu chuyển động, mà ngay cả thánh vực cũng đã bị kinh động, phái cường giả tọa trấn ở thành Hồng Nguyệt, không cẩn thận không chừng còn đích thân tới tiền tuyến đấy. Trong mắt nàng lóe ra ánh sáng, có chút hưng phấn nói. Nếu như vậy thì tốt rồi, Bảo Xanh cũng có cơ hội thấy được phong thái của cường giả thánh vực. Trong lòng tất cả võ giả đê giai, thánh vực chính là nơi chí cao vô thượng. Lý Vân Tiêu càng nhíu mày chặt hơn, lần này do hắn dẫn phát hai tộc cuộc chiến, sợ rằng trong lúc vô hình đã giúp Đường Khánh một cái đại ân. Ngoại tộc đến gần, thánh vực nhất định sẽ không cho phép Thành Hồng Nguyệt nội đấu, mà giờ khắc này Đường Khánh là thành chủ tạm thời, như vậy hắn rất dễ dàng mượn cơ hội này thông qua ngoại tộc thanh lý nội địch, hơn nữa trong cuộc chiến hai tộc dựng lên uy vọng và địa vị của mình. Hiện giờ có cường giả thánh vực tọa trấn Thành Hồng Nguyệt, như vậy ít nhất nói rõ một chuyện. Chính là thánh vực giờ phút này đã chấp nhận thân phận thành chủ của Đường Khánh rồi. Bảo Xanh nhìn bộ dạng Lý Vân Tiêu càng ngày càng lo lắng, bất giác có chút bận tâm. Nếu vị đại nhân trước mắt này lo lắng quá mà chạy đi, vậy thì phần thưởng của mình cũng không có nữa rồi. Nàng lộ ra một dáng tươi cười mê người, nói. Đại nhân, đã đến, yên tâm đi, tất cả đều sẽ tốt hơn mà. Lý Vân Tiêu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bảo Xanh nghịch ngợm nháy mắt vài cái, lấy ra một cái chuông Thành Hồng Nguyệt đến đưa cho Lý Vân Tiêu, nói. Đại nhân, đây là chuông tùy thân của ta, có bất kỳ chuyện gì thì cứ lắc nó, Bảo Xanh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngài ngay. Lý Vân Tiêu tiếp nhận chuông lục lạc, trên đó có cột một sợi dây đỏ, thập phần tinh xảo. Bảo Xanh lần nữa đưa lên một khối ngọc bài màu trắng, nói. Kính xin đại nhân ghi chép thông tin bản thân vào đó, kể cả tu vị các thứ. Ta cũng tiện giao cho đại nhân phụ trách điều phối. Lý Vân Tiêu tiếp nhận ngọc bội quét thần thức qua, bên trong các loại tin tức đều nói thập phần kỹ càng, chủ yếu đều quay chung quanh khả năng chiến đấu, kể cả năng khiếu, tuyệt kỹ, thích hợp với phương thức tác chiến gì. Xem ra Văn Bá Quân quả thật có vài phần năng, thu thập tin tức chiến đấu của tất cả võ giả như vậy mới có thể điều phối một cách chính xác hiệu quả nhất nhất được. Chỉ là những tin tức này đều là bí mật của từng võ giả. Sẽ không ai lại ghi thật vào cả. Hắn tùy tiện ghi vào, tính danh Lý Phi Dương, thực lực võ tôn bát tinh, tuyệt kỹ am hiểu sử dụng kiếm, thích hợp chiến đấu bất luận hoàn cảnh nào. Bảo Xanh tiếp nhận ngọc bài, lòng tràn đầy vui mừng, nói. Đại nhân ngài cứ an tâm ở đây tu luyện đi, có bất kỳ chuyện gì ta sẽ lập tức thông chi cho ngài. Nếu có thể đủ đánh lui cường địch, thù lao mà bên trên đồng ý sẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít đâu. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Còn có thù lao. Thân thể Bảo Xanh ngốc trệ thoáng một phát, giật mình nói. À, ngài không biết. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chưa, ta đầu óc nóng lên, chỉ có tâm nguyện đền đáp tộc của ta, bởi vậy mới từ xa vạn dặm chạy đến đây. Khanh khách. Bảo Xanh bị lời Lý Vân Tiêu nói chọc cười, nhưng đồng thời cũng nổi lên lòng kính nể, nói. Võ giả tán tu tới nơi này phần lớn là hướng về phía thù lao mà đến, đại nhân ngài thật sự là một người tốt. Lý Vân Tiêu cười khổ vài cái, hỏi qua các loại thù lao, quả thật rất phong phú, khó trách có nhiều võ giả tán tu liều chết như vậy. Hắn vẫy lùi Bảo Xanh, liền một người đi vào trong tiểu viện. Những tiểu viện an nhì đều chỉ tạm thời dựng lên, cũng không lớn, nhưng lại thập phần tinh xảo, bên trong bầy biện cũng cực kỳ đơn giản, chủ yếu đều là cung cấp cho tu luyện. Còn có đại lượng nguyên thạch cực phẩm trồng chất trong mật thất luyện công. Hắn hiện giờ cũng không vội đi Trấn Hải Thiên rồi, nếu giao chiến đã kịch liệt như thế, như vậy toàn bộ đường ven biển nhất định đều đã bị phong tỏa, Bắc Minh Lai Phong sợ rằng thời cũng không thể nào ra biển được. Lần này hai tộc chi chiến cơ bản rốt cuộc bởi vì hắn phát ra, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ quan tâm xuống phía dưới, hoặc ít hoặc nhiều tận thêm chút sức lực.
Nghĩ lại lần nữa, lần trước hải tộc quy mô xâm chiếm, cũng là bởi vì hắn mà ra, xem ra bản thân đích thật là tai tinh gây họa, thay đổi một thân cái xác vẫn là như vậy. Sau khi suy nghĩ, cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu an tâm tu luyện. 3 ngày sau, bên trong giới thần bia, Lý Vân Tiêu đang lẳng lặng an tọa đột nhiên cảm thấy một điểm linh quang chớp động, thân thể mạnh mẽ chấn run lên một cái. Yêu long cùng linh hồn hắn cộng hưởng cũng là từ trong tu luyện mở mắt ra, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồn lực vẫn mắc kẹt ở bát giai đỉnh phong, rốt cục đột phá giam cầm, bắt đầu hướng lên cửu giai trùng kích. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, bên trong giới thần bia tất cả tài nguyên đều điên cuồng tuôn ra. Linh khí này đã chất hóa thành ti, quấn quanh người hắn, tựa như xuân tằm kết kén, từ từ đem toàn bộ người hắn cuốn lại, ngưng tụ thành một trạng thái cố định. 10 ngày sau, kén rốt cục từ từ động, một chút xíu lột ra, hóa thành linh khí tiêu tán. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển lộ ra, ngồi xếp bằng trong đó, sắc mặt an tường. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh đỏ bừng như máu, trên nguyệt đồng tản mát ra ánh sáng quỷ dị, con người lập tức co lại thành phù hiệu cổ quái, bốn phía không gian trong nháy mắt trở nên tối sầm. Toàn bộ thân hình ở trong hắc ám đó không thấy đâu, xa xa nhìn lại tựa như một hắc động, cắn nuốt tất cả quang mang. Sau đó hắc ám sụp xuống, kịch liệt thu nhỏ lại, lập tức hóa thành một cái chấm đen biến mất. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lần thứ hai hiển lộ ra, trong mắt thần sắc khôi phục như thường, nhưng không ẩn giấu được một tia vui mừng cùng lãnh ngạo. Hắn tâm niệm vừa động, liền về tới bên trong luyện công, chỉ thấy phía sau cửa treo một ít sợi dây chuyền, mặt trên tản mát ra tử quang nhàn nhạt, thập phần bắt mắt. Đây là tín hiệu có người tìm hắn. Lý Vân Tiêu đứng dậy, đem cửa phòng luyện công mở ra, nhất thời hai đạo ngọc phù bay tiến đến, rơi vào trong tay hắn. Lý Vân Tiêu đem chúng phân biệt đẩy ra, dĩ nhiên là cùng một người phát ra, mời hắn đi tham gia tụ hội gì đó, lạc khoản đều là một người tên gọi Lương Nguyên Cơ. Hắn nhìn kỹ cái thời gian, tụ hội chính là tổ chức vào hôm nay, ngay tại Liệt Hỏa Thành tụ Nguyên Hiên. Suy ngẫm một chút, Lý Vân Tiêu liền hóa thành một đạo quang mang hướng tới tụ Nguyên Hiên đi. Dù sao vừa rồi hồn lực đột phá đến cửu giai, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó lại có tiến triển gì nữa. Tụ Nguyên Hiên ở một góc của Liệt Hỏa Thành, thập phần yên lặng thanh tĩnh, ở trong hoàn cảnh khẩn trương như hiện tại có vẻ đặc biệt thanh nhã. Hắn hóa thành quang mang vừa hạ xuống, liền có một gã võ giả tiến lên đón, nói. Vị đại nhân này, có nhận thiệp mời chứ? Lý Vân Tiêu nói. Là một người tên gọi Lương Nguyên Cơ mời ta tới. Tên võ giả kia cả kinh nói. Nguyên Cơ đại nhân, vậy ngài nhất định là Lý Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu gật đầu. Võ giả vội vàng nói. Phi Dương đại nhân, mời vào bên trong chư vị đại nhân từ lâu đã tiến vào, ta đã được Nguyên Cơ đại nhân phân phó, cố ý ở chỗ này chờ ngài. Tên võ giả kia ở phía trước dẫn đường, xông qua tiền viện, liền mơ hồ nghe được bên trong chính sảnh truyền đến thanh âm. Đợi đến Lý Vân Tiêu đi vào bên trong, tất cả thanh âm theo đó mà dừng lại, trong đại sảnh có hơn 1-20 người, đều xoay người lại nhìn hắn. Tên võ giả kia vội vàng giải thích. Chư vị đại nhân, vị này chính là Lý Phi Dương đại nhân. Nga! Trong đại sảnh một gã võ giả ngồi ở vị trí đầu trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy tiến lên đón, cười nói. Nguyên lai là Phi Dương đại nhân, ta chính là Lương Nguyên Cơ. Lý Vân Tiêu vừa tiến vào lập tức thần thức đảo qua, trong đại sảnh 19 người, tất cả đều là vũ tôn cường giả, Lương Nguyên Cơ còn lại là thực lực vũ tôn đỉnh phong. Hơn nữa trên thân thể phát ra nguyên lực ba động rất mạnh, tựa hồ không phải là võ tôn đỉnh phong bình thường. Lý Vân Tiêu chắp tay khách khí nói. Nguyên Cơ đại nhân, chẳng biết mời ta đến đây có chuyện gì. Lúc này một gã trung niên nam tử mái tóc phiếm hồng nhìn không được mở miệng nói. Nguyên Cơ đại nhân, có thể nghĩ sai rồi hay không? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, sẽ là bát tinh vũ tôn. Ha ha, người không thể xem bề ngoài. Ta xem tiểu tử này nguyên lực nội liếm, ở dưới thần thức của ta vậy mà vô pháp thăm dò tu vi thật sự của hắn, cho dù không có bát tinh vũ tôn sợ rằng cũng kém không xa. Bên cạnh nam tử tóc đỏ một gã lão giả, ngậm một cái tẩu thuốc đồng, đang ngậm hút. Nam tử tóc đỏ sau khi nghe nói khó có thể tin tưởng, cả kinh nói. Ngay cả Yên lão cũng vô pháp nhìn ra tu vi của hắn mạnh yếu. Yên lão liếc nhìn nam tử tóc đỏ một cái, bất mãn hừ nói. Không nhìn ra thật kỳ quái sao, mỗi người tu luyện công pháp không đồng nhất mà nói,
hoặc có lẽ trên người hắn có mang bảo vật cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu nhìn Yên Lão một cái, làn khói tản mát ra một cổ hương khí thấm vào ruột gan. Người một cái đều ngũ tạng lục phủ thư thái hơn, là linh thảo hiếm có. Lão nhân này cũng không đơn giản, hút linh thảo như thế. Bằng với mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thổ nạp nguyên lực, một khắc đồng hồ cũng không có dừng lại. Lương Nguyên Cơ cười lớn dùng tay làm dấu mời, đem Lý Vân Tiêu an bài ở một chỗ tương đối gần phía trước, cười nói. Mọi người không cần hoài nghi, đây là cảm ứng huyền khí đo lường ra tu vi. Thực lực của Phi Dương Đại Nhân chân thật sẽ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, càng hiếm có chính là có phần đảm đương vì thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách này. Lý Vân Tiêu gương mặt hắc tuyến, thầm nghĩ nếu là biết được lần này hai tộc chi chiến là do bản thân đưa tới, không biết trên mặt mọi người sẽ là biểu tình gì. Hắc hắc, đích thật là rất hiếm có. Tiểu tử, người tiền đồ vô lượng a. Yên Lão đôi mắt híp lại, trong khóe mắt lộ ra một tia quang mang. Còn lại hơn 10 người cũng đều phụ họa theo, tán thưởng không ngừng bên tai, bọn họ cũng muốn giao hảo một chút với Lý Vân Tiêu. Dù sao làm tán tu, ở trên con đường võ đạo sẽ so với những tông môn đại phái kia khó khăn hơn nhiều. Có thể nhận thức thêm mấy người bằng hữu cũng tốt, đặc biệt loại tồn tại rất có tiền đồ này, nói không chừng ngày nào đó là có thể dẫn dắt mình một chút. Hừ, bất quá là vì thù lao cực lớn mà thôi, hà tất nói cao thượng như thế. Tên nam tử tóc đỏ kia hiển nhiên rất bất mãn, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt châm chọc, quay đầu đi qua. Lương Nguyên Cơ lạnh nhạt nói. Bất luận là ôm mục đích gì, ở trước mắt loại nguy cơ này có thể đứng ra, đều là người tốt, Lương Nguyên Cơ ta đều sẽ đánh đáy lòng bội phục. Một gã võ giả hình thể khá lớn lạnh giọng nói rằng. Quan Hưng Dương ta nhất định sẽ kiến thức một chút đám hải thú nuôi trong nước này, rốt cuộc là có bộ dáng ra sao. Vậy mà dám đánh tâm chủ ý lên nhân tộc ta, quả nhiên là không biết sống chết. Lương Nguyên Cơ cười nói. Nguyện vọng của Hưng Dương huynh rất nhanh thì có thể thực hiện. Quan Hưng Dương nói. Chỉ mong là vậy đi, chỉ là ở Liệt Hỏa Thành đã gần một tháng, cũng không có nhận được lệnh điều khiển, ta sợ những hải tộc đó đã ngoan ngoãn lui đi. Yên Lão đột nhiên hít một hơi thuốc, phun ra, hóa thành chút đồ án hình thù kỳ lạ cổ quái tiêu tán, chậm rãi nói rằng. Làm không tốt thực bị Quan Hưng Dương nói chúng rồi, chuyến này nửa điểm chỗ tốt được không mò được, còn không công mất thêm một tháng thời gian, Nguyên Cơ đại nhân a, lộ phí đi lại của ta có chi trả không? Ha ha! Lương Nguyên Cơ cười to nói. Nếu là đám hải tộc thức thời thối lui, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là thật như vậy, ta nhất định cùng Hồng Nguyệt Thành cầu xin, giao cho mỗi một vị ngồi đây chí ít 10 vạn cực phẩm nguyên thạch làm phí vất vả. Yên Lão giơ ngón tay cái lên, híp mắt cười nói. Có ý tứ. Tất cả mọi người đều đại hỉ, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch tuy rằng không tiện, nhưng đối với bọn hắn đám nghèo tu luyện này mà nói, coi như là một khoản gia tài, huống hồ là không tốn sức mà được, ai cũng sẽ thích. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người từng kẻ bộ dáng vui mừng, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, biết mình đã vào một tổ chức nghèo khổ, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch ném xuống đất hắn cũng lười nhặt. Hắn không khỏi mở miệng cắt đứt mọi người hoan hỉ, nói. Quan điểm của ta cùng với Hưng Dương đại nhân vừa lúc tương phản, sợ rằng rất nhanh sẽ có lệnh điều khiển. Nga, chỉ giáo cho. Lương Nguyên Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Chẳng lẽ Phi Dương đại nhân có tin tức gì? Tất cả mọi người đều nhìn hắn, Lý Vân Tiêu cười nói. Tin tức thật ra không có, chỉ bất quá ta vừa tới tụ Nguyên Hiên. Trên đường phát hiện bầu không khí trong thường so với thời điểm ta đến Liệt Quang Thành càng thêm khẩn trương hơn, tựa hồ làm hiện rõ tình thế không lạc quan a. Trên mặt Lương Nguyên Cơ hiện lên vẻ suy ngẫm, gật đầu nói. Vân Tiêu đại nhân quan sát tỉ mỉ, đích xác khiến người bội phục, vừa nói như vậy ta cũng đã nhận ra. Một gã võ giả mở miệng nói. Ân, hơn nữa ta phát hiện tu luyện chàng tạm thời dựng cho võ tôn càng ngày càng nhiều, đồng thời nhanh đều đã chật cứng người. Vừa nói như vậy, bầu không khí bên trong đại sảnh hơi có chút ngưng trọng, mọi người đều là đi cầu tài, nhưng là phải bảo chứng bản thân an toàn hàng đầu mới được. Nếu là chiến sự khẩn trương thái quá, người nào cũng sẽ không vì tiền tài đi chịu chết. Lương Nguyên Cơ nói, chư vị không cần quá mức lo lắng, hải tộc tuy rằng lợi hại, nhưng thực lực cũng là có giới hạn, bằng không cũng sẽ không rằng có lâu như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, 20 người chúng ta sẽ bị biên làm một đội. Do ta thống nhất điều khiển. Còn hy vọng đến lúc đó mọi người có thể nghe theo điều lệnh,
nếu có vượt quá, ta sẽ không lưu tình chút nào. Trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, mọi người nhất thời cảm thấy gai gai sống lưng, nội tâm nghĩ đến một tia hàn ý, đều biểu thị tuyệt đối không dám. Lương Nguyên Cơ liền đem khí thế trên người vừa thu lại, hòa thanh hòa khí nói rằng. Hy vọng chư vị có thể lý giải, quan hệ đến cuộc chiến giữa hai tộc, phải thống nhất phục tùng, không được có bất cứ vui đùa nào. Hắn biết rõ tính nết của những tán tu này, là đội ngũ khó dẫn dắt nhất, mỗi người đều tính cách rất mạnh, bằng không dựa vào tu vi của mọi người, vô luận ở môn phái nào đều là trụ cột vững vàng, quyết không đến mức rơi vào biến thành cùng tu. Yên lão liên tục gật đầu nói. Trong thời khắc như vậy, nếu là có người dám tự ý làm, đó là trực tiếp hại mọi người, ta cũng sẽ là người thứ nhất không buông tha hắn. Lương Nguyên Cơ cảm giác hài lòng nói. Chỉ cần mọi người có thể phòng thủ quy củ, ta nhất định sẽ tận hết khả năng của mình, đem mọi người hoàn chỉnh mang đi, hoàn chỉnh mang về. Đồng thời chiến dịch này vừa qua, mọi người cũng đều xem như huynh đệ sinh tử hoạn nạn, sau này có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, không đến mức lạc đàn bị người khi dễ. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Quan Hưng Dương cười to nói. Nếu chúng ta đoàn kết lại, sợ rằng Cửu Thiên Vũ Đế cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lương Nguyên Cơ nói. Đúng vậy. Mọi người đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Phía dưới ta sẽ đơn giản bố trí một chút, ta là đội trưởng, Yên Lão là đội phó, còn dư lại 18 người cứ 3 người một tổ, trở thành 6 tổ, dựa theo thực lực mạnh yếu phối hợp lại. Yên Lão hít một hơi thuốc lá, nói. Ta lão nhân này đã quen nhàn tản, thực sự không đảm đương nổi chức phó đội trưởng, Nguyên Cơ đại vẫn là tìm cao nhân khác đi, ta làm đội viên bình thường thì tốt rồi. Lương Nguyên Cơ cũng không miễn cưỡng. Nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn hướng bên trong sân ngoài ra hai tên cửu tinh vũ tôn nhìn lại, toàn bộ bên trong sân hơn nữa chính hắn cũng liền 4 gã cửu tinh vũ tôn, xem như một đội có thực lực tương đối mạnh. Một tên cửu tinh vũ tôn trong đó cũng không biết tu luyện công pháp gì, toàn bộ khuôn mặt đều là màu lục nhạt, tựa như bị trúng độc vậy, hắn chậm rãi mở miệng nói. Nếu Yên Lão đã không chịu đảm nhiệm được, vậy thì để ta làm a. Lương Nguyên Cơ mỉm cười nói. Có Lục Kiểm Tiên Sinh đảm nhiệm, ta cũng rất yên tâm. Lý Vân Tiêu cảm thấy một trận choáng váng, cũng không biết người này tên thật gọi là Lục Kiểm hay là giống như bản thân tùy tiện tạm thời lấy một cái tên. Hừ, nếu là do Yên Lão đảm nhiệm đội phó, Thái Sử Đạt ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng do Lục Kiểm đảm nhiệm, hừ hừ, thật sự là khó có thể nghe theo a. Một tên cửu tinh vũ tôn khác nhất thời lộ ra vẻ không phục, nói. Ta cảm thấy ngoại trừ Yên Lão ra, ta thích hợp nhất vị trí này. Sắc mặt Lục Kiểm càng thêm lục hơn, lãnh khí từ trên người tràn ra, lạnh giọng nói. Nga, Thái Sử Đạt xương của ngươi lại ngứa. Lương Nguyên Cơ nhất thời nhức đầu, hắn chỉ sợ loại đội ngũ tự mình làm chủ, không có tinh thần đoàn kết này. Đây cũng là tật xấu lớn nhất của tán tu. Chỉ luận thực lực, dưới cùng giai tán tu đều phải mạnh hơn tông môn đệ tử, nhưng mà đoàn kết lại là kém rất xa. Thái Sử Đạt trực tiếp từ trên ghế đứng lên, dùng tay chỉ Lục Kiểm, hung hăng nói. Lão tử nhất định đầu khớp xương ngứa ngáy, sao nào? Không phục liền tới đi. Lục Kiểm nam thoáng một phát liền từ trên ghế nhảy lên, hắn dĩ nhiên không nói hai lời liền động thủ, ở trước người cuồn cuộn nổi lên một đám mây lục sắc, trực tiếp oanh kích đi qua. Lương Nguyên Cơ sắc mặt đại biến, cả giận nói. Đều yên lặng cho ta. Ống tay áo rộng lớn vung lên. Nhất thời một chiêu tụ lý càn khôn ở trong đại sảnh hiện lên, hắc sắc u quang lóe lên, liền đem đóa lục vân cắn nuốt hết. Lương Nguyên Cơ nhìn chằm chằm nam tử Lục Kiểm, lạnh giọng nói. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, đồng thời cũng là một lần cuối cùng của tất cả mọi người các ngươi. Lại có người động thủ với người của mình nữa, ta sẽ không lại có bất cứ chào hỏi gì, nhất định là xuất thủ trực tiếp giết chết. Trên mặt nam tử Lục Kiểm co quắp một chút. Hừ một tiếng liền ngồi về chỗ ban đầu. Thái Sử Đạt cũng không lên tiếng, chỉ là trong mắt quang mang càng ngày càng lạnh. Lương Nguyên Cơ cảm thấy đau đầu, đội ngũ như vậy làm sao mang đi ra ngoài nghênh địch. Hắn đưa mắt tựa như cầu cứu nhìn Yên Lão, nhưng Yên Lão lại trực tiếp giả ngu, hút tẩu thuốc, ngửa đầu xem trần nhà. Lương Nguyên Cơ bất đắc dĩ, ánh mắt ở bên trong đảo qua, trong lúc bất chợt trong lòng khẽ động, mở miệng nói. Không biết Phi Dương Đại Nhân có hứng thú đảm nhiệm đội phó. Cái gì, hắn? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút,
chủ yếu là Lý Vân Tiêu tướng mạo quá mức trẻ, những người này đều là một đám thảo mãng, dù cho ngươi có tu vi bát tinh vũ tôn, cũng rất khó trấn trụ mọi người. Không ít người liền rầm rì, hiển nhiên là không phục. Đặc biệt trung niên nam tử tóc đỏ, liên tiếp hừ vài cái, tựa như rất sợ người khác nghe không được. Chính Lý Vân Tiêu cũng ngẩn ra, nghĩ không ra Lương Nguyên Cơ sẽ trực tiếp điểm hắn, dưới tình huống ba gã cửu tinh vũ tôn cũng không thể đảm nhiệm được, đích thật là đến phiên bát tinh, nhưng bên trong sân bát tinh vũ tôn cũng có bốn người, ba người khác lúc này đồng thời đều là vẻ mặt không phục. Hắn từ chối nói, kẻ hèn này tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, huống chi thực lực cũng rất có hạn, làm đội viên là được rồi. Hừ hừ, có thức thời, có tự mình hiểu lấy. Nam tử tóc đỏ cũng là bát tinh vũ tôn, trên mặt liền lộ ra một tia trào phúng, khóe miệng chu lên tới mũi. Lương Nguyên Cơ mỉm cười nói. Phi Dương đại nhân quá khiêm nhượng, ngay cả ta đều nhìn không thấu của tu vi thật sự ngươi, như vậy nhất định so với huyền khí cảm ứng phát hiện chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa Phi Dương đại nhân có khả năng từ bầu không khí của Liệt Quang Thành liền suy đoán ra chiến sự tiền tuyến, cũng là hạng người quan sát cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, ta nghĩ thích hợp nhất. Lý Vân Tiêu nhất thời cảm thấy 18 ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm, bất quá lấy thân phận của hắn tự nhiên không có cảm thấy không thoải mái, chẳng qua là cảm thấy mình bị Lương Nguyên Cơ đặt ở trên lò nướng, mỉm cười, nói. Cho dù ta nguyện ý, cũng có rất nhiều bằng hữu không muốn, như vậy chỉ làm cho đội ngũ tăng thêm phiền phức. Lương Nguyên Cơ nhãn quang hơi sắc bén lên, mỉm cười vẫn như cũ treo ở trên mặt, nói. Vậy phải xem năng lực xử lý phiền toái của Phi Dương đại nhân rồi. Lý Vân Tiêu nghênh hướng ánh mắt của Lương Nguyên Cơ, thấy vẻ cầu khẩn trong mắt đối phương, nhất thời trong lòng khẽ động, liền đồng ý, nói. Được rồi, ta đồng ý đảm nhiệm đội phó. Hừ, người đồng ý chúng ta còn không đồng ý đấy. Nam tử tóc đỏ rốt cục nổi nóng tại chỗ, lạnh lùng nói. Người có tài đức gì, còn chỉ huy chúng ta. Lương Nguyên Cơ sắc mặt phát lạnh, một cỗ uy áp tại chỗ lăng không ép tới, quát dẹp đường. Ngươi muốn vi phạm lần thứ hai sao? Nam tử tóc đỏ ở dưới uy áp chi lực kia, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận khí chống đỡ. Một tiếng nổ trầm muộn ở trước người hắn nổ tung, cả người bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nói. Nguyên Cơ đại nhân bất giận, chỉ là ta không phục hắn a, ta cũng là bát tinh vũ tôn, vì sao do hắn đảm nhiệm đội phó mà không phải ta? Lương Nguyên Cơ lạnh lùng nói. Quyết định của ta đó là mệnh lệnh. Vừa rồi đã nói rất rõ ràng, người muốn vượt quá sao? Nam tử tóc đỏ trong lòng cả kinh, đã cảm nhận được sát khí của Lương Nguyên Cơ lăng không kéo tới, lúc này không dám nói thêm nữa, chỉ là trong mắt tràn đầy phẫn hận. Nguyên Cơ đại nhân a, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo, nhưng nếu là như vậy vô duyên vô cớ phải một tên hoàng mao tiểu tử cũng tới ra lệnh cho chúng ta, thật sự là khó có thể phục tùng a. Một gã bát tinh vũ tôn khác đi ra, trực tiếp đứng ở bên cạnh nam tử tóc đỏ. Nguyên Cơ đại nhân, ta đối với người vẫn là rất tôn trọng, nhưng mà lần này đích xác sai lầm không hợp thói thường. Trên mặt Quan Hương Dương cũng là vẻ ngưng trọng, kính ngồi dậy đi tới bên cạnh hai người, tỏ vẻ kháng nghị, nói. Dù sao đối kháng với hải tộc không phải trò đùa, chúng ta phải vì tánh mạng của mình phụ trách, quyết không thể đem tính mệnh giao phó ở trên tay người không hề tín nhiệm. Đúng, ba vị đại nhân nói cực phải. Mọi người đều phụ họa, đều không coi trọng Lý Vân Tiêu, để cho mình nghe hiệu lệnh càng khó có thể tiếp thu. Trên mặt Lục Kiểm nam tử cùng thái sử đạt lộ ra lãnh sắc, vẻ mặt mỉa mai châm chọc, Yên lão vẫn là bẹp bẹp hút tẩu thuốc, lười biếng dựa vào ghế. Lương Nguyên Cơ nhất thời cảm thấy nhức đầu, đây cũng là chỗ khó dẫn dắt của tán tu võ giả. Mọi việc cũng phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới có thể nghe lời, đội ngũ này còn chưa mang đi ra ngoài đã bắt đầu nội chiến. Hắn thoáng cái đã không có lòng tin. Tiểu đội như thế sợ rằng vừa ra chiến trường sẽ bị diệt. Nam tử tóc đỏ thấy mọi người đều hỗ trợ hắn, nhất thời mừng rỡ trong lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Tiểu tử, không phải chúng ta xem thường ngươi, cũng không phải chúng ta không để cho ngươi cơ hội, biện pháp đơn giản nhất, mở ra võ quyết, nếu là ngươi có thể thắng được bất kỳ ai trong ba người chúng ta, ta liền tâm phục khẩu phục để đội phó là ngươi làm. Không sai, ta cũng tán thành. Quan Hưng Dương cùng tên bát tinh vũ tôn kia cũng là gật đầu, bọn họ cũng không phải cố ý làm khó Lý Vân Tiêu, chỉ là chuyện này liên quan trọng đại, đảm đương không nổi trò đùa.
Ánh mắt Lương Nguyên Cơ nhất thời rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói. Trong ba người tuy rằng Quan Hưng Dương nguyên lực uy áp mạnh hơn, nhưng đi lộ tuyến quá mức cương mãnh, hơn nữa lai lịch của người này ta rõ ràng, là một tên cùng tu cực kỳ, không có con bài chưa lật nào trong người, chọn hắn hẳn là rất dễ dàng. Hắn cho Lý Vân Tiêu một thần sắc cổ vũ, hy vọng hắn có thể xuất chiến một hồi, đem cục diện đè xuống. Nội tâm Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, nhưng trên mặt cũng không chút biểu tình, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ba người các ngươi cùng lên đi, mỗi người trong vòng ba chiêu ta không hoàn thủ, ba chiêu vừa qua, miễn là liên thủ có thể ngăn được một kích của ta, ta liền chịu thua. Cái gì? Toàn trường đều kinh hãi, toàn bộ ngốc trệ một chút, lập tức bộc phát ra tiếng cười vang lên. Mỗi người đều cười tới mức khom lưng xuống, có người thậm chí nước mắt đều sắp chảy ra, có chút hít châm chọc nhìn Lý Vân Tiêu, ngã trái ngã phải. Ha ha, hắn mới vừa nói cái gì? Ha ha. Quá mức chọc cười ta, hắn muốn lấy một địch ba không hoàn thủ. Hơn nữa sau ba chiêu hắn chỉ điểm một chiêu liền đem đối phương chịu thua. Ha ha! Hắn tại sao không nói hắn trực tiếp trợn mắt một cái ba người liền chết đi, ha ha! Các loại châm chọc không ngừng, Lý Vân Tiêu lại là thần sắc đạm nhiên, bởi vì loại chuyện này không có cách nào khác giải thích, cũng không cần giải thích, kết quả mọi người rất nhanh sẽ có thể thấy được rõ ràng. Lương Nguyên Cơ cũng là sửng sốt nửa ngày. Lắc đầu liên tục cười khổ không thôi, lúc này mới vì quyết định của bản thân cảm thấy ấu trí cùng buồn cười, thảo nào tất cả mọi người sẽ phản đối. Hạng thất phu lỗ mãng như vậy, bất quá thiếu niên nóng này, đích thật là quá trẻ tuổi, chỉ tự trách mình đối với hắn ấn tượng đặc biệt tốt, nên nổi lên ý niệm nâng đỡ trong đầu, bây giờ đã triệt để mất tâm tư. Hắn cũng lạnh lùng đưa mắt nhìn, dự định xem Lý Vân Tiêu làm sao xong việc. Yên lão lại là thay đổi bộ dáng lười biếng lúc trước. Sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Ba người nam tử tóc đỏ cũng là giận dữ cười ngược, bị Lý Vân Tiêu chọc cười, nam tử tóc đỏ giận dữ cười nói. Tốt, tốt, quả nhiên có gan, ngươi muốn cho ba người chúng ta ba chiêu đúng không, chúng ta đây là đa tạ ngươi rồi. Hắn nhìn hai người khác một cái, hai người kia cũng là cười khổ lắc đầu thở dài, nhưng để phối hợp với tóc đỏ, cũng là đều nói rằng. Đã như vậy, chúng ta đây đành đắc tội. Ba người nhất thời thân ảnh khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, đồng thời xuất thủ. Ánh mắt nam tử tóc đỏ lộ ra một tia hung ác, ngũ chỉ nắm chặt, mang theo tiếng hô khiếu, lăng không xuống, hai người khác còn lại là lười biếng một trước một sau giáp công, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, đó là phòng ngừa Lý Vân Tiêu bỏ trốn, để cho nam tử tóc đỏ giáo huấn gậy ông đập lưng ông hắn là được. Tay trái Lý Vân Tiêu từ phía sau chậm rãi từ tốn đem ra, một bước đạp tiến lên, ba một chút liền khoát lên cổ tay của nam tử tóc đỏ một cái. Cái gì? Nam tử tóc đỏ trong nháy mắt kinh hãi, hắn căn bản không có thể thấy rõ động tác của Lý Vân Tiêu, liền phát hiện một chưởng của mình đã bị chế trụ, hơn nữa chỗ bàn tay đối phương chụp xuống trực tiếp đem nguyên lực vận chuyển cắt đoạn. Một cỗ cảm giác mát lạnh từ sống lưng tràn ra, hắn đã ý thức được tự mình cười sai người rồi. Lý Vân Tiêu vỗ một cái trực tiếp tinh chuẩn đánh vào trên khiếu huyệt của nam tử tóc đỏ, giống như sông dài dâng trào đột nhiên bị cắt đoạn, thủy thế nhất thời tăng vọt lên, một cánh tay của nam tử tóc đỏ trực tiếp bị kéo căng thật lớn không gì sánh được. Ngoại nhân nhìn lại, còn tưởng rằng là trưởng pháp lợi hại gì, chỉ có nam tử tóc đỏ tự mình nội tâm rõ ràng, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, cảm thấy chỉnh cánh tay đều phải nổ lên. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng lôi kéo một cái. Thân thể nam tử tóc đỏ giống như một con tiễn ngư, hướng tới hai người khác bắn tới. Hơn nữa khiếu huyệt bị chặn đứng lập tức buông lỏng, nguyên lực giống như vỡ đê đập lớn dũng mãnh trào ra. Nguyên lực từ lòng bàn tay nam tử tóc đỏ bộc phát ra, toàn bộ đại sảnh đều một trận lay động. Quan Hưng Dương cùng tên bát tinh vũ tôn còn lại đều bỗng nhiên kinh hãi, bọn họ chỉ là tùy ý vỗ ra một chưởng, muốn phong tỏa đường lui của Lý Vân Tiêu. Nhưng nghĩ không ra nghênh đón nam tử tóc đỏ vượt qua năng lực một kích. Trong lòng hai người hoảng sợ, vội vàng ở trên trường phong càng thêm tăng thêm vài phần khí lực, nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh! Hai người đồng thời được một trường kia bắn trúng, chấn bay ra ngoài, hóa thành hai đạo lưu tinh đánh xuyên qua tụ nguyên hiên. Nam tử tóc đỏ còn lại là bình an vô sự, vẫn như cũ duy trì tư thế xuất trường,
chỉ là trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống, trong lòng một trận sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Lý Vân Tiêu đem khiếu huyệt của hắn buông ra, sợ là cả cánh tay đã nổ nát. Hiện tại hắn toàn thân một trận rét run, cảm giác Lý Vân Tiêu sau lưng hắn, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều cả kinh, xem ra tựa hồ là nam tử tóc đỏ ngộ thương đồng bạn, nhưng mọi người đều là vũ tôn cường giả, đối với lực đạo đem khống đã là tinh tế tỉ mỉ, căn bản không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Hồng Mao, ngươi làm cái gì? Xa xa tên bát tinh vũ tôn kia vào tới, trợn mắt dựng mày, muốn tìm nam tử tóc đỏ tính sổ. Dừng tay, là tiểu tử này dở trò quỷ. Một đạo quang mang vào tới, ngăn ở trước người hắn, chính là Quan Hưng Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử này kỹ xảo cực kỳ tinh diệu, tá lực đả lực. Cái gì? Tên bát tinh vũ tôn kia ngốc trệ một chút, tràn đầy khó mà tin được. Không nói hắn là đương sự, cho dù tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không quá chân thực, kỹ xảo có cường đại đi nữa cũng có hạn độ, làm sao có thể làm được nhẹ nhàng linh hoạt như thế, ở trong bã gã cùng giai chu toàn. Hồng Mao nam tử cũng là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng nhất, cũng không phải đơn giản tá lực đả lực đơn giản như vậy. Xem ra ta xác thực có chút nhìn lầm rồi. Quan Hưng Dương khẽ quát một tiếng, toàn bộ đại sảnh theo đó run lên, tựa như một khối vẫn thạch rơi vào trong đó, bạo ra hắn một quyền oanh kích, cả người lấn thân mà lên, phía sau lưng giống như mang theo một cái quang đái thật dài, đánh thẳng về phía mi tâm của Lý Vân Tiêu. Loại công kích huy mãnh phạm vi lớn này, là tuyệt đối không thể nào bị kỹ xảo ngăn chặn. Trái tim của mọi người đều vào giờ khắc này nhảy lên, lúc trước mỗi người đều mang thần thái khinh miệt, tựa như xem một màn hí kịch, đều cảm thấy là mình không thể nhìn được rõ ràng, lúc này toàn bộ mở to hai mắt, chăm chú nhìn. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, như chậm mà nhanh, trực tiếp điểm một cái ở trên quyền phong của Quan Hưng Dương. Tất cả mọi người đều hoảng sợ hít một ngụm lãnh khí. Một quyền cương mãnh bá tuyệt như vậy, coi như là dùng huyền khí chống đỡ cũng muốn rung động ba phần, một đầu ngón tay đi tới còn không trực tiếp nổ tung. Lương Nguyên Cơ cũng là cả người giống như bị điện giật kinh hãi, trực giác võ giả nói cho hắn biết, Quan Hưng Dương gặp nguy rồi. Loại trực giác này không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng hắn biết nhất định là chuẩn. Thình thịch, Quan Hưng Dương trong lúc bất chợt cảm giác quyền đầu của mình rơi vào một không gian vô biên vô hạn, hình như một quyền đánh tới không trung. Nhưng lực lượng trên quyền phong lại không hạn chế bị hấp thu đi ra ngoài, ở dưới một chỉ kia, tựa hồ chính là một hắc động. Kinh sợ. Quan Hưng Dương nội tâm kinh khủng, vội vàng đem một quyền co rụt trở về, không có đã bị nửa phần trở lực, bởi vì kinh hãi mà liền lùi lại mấy bước. Thế nào? Còn dư lại tên bát tinh vũ tôn kia trực tiếp nhíu mày hỏi một câu, bởi vì Quan Hưng Dương xuất quyền tất cả mọi người đều nhìn được rõ ràng. Nhưng cuối cùng hai chiêu chạm vào nhau lại không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không có bất kỳ linh áp nào khuếch tán ra. Bọn họ cũng chỉ là cảm thụ được nguyên lực nhàn nhạt ba động, liền thấy Quan Hưng Dương thu tay lại. Quan Hưng Dương sắc mặt thập phần khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trầm giọng nói. Phi Dương đại nhân thực lực kinh người, ta phục rồi. Dầm ầm. Lần này tất cả mọi người đều xôn xao, tuy rằng không biết sốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng hiểu được là Quan Hưng Dương đã bị thua thiệt. Trong mắt Lương Nguyên Cơ trừ khiếp sợ ra, vẫn là vẻ đại hỉ. Tâm tình lúc trước thoáng cái quét sạch, Dương Dương tự đắc đứng lên, xem ra nhãn quang của bản thân vẫn rất lợi hại, không có nhìn lầm người. Yên lão cũng là đình chỉ hút thuốc, ngưng trọng nhìn. Ân, thật sự quá tà đi, ta còn không tin đấy. Còn dư lại tên bát tinh vũ tôn kia nhướng mày, nhìn nam tử tóc hồng cùng Quan Hưng Dương không đáp lời. Hừ lạnh một tiếng nói. Trừ phi có thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Bá. Đao mang tua nhỏ không khí, tên này bát tinh vũ tôn hấp thụ giáp huấn của hai người trước mắt này, hắn không cùng với Lý Vân Tiêu sản sinh bất cứ tiếp xúc thân thể nào, trực tiếp lăng không một đao liền chém xuống. Lý Vân Tiêu không lùi không tránh, liền đứng yên ở đó, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thật sự là đối phó những người này căn bản không cần bất luận tâm tư gì. Ầm ầm, đao mang trực tiếp chém ở trên người hắn. Khi mọi người há to mồm kinh hãi, đao mang dĩ nhiên càng xuyên thấu thân thể Lý Vân Tiêu, trực tiếp đem tụ nguyên hiên xốc hết lên. Cái này, tất cả mọi người cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ căn bản không có động một cái,
hoàn toàn kinh bạo ánh mắt của tất cả mọi người. Lấy Lương Nguyên Cơ cầm đầu bốn gã cửu tinh vũ tôn đều trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không thể nhìn thấu động tác của Lý Vân Tiêu. Tên bát tinh vũ tôn kia cũng là ngây ngốc đứng đó, cầm trong tay một thanh đại hoàn đao, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, nói. Ba chiêu đã qua, hẳn nên tới ta xuất thủ, miễn là ba người liên thủ có thể tiếp được một chiêu này của ta, trước đội phó để cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người nhất thời sắc mặt đột biến, vẻ châm biếm cùng trào phiếm từ lâu đã nuốt vào trong bụng mình, như lâm đại địch. Ba người đều đem nguyên lực kéo lên tới đỉnh phong, cũng dựa chung một chỗ, liên thủ ngăn địch. Mặc dù tại ngoại nhân xem ra có chút khoa trương, nhưng ba người đều cùng Lý Vân Tiêu tiếp xúc một chiêu, minh bạch đối phương khủng bố ra sao, nào dám có chút khinh thị chậm trễ. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, không có bất kỳ hoa chiêu nào, giống như đập con ruồi một chưởng lăng không vỗ xuống. Ầm ầm, không gian chấn động, tụ nguyên hiên còn dư lại nửa bên cũng ầm ầm sụp xuống. Ba người cẩn thận vạn phần chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều nghiền nát ra, thân thể bị quấn vào một vòng xoáy năng lượng, không ngừng mà bị quấy trộn. Ba người đau khổ chống đỡ trong sát na, liền đầu óc phát mộng, triệt để mất đi chi giác. Người ở bên ngoài xem ra, ba người kia giống như phiến lá rụng trong bão táp, rất xa bay ra ngoài, tiêu thất ở trước mắt mọi người. Ừng ực, ở an tĩnh sau mấy hơi thở, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt có chút khó khăn. Tất cả mọi người đều ở bên trong một mảnh phế tích, an tĩnh đến đáng sợ. Lương Nguyên Cơ cũng là trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được Lý Vân Tiêu đáng sợ, người này chiến lực tuyệt đối ở trên mình, không phải là vũ đế phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Trong lúc hắn còn đang kinh hãi, trong lòng càng sinh ra đại hỷ, có nhân vật như vậy ở trong tiểu đội của bọn hắn, an toàn của mọi người sẽ càng có bảo đảm. Chỉ là, Lương Nguyên Cơ vội lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Phi Dương đại nhân, ba người bọn họ. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, bọn họ chỉ là đã hôn mê, không có việc gì, nhưng điều kiện tiên quyết là cứu trị đúng lúc. Lương Nguyên Cơ chảy mồ hôi ròng ròng, vội vàng chỉ huy vài tên võ giả đi vào cứu trị, ba người kia cũng đều là bát tinh vũ tôn, tuyệt đối chủ lực a. Lý Vân Tiêu nói. Bây giờ còn có người nào đối với ta đảm nhiệm đội phó có dị nghị không? Không ai hé răng, theo ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua đi, đều vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng hắn chính diện tiếp xúc, đặc biệt lúc trước vài tên võ giả cười rất lợi hại, càng thấp thỏm trong lòng không ngớt, rất sợ sẽ bị trả thù. Ha ha, Phi Dương đại nhân thực lực kinh thế hãi tục, đội phó hoàn toàn xứng đáng. Lương Nguyên Cơ dương dương đắc ý, âm thầm tán thưởng ánh mắt của mình. Yên lão tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cầm tẩu thuốc đồng mãnh liệt hút vài cái, nói. Há chỉ là kinh thế hãi tục, căn bản là vượt quá tưởng tượng, sợ rằng cửu thiên vũ đế cũng không gì hơn đi. Lương Nguyên Cơ nội tâm vui lắm, nói. Có Phi Dương đại nhân ở đây, lực lượng của tiểu đội chúng ta sẽ viễn siêu các đội còn lại, an toàn hết sức đề cao. Tụ Nguyên Hiên đã hủy, hôm nay mọi người liền tụ ở đây đi, bởi vì có ba người thụ thương, việc phân tổ mấy ngày nữa lại nói. Mọi người nghe vậy, tâm tình đè nén cũng lập tức thoải mái hơn, lĩnh đội thực lực càng mạnh tự nhiên là càng tốt, tất cả mọi người đều hướng tới Lý Vân Tiêu ném ra ánh mắt thân thiện, nên đều xin cáo lui. Lý Vân Tiêu hướng Lương Nguyên Cơ chào hỏi một chút, liền trực tiếp trở về trụ sở của mình. Hắn lấy ra lục lạc chuông do Bảo Xanh lưu lại, nhẹ nhàng lắc vài cái. Một lát sau, liền thấy một đạo quang mang bay vào trong viện, chính là Bảo Xanh nha đầu kia vẫn mặc kiện áo mỏng màu vàng nhạt. Sau khi trông thấy Lý Vân Tiêu vội vàng bái kiến nói. Để cho Phi Dương đại nhân đợi lâu. Lý Vân Tiêu nói. Ta hỏi ngươi, Lương Nguyên Cơ là ai? Bảo Xanh sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Đại nhân đã gặp qua Nguyên Cơ đại nhân đi, là cao thủ của Đông Vực Bích Lạc Tông, được an bài đến lĩnh đội. Có người nói Nguyên Cơ đại nhân lãnh đạo đội nhân mã này là mạnh nhất trong tất cả tán tu nha. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại bầu không khí liệt quang thành tựa hồ so với trước khẩn trương hơn, có phải chiến sự tiền tuyến đã căng thẳng hay không? Trên mặt Bảo Xanh hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một chút, nói. Trong khoảng thời gian này người của hải tộc đích xác phát khởi một lần công kích không nhỏ, cường giả tộc của ta lần thứ hai lui về sau hơn 30 dặm. Vẻ u buồn của nàng thoáng cái biến mất, híp mắt cười nói.
Đại nhân yên tâm được rồi, Hải Thiên Trấn cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, lấy 30 dặm làm một phòng tuyến, mấy trăm năm cũng đánh không được Liệt Quang Thành. Trong lòng Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, nhà đầu kia hoàn toàn cái gì cũng đều không hiểu, tình hình chiến đấu há là có thể cân nhắc như vậy, chỉ sợ chiến sự tiền tuyến một khi tan vỡ, hải tộc đại quân rất nhanh sẽ lên đất liền, sẽ trực tiếp quét ngang đông vực hơn phân nửa thành trì. Lý Vân Tiêu nói, có thể còn có tin tức gì không? Bảo Xanh suy nghĩ một hồi, lắc đầu, đột nhiên lại bổ sung nói. Đại nhân, Nguyên Cơ đại nhân lãnh đạo tiểu đội khả năng cũng sắp phải điều đi tiền tuyến. Trước khi đại nhân tới xây dựng đội ngũ đều lần lượt rời đi, khả năng nhóm tiếp theo liền đến phiên đại nhân ngài. Trên mặt Lý Vân Tiêu không có biểu lộ gì, những thứ này hắn trên cơ bản đều dự liệu được, hơn nữa hắn cũng muốn mau chóng đi tiền tuyến nhìn một chút rốt cuộc là tình huống gì. Sau khi cho Bảo Xanh lui, thời gian ngắn ngủn còn lại hắn cũng vô tâm suy nghĩ tu luyện, mà là bắt đầu tâm luyện đám huyền khí kia. Đặc biệt kiện ma thiên khải giáp kia, cần đại lượng ma khí khu động mới có thể phát huy ra lực lượng, hắn hiện tại có khả năng tùy ý đem đế khí hóa thành ma khí, mới có tiền vốn chân chính chế ngự ma thiên khải. Trước đây từ bên trong Tu Di Sơn lấy được vài món huyền khí, mỗi một loại đều nguồn gốc cực lớn, uy lực vô cùng, theo thực lực của hắn từ từ đề thăng. Những kiện huyền khí này cũng bắt đầu từng cái phát huy ra lực lượng. 7 ngày sau, một đoạn tiếng chuông thanh thúy ở trong phòng luyện công vang lên. Trên món đồ nhỏ treo sau cửa không chỉ có tử quang chớp động, hơn nữa lay động kịch liệt, chính là tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Lý Vân Tiêu lúc này đứng dậy, dưới mấy lần hô hấp liền đến trong thành chủ phủ, thần thức quét một cái liền tìm được Lương Nguyên Cơ, bay xuống phía dưới. Lương Nguyên Cơ đại hỉ nghênh đón đi tới, nói. Phi Dương đại nhân là người đầu tiên a. Lý Vân Tiêu triển lộ thực lực đã lấy được hắn coi trọng lớn nhất. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng là phải đi tiền tuyến. Dáng tươi cười trên mặt Lương Nguyên Cơ ngưng tụ thành vẻ trầm trọng, gật đầu nói. Đúng vậy, lần này tổng cộng có 30 tiểu đội đồng thời phái đi. Trong đó nhất cấp đội ngũ có 3 chi, đều là thế lực tông môn bản địa, trụ sở Bích Lạc Tông ta cũng là một cái trong số đó. Nhị cấp đội ngũ có tổng cộng 9 chi, 5 cái do tán tu như chúng ta tạo thành, đều 20 người một đội, còn 4 đội nhân mã đều là đông vực bổn địa tông môn thế lực, vô luận nhân số bao nhiêu tự thành một đội. Còn dư lại 20 đội chia ra làm tam, tứ cấp tồn tại. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được cấp bậc phân chia này đều là dựa theo tu vi tới, tiểu đội bọn họ được chia làm nhị cấp, nhất cấp dĩ nhiên chính là vũ đế tồn tại, hắn có chút giật mình nói. Đội ngũ khổng lồ như vậy. Tổng cộng có bao nhiêu người? Lương Nguyên Cơ cười khổ nói. 933 nhiều, tiểu đội chúng ta tên gọi chiến nhận. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm xuống, nói. Một lần truyền tống nhiều người đi qua như thế, lẽ nào phía trước chiến sự khẩn cấp đột biến? Lương Nguyên Cơ đồng dạng là sắc mặt xấu hổ, nói. Nửa tháng trước hải tộc một lần đánh bất ngờ, đem truyền tống đại trận vừa lúc bố trí phá hủy. Hiện giờ ở bên đó vừa một lần nữa bố trí xong, khẩn cấp cầu viện đến, cho nên văn bá quân đại nhân chuẩn bị đem toàn bộ Liệt Quang Thành hơn phân nửa lực lượng tích xúc đều đưa qua, sợ rằng vừa đi tới sẽ phải ngạnh chiến. Hai người đang nói, rất nhanh thành viên của tiểu đội đều đến đông đủ. 3 gã bát tinh vũ tôn đã ở bên trong, chỉ bất quá ánh mắt nhìn phía Lý Vân Tiêu trở nên trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Lương Nguyên Cơ nhướng mày, nói. Hiện tại thời khắc quan trọng. Mọi người lúc trước có bất kỳ ân oán nào đều bỏ xuống cho ta, đến tiền tuyến tất cả cũng chỉ có mệnh lệnh. Còn dư lại 18 người đã căn cứ tình hình bản thân chia làm 6 tổ, đồng thời tuyển ra một gã tổ trưởng, giữa các tổ chiếu ứng lẫn nhau, tổ trưởng đó là 6 gã bát, cửu tinh vũ tôn. Toàn bộ trước sân rộng đứng chật kín người, đủ loại thanh âm ầm ĩ, những tông môn đệ tử kia đều chiêu chọc cùng một chỗ, tán tu lại phần nhiều là đơn độc đứng đó, nhìn chung quanh. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua lại, tình huống tu vi của tất cả mọi người đều rõ ràng 1-2. Phía trước nhất 3 đại tiểu đội cấp 1 nổi bật nhất, chính là trụ sở Bích Lạc Tông của Lương Nguyên Cơ, còn Cửu Nguyệt Sơn cùng Huyền Cực Tông, người ở bên trong từ Vũ Đế đến Vũ Hoàng đều có, là lấy cả môn phái làm đơn vị. Chư vị, đều an tĩnh lại. Đột nhiên một giọng nói ở trên không vang lên, bầu trời nổi lên ngũ sắc hà quang, chậm rãi rơi vào trên điểm tướng đài bên cạnh thành chủ phủ. Thân ảnh của văn bá quân hiển lộ ra, đúng là thần thái anh bạt, khí vũ hiên ngang, phong phạm tông sư một phái. Hắn vừa xuất hiện,
nhất thời toàn bộ trên quảng trường đều yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là ánh mắt tụ tập đi qua. Văn Bá Quân mở miệng nói. Chư vị, tình thế trước mặt ta cũng không nói nhiều, lời dối trá ta cũng sẽ không nói. Yêu thú trong biên ở vài chục năm trước khi dễ qua chúng ta một lần, liền cho rằng chúng ta đều dễ dàng bị bắt nạt. Thánh vực là thái độ gì ta mặc kệ, ba vực khác là thái độ gì ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết là đông vực ta, bất luận một con hải thú nào dám can đảm bò lên, ta đều phải đem nó triệt để đánh thành thịt nát. Triệt để đánh thành thịt nát. Hơn 10 người đồng thời kêu lên, chính là các đội trưởng bao gồm cả Lương Nguyên Cơ ở bên trong. Triệt để đánh thành thịt nát. Để cho đám động vật hạ đẳng đó chạy trở về trong biển lớn. Nhất thời toàn bộ trên quảng trường một mảnh hò hét, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết dâng trào, huống chi nhiều người gan lớn, nhìn người đứng chật ních, trong lòng mỗi người đều có một tia cảm giác tất thắng. Văn Bá Quân mỉm cười, làm ra thủ thế ý bảo yên tĩnh lại, nói. Để cho đám hải tộc đó nhìn một chút thực lực chân chính của chúng ta. Để cho thánh vực năm xưa không dám đánh một trận cũng nhìn xem thực lực của chúng ta, tất cả làm phiền chư quân. Hắn sâu đậm cúi người xuống, hành lễ một cái. Tất cả mọi người huyết mạch đều thiêu đốt cả lên, lớn tiếng cuồng hô, cảm giác giống như đã giành thắng lợi. Nhưng là có rất nhiều võ giả tỉnh táo, tỉ như Lý Vân Tiêu cùng với Yên Lão, người trước sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, người sau còn lại là cầm tẩu thuốc hút từng hơi, trên mặt còn hiện ra dáng tươi cười khinh miệt. Yên Lão rất có thú vị nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói. Phi Dương đại nhân tâm tính rất kiên định a. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. So với Yên Lão còn kém không ít. Yên Lão lắc đầu, nghiêm mặt nói. Ta và Phi Dương đại nhân so sánh kém xa. Phi Dương đại nhân là chân chánh trí tuệ dũng cảm, mà ta bất quá là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn lại cầm lấy tẩu thuốc lẹp bẹp hút. Một mặt quan sát biểu tình của Lý Vân Tiêu, nhưng để cho hắn thất vọng là Lý Vân Tiêu không có bất kỳ biểu lộ nào. Rất nhanh tập kết hoàn tất, bắt đầu đại quy mô truyền tống, một lần chỉ có thể đi 20 người, nhân số tiểu đội cũng là căn cứ năng lực lớn nhất của truyền tống trận để định ra. Trên điểm tướng đài, Văn Bá Quân Thủy Trung vẻ mặt mỉm cười nhìn đoàn người phía dưới giống như trường sa lao về phía khu vực truyền tống. Phía sau một gã nam tử ngưng trọng nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói. Hy vọng có thể hóa giải nguy cơ tuyển tuyến lần này. Nam tử khuôn mặt hiền lộ ra, thanh tú mà non nớt, nhưng trong hai tròng mắt lại chớp động quang mang cơ trí, dĩ nhiên là nhi tử của Đường Khánh, Đường Tâm. Văn Bá Quân dáng tươi cười không giảm, mở miệng ứng đối nói. Khó! Nga, phó môn chủ vì sao nói ra lời này? Trên mặt Đường Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi. Đây chính là có đủ gần nghìn người. Toàn bộ đông vực đều động viên ra rồi. Văn Bá Quân nhẹ giọng nói. Hiện tại chiến sự vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu, hải tộc đều phái chút đê giai tộc quần tiến công, chúng ta cũng là tổ chức đám quân lính tản mạn này, hai tộc chân chính lực lượng vẫn chưa có lấy ra, ai cao ai thấp, lập tức rất khó phân định ra được. Đường Tâm cau mày nói. Vậy giai đoạn phía sau hẳn là như thế nào? Văn Bá Quân nói khẽ. Toàn bộ thế lực Đông Hải Vương tộc đều bày ra, đến lúc đó tất nhiên là phụ thân ngươi tự mình dẫn dắt toàn bộ đông vực đối kháng, lại tăng cấp xuống mà nói, nhất định tứ hải liên thủ, thiên hạ đại loạn. Trên mặt Đường Tâm lộ ra vẻ ngưng trọng, nói. Dựa theo cách nói của phó môn chủ như vậy, trận chiến lần này căn bản cũng sẽ không có kết cục, trừ phi hải tộc chủ động lui binh, nhưng là yêu cầu của bọn họ cũng quá mức thái quá, lại muốn tìm một nữ hải nhân loại, chúng ta đã thi triển các loại thuật pháp. Hải Thiên Trấn căn bản tìm không thấy người này. Văn Bá Quân cười khổ nói. Hải tộc động viên lớn như vậy xâm chiếm, nói vậy nữ hải kia chân thực tồn tại không giả, nhưng khẳng định đã rời khỏi đông vực. Trên mặt Đường Tâm lộ ra vẻ cổ quái, lạnh lùng nói. Hừ, căn cứ các loại đầu mối, nhất định là Lý Vân Tiêu mang đi. Văn Bá Quân lắc đầu nói. Ta thấy cũng chưa hẳn, Lý Vân Tiêu tiến nhập tiên cảnh cùng hành tích chúng ta đều đã tra xét. Bên cạnh cũng không có người. Hơn nữa lúc đó ở Hải Thiên Trấn hắn và hải tộc đối kháng, có thể là lừa dối đối phương, đổi lấy nhất thời yên ổn, tên nữ hải kia một mình rời đi khả năng cực lớn. Nàng nếu có khả năng từ trong tay người của hải tộc chạy thoát, tự nhiên sẽ không dễ dàng để người bắt lấy. Đường Tâm nói, bất kể như thế nào, cục diện hôm nay này Lý Vân Tiêu sẽ không thoát được liên lụy,
nếu là trước khi chuyện này xảy ra, hắn có thể đúng lúc đem tình huống của Hải Thiên Trấn hội báo, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị một chút, không đến mức hiện tại liên tục bại lui. Văn Bá Quân gật đầu nói. Lý Vân Tiêu tự nhiên là phải bắt được, đáng tiếc lúc đó cũng không biết việc này cùng hắn có quan hệ, đem Phó Nghi Xuân cùng 5 vị đường chủ triệu hồi, lãng phí cơ hội phong linh thành. Hiện tại hối hận thì đã muộn, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ trước mắt, chỉ là đám người hải tộc này quá mức cố chấp, không tìm về được nữ hải kia thì không thể, quả nhiên đau đầu a. Hắn lắc đầu liên tục, gương mặt hiện ra vẻ khổ não. Hừ, vậy thì đánh cho bọn hắn cút trở về đi. Đường Tâm trên mặt hiện lên vẻ kiệt ngạo, âm lãnh nói. Thật đúng là coi nhân tộc ta dễ khi dễ, việc này chính là thời cơ tuyệt hảo để phụ thân đại nhân thượng vị, nhất định phải hung hăng giáo huấn đám hải thú này một trận. Văn Bá Quân chỉ là cười khổ không thôi, không nói nữa a. Đại lượng cường giả được từng nhóm truyền tống đi, rất nhanh liền đến phiên tiểu đội chiến nhận của Lý Vân Tiêu. 20 người đều đứng ở trên truyền tống trận, một đạo quang mang sáng lên, rất nhanh liền tiến nhập không gian thông đạo, bốn phía hiện ra một mảnh đen nhánh. Bất quá mấy hơi thở công phu, liền thấy phía trước sáng lên, sau đó xuất hiện ở cả vùng đất. 20 người sau khi đứng vững, lập tức bắt đầu quan sát cảnh tượng trước mắt. Thành trì to lớn lại cực kỳ đơn sơ, chỉ có một bức tường thành kim trúc kiên cố, bên trong thành hầu như là một mảnh trống rỗng, nhưng mà cũng đủ rộng mở. Lương Nguyên Cơ bắt đầu cùng một gã phụ trách bàn bạc, đồng thời trao đổi thông tin ngọc bội, tên phụ trách mọi người kia nói đơn giản nói. Thành trì là dựa vào trận khí lâm không hiện đi ra ngoài, cho nên thập phần đơn sơ. Các ngươi ở trong thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại, có thể an tâm tu luyện, chờ đợi bên trên sai khiến ra mệnh lệnh. Lý Vân Tiêu phóng mắt nhìn lại, toàn bộ bên trong thành được chia làm hai nửa, bọn họ truyền tống mà đến người mới chiếm cứ non nửa bộ phận trong thành. Ở hơn phân nửa khu vực khác, rất nhiều võ giả các loại thành đội ngay tại chỗ tu luyện, cũng không có thiếu người bay tới bay lui, bận rộn không ngớt. Lương Nguyên Cơ hướng tới mọi người nói. Chúng ta đi qua tùy tiện tìm khối đất chống tu luyện đi, ở đây nghiêm cấm xuất thủ đối với bất kỳ người nào, bất luận nguyên nhân gì, một khi vi phạm giết trước luận sau. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua, toàn bộ kết cấu thành trì nhất thời hiểu rõ trong lòng. Trước mắt cự thành chính do 7 kiện huyền khí sau khi giải phong cấu thành. Hẳn là một bộ nhân loại huyền khí kiến trúc hoàn chỉnh, giải phong ra xảo diệu kết hợp với nhau, hình thành cự thành như thế, cũng không biết là thế lực nhà ai cung cấp đi ra, cực kỳ hiếm có. Trên tường thành này hiện ra màu xám cho, cũng do vài loại thất giai nguyên liệu kiên cố trộn lẫn mà thành. Cách mỗi 100 mét có một gã vũ tôn cường giả ở trên đó thủ hộ, giống như thùng sắt. Chủ thành lầu các còn lại là thiết kế 3 tầng cấu tạo, phía trên nhất nhô ra 2 góc, giống như đầu thú, thập phần to lớn đồ sộ. Toàn bộ nhìn lại một mảnh ngân bạch như được cọ rửa, mặt trên còn có lưu quang chớp động, thỉnh thoảng có hoa văn hiện lên, hiển nhiên là có cấm chế thập phần lợi hại ở bên trong. Nhóm nhất cấp tiểu đội của Bích Lạc Tông đều trực tiếp được mời vào trong chủ thành lầu các. Đất trống trên toàn bộ quảng trường đều nhìn không thấy vũ đế tồn tại. Mọi người ở dưới sự hướng dẫn của Lương Nguyên Cơ, tùy tiện tìm một góc đặt chân, Lương Nguyên Cơ nói. Ở đây tạm thời liền phiền phức Phi Dương đại nhân, ta đi trong thành phủ làm một ít thủ tục. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Yên tâm. Lương Nguyên Cơ lúc này mới yên tâm hướng phủ đệ kia đi, thực lực của Lý Vân Tiêu đã lấy được mọi người tán thành, trên cơ bản trấn an được những người này. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại đại tổ hợp huyền khí này, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ và giật mình, còn mang theo một chút hưng phấn. Yên lão cũng xem thế là đủ rồi, nói. Ta xem thành trì này cho dù thả cho võ giả cường công, sợ rằng chốc lát cũng khó có thể phá bỏ. Lý Vân Tiêu còn lại là thần sắc thản nhiên, bộ tổ hợp huyền khí này giá trị cao khó có thể ước lượng, ngay cả vật chân quý như vậy đều vận dụng, hiển nhiên là chiến sự thập phần không lạc quan. Hắn bình tĩnh nói, ngươi chỉ là đơn độc hoặc giả mấy chục võ giả, ở trước mặt cự thành do tổ hợp huyền khí nên đích xác khó có thể phát huy tác dụng. Nhưng nếu như gặp phải là hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn hải tộc cường giả, hoặc giả cửu tinh vũ đế trở lên, thành này chỉ cũng bất quá là bị bẻ gãy nghiền nát. Thái sử Đạt cười ha hả, nói rằng, hắc, Phi Dương đại nhân cũng đừng dọa chúng ta, 10 vạn hải tộc, còn là cửu tinh vũ đế, vậy còn đánh như thế nào? Trực tiếp đầu hàng là xong. Lý Vân Tiêu nói, cửu tinh vũ đế hẳn là sẽ không có, nếu xuất hiện,
vậy bay lên trình độ cực cao, tất nhiên là Đông Hải chuẩn bị toàn diện cùng với nhân loại khai chiến, nhưng mà kể ra lấy 10 vạn hải tộc có khả năng cực lớn. Toàn bộ Đông Hải vô biên vô hạn, so với Thiên Vũ Đại Lục càng rộng lớn hơn, coi như là Tứ Hải Vương tộc cũng không thể tính hết tộc nó, bên trong thậm chí còn ẩn tàng tồn tại so với Vương tộc còn phải đáng sợ hơn. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không tin, theo bọn họ xem ra lấy mấy chục vạn phàm nhân phổ thông chinh chiến rất bình thường, nhưng mà nhiều võ giả tu vi như vậy hỗn chiến đó là khó có thể tưởng tượng. Xung quanh sân rộng cũng không thiếu võ giả trực tiếp bày ra quầy hàng vỉa hè để tiêu thụ vật phẩm. Dù sao đa số người cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Ở loại địa phương này cực ít có người làm được nhập định, tăng thêm không ít náo nhiệt. Lý Vân Tiêu nhìn lại khắp nơi, muốn hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Đùng đùng. Trong lúc bất chợt, toàn bộ thành trì chấn run lên một cái, một tiếng trống ở trời cao đánh vang ra. Người của các tiểu đội sắc mặt đại biến, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm kia là từ trên thành trì truyền tới, một đạo thanh quang ở trên không tản ra, bao trùm phương viên mấy ngàn thước, cực kỳ huyến lệ cùng chấn động. Toàn bộ trên quảng trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi. Người của tiểu đội chiến nhận tất cả đều khẩn trương lên, nín thở. Sau một lúc, không có phản ứng khác nữa, Yên lão kinh ngạc nói. Đây là tín hiệu triệu tập chiến đấu sao? Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày lại, không biết chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh châm chọc, hừ lạnh nói. Hắc hắc, đều mới tới. Mọi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành dựa vào một gã nam tử, toàn thân vô lại, cả lơ phất phơ, nhưng là có tu vi bát tinh vũ tôn, đang hài hước nhìn bọn họ. Hừ, mới tới thì thế nào? Ngươi có thành kiến? Lục Kiểm Nam vừa thấy tu vi đối phương bất quá như thường, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, lạnh lùng hừ nói. Ha ha, cũng không có gì. Tên bát tinh vũ tôn vô lại kia cười nói. Vừa rồi tiếng trống chỉ là một cảnh báo, đại biểu là có tình hình quân địch, nhưng chỉ là có địch tình mà thôi. Nếu là lại vang lên một hồi, đó chính là gặp nguy hiểm, phải chuẩn bị xông lên. Vang ba tiếng, lại là địch nhân bắt đầu tấn công, tùy thời sẽ chuẩn bị nghênh chiến. Thì ra là thế, mọi người lúc này mới hiểu rõ, trái tim cũng buông lỏng xuống. Tuy rằng người người đều lòng tin tràn đầy, nhưng chân chính gặp khai chiến vẫn còn có chút khẩn trương, huống hồ là cùng dị tộc đánh trận, trên cơ bản đều là lần đầu tiên. Lý Vân Tiêu hướng người nọ gật đầu một cái ý bảo, hỏi. Vị bằng hữu này đến tiền tuyến đã bao lâu, cũng biết hiện tại tình huống cụ thể chiến sự. Trên mặt người kia hiện lên một tia lạnh lẽo, cà lơ phất phơ cười nói. Không lâu, mới khoảng 2 tháng. Lý Vân Tiêu nói. Coi như là rất sớm, có thể đem chiến sự nói cho chúng ta tường tận được chăng? Tất cả mọi người đều vểnh tai vây quanh, rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên có khả năng. Người nọ thập phần sảng khoái, vươn tay ra đòi hỏi nói. 10 vạn cực phẩm linh thạch, muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi nghe. Không, nghèo đến điên rồi sao ngươi? Nam tử tóc đỏ vùng ống tay áo, trên mặt lộ ra châm chọc, miệt thị nói. Mấy thứ này tùy tiện tìm cái lão nhân hỏi thăm liền biết, cho ngươi 10 vạn cực phẩm linh thạch. Coi thường chúng ta đều ngu ngốc à. Những người khác cũng đều là trên mặt không vui, đều khinh bỉ. Người nọ vẫn là bộ dáng vô lại, dầm gì nói. Tùy tiện, 10 vạn cực phẩm linh thạch còn là xem ở trên phần mọi người đều là tán tu. Bằng không không có 100 vạn đừng tìm ta. Bá bá. Mười mấy người đều giơ ngón tay giữa lên, từng người mang vẻ mặt châm chọc cùng khinh bỉ. Người nọ cũng không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt lộ vẻ đùa cợt cùng thương hại. Lý Vân Tiêu trầm mặc một chút, ném ra một túi nguyên thạch, nói. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, kiểm tra và nhận lấy. Phi Dương đại nhân. Tất cả mọi người đều từng tên kinh hãi. Không rõ Lý Vân Tiêu tại sao muốn tiện nghi người này như thế. Người nọ hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ cầm lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua liền thu vào, mặt tươi cười, nói. Không sai, tiểu tử ngươi biết làm người, có tính cách. Tại hạ Trần Trọng Uy, nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Lý Vân Tiêu lại không có hứng thú cùng hắn làm bằng hữu, chỉ là bình tĩnh hỏi. Ngươi là nhóm thứ mấy đi tới tiền tuyến? Tới bao nhiêu người? Còn lại bao nhiêu người? Trần Trọng Uy nghe được vấn đề này, nhất thời thân thể hơi run một chút, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
Sau một lúc hắn mới thoáng an định lại, thu liễm thái độ bất cần đời, nói. Lúc đó toàn bộ truyền tống đều thẳng đường, chưa nói tới nhóm thứ mấy, nhưng tuyệt đối là tương đối đáng tin cậy. Hải tộc lần đầu tiên quy mô xâm chiếm, thời điểm Hải Thiên Trấn còn chưa luân lạc ta liền đã tới. Lúc đó Hải Thiên Trấn đánh một trận đầu, bên ta có chừng hơn 700 người đi, tình hình chiến đấu cùng nhau lại điên cuồng có cường giả chuyển vận đến, trước sau không dưới 3.000 người, sống sót đại khái trong vòng 300 người. Cái gì, 3.000 chỉ còn lại 300? Nam tử Lục Kiểm nhìn không được kêu lớn lên, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, hiển nhiên rất khó tiếp thu kết quả này, mỗi một người đều là vẻ khó tin. Nam tử tóc đỏ xanh mặt, nói. 3.000 người tu vi làm sao? Trần Trọng Uy nhếch miệng cười, nói. Phú Tôn trở lên có ít nhất 500 người, sẽ không so với thực lực trong thành hiện giờ kém hơn đâu. Lần này tất cả mọi người trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Trọng Uy tiếp tục nói. Còn dư lại 300 người, đã ở trong chiến đấu liên tiếp không ngừng chết đi, mất tích thất tung, hiện tại bên trong tòa thành này sợ là 30 người cũng chưa tới. Chi? Mỗi người nghe xong lời này, thân thể hình như trực tiếp tiến vào trong vết nứt, trên bầu trời ánh nắng chói chang chiếu rọi lại không cảm giác ấm áp chút nào, từng người một cảm giác huyết mạch đều muốn ngưng động lại. Sợ hãi nhàn nhạt ở trong đám người tản ra, mỗi người đều thấy được giữa đôi bên hiện lên vẻ kinh hoàng. Trần Trọng Uy hài hước cười, thập phần đắc ý, nói. Hải tộc đáng sợ ra sao chờ chính các người lĩnh hội sau đó sẽ biết, hiện tại bên trong cự thành nhân số võ giả lại được bổ sung đến hơn 1.000 người, không biết sau đợt công kích tới còn có thể còn lại bao nhiêu người. Yên lão nặng nề hút cái tẩu thuốc mấy ngụm, phun ra vũ khí, nói. Mọi người không cần quá bi quan, tình huống hiện tại hẳn là so với lúc trước phải tốt hơn nhiều, nếu là thật có kinh khủng như vậy. Những người này là làm sao chống đỡ đến bây giờ? Tiểu tử này rõ ràng đang khoa trương dọa chúng ta. Mọi người vừa nghĩ cũng hiểu được có đạo lý, đều tức giận sôi máu nhìn chằm chằm nam tử kia, bất quá cảm giác hưng phấn lúc mới tới xem cự thành đã hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu nói, không nên quá mức khẩn trương, cũng không thể phớt lờ. Hiện tại so với lúc đầu khai chiến, một là thăm dò chi tiết của hải tộc, đều đã có chuẩn bị. Hai là lục địa chiến tuyến kéo dài. Hải tộc càng ngày càng bị vây hoàn cảnh xấu. Ba là tòa cự thành này phòng ngự vượt xa trên Hải Thiên Trấn, đã có thế một người giữ quan, vạn người khó xông qua. Trần Trọng Uy có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một cái, kinh ngạc không hiểu người này trẻ tuổi như vậy lại có kiến thức không tầm thường, hắn hổ nghi nói. Ngươi là đội trưởng. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta là tiểu đội chiến nhận, ta là đội phó. Hải tộc vài lần công thành, dùng là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên tổn thất to lớn như thế. Trần Trọng Uy lập tức trầm mặc, tựa hồ bắt đầu hồi ức, trong hai con ngươi lóe ra vẻ kinh khủng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, xem ra người này xác thực đã bị kích thích, hắn tiến lên vỗ vai đối phương một cái, lạnh nhạt nói. Đừng sợ, nơi này là bên trong cự thành, 100% an toàn. Trần Trọng Uy sợ hãi run rẩy thân thể ở dưới cái vỗ này mới ngừng lại, một tình cảm ấm áp cùng cảm giác an toàn ở bên trong tâm lan tràn. Hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp thấy được khuôn mặt tuấn lãng và con ngươi trong sáng của Lý Vân Tiêu. Hắn không khỏi ngẩn ra, người này cho hắn một cảm giác cực kỳ tin cậy và an toàn, sợ hãi trong nội tâm vào giờ khắc này đã bị xua tan. Hải tinh, đại lượng hải tinh kinh khủng ta đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều hải tinh khủng bố như thế, phô thiên cái địa, toàn bộ Hải Thiên Trấn đều bị che phủ, những hải tinh đó tất cả đều sẽ ăn thịt người a. Trần Trọng Uy nghĩ lại phát sợ. Tâm thần vừa ổn định lại trở nên kinh sợ, hai cái tay còn không ngừng cua lên, thật giống như trên người bò đầy hải tinh vậy, bắt đầu run rẩy. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, một tinh thần lực nhàn nhạt ở trong mắt tản ra, Trần Trọng Uy lập tức đình chỉ động tác tứ chi, lần nữa trở lại bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu, nói. Xin lỗi, ta có chút thất thố, thời điểm chúng ta vừa đến Hải Thiên Trấn, đại chiến còn chưa bắt đầu. Ta nghe người bên trong thành nói. Hai tộc nói chuyện với nhau hồi lâu, đồng thời cũng thử công kích qua lại vài lần. Sợ rằng đại chiến tướng sẽ lên, quả nhiên bị nói trúng, đến Hải Thiên Trấn ngày thứ ba lại bắt đầu lần đầu tiên đại quy mô công kích. Yên lão nói, bọn họ dùng hải tinh làm vũ khí tiến hành công kích. Người còn lại đều cảm thấy có chút buồn cười, không ít người lộ ra mỉm cười. Trần Trọng Uy nhìn những người đó một cái, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng,
nhưng cũng không có quá chú ý, tiếp tục nói. Hải tộc trực tiếp dùng bí pháp thôi động hải triều, dìm nước hải thiên chấn. Trong sóng biến đó đều mang đại lượng sinh vật công kích, hồng sắc thủy mẫu to lớn như núi phun ra độc khí màu đen cùng điện mang. Ngư quái mọc ra hai cái tay đầy lông xù lại biết đánh quyền, trong đó kinh khủng nhất chính là lục sắc hải tinh này, mỗi một con đều có khuôn mặt giống người, còn hàm răng. Chúng nó được sóng biển cuồn cuộn nổi lên xông vào trên phòng ngự đại trận, đều dùng răng gặm mất lực lượng phòng ngự kết giới, từng chút một xâm chiếm. Mọi người nghe được trong lòng có chút sợ hãi, lại không ai cười nữa, đều ngưng trọng nghiêm mặt. Trần Trọng Uy tiếp tục nói, trong thanh âm hầu như đều mang theo nức nở, nói. Lúc đó phòng ngự đại trận không có bị phá, vẫn đang chống đỡ. Chúng ta chỉ là cảm thấy ghê tởm cùng bất khả tư nghị. Dù sao lần đầu tiên cùng hải tộc tiếp xúc, có trời mới biết trong biển còn có nhiều sự vật cổ quái kỳ lạ như vậy. Lúc đó tiểu đội trưởng của chúng ta còn đùa giỡn nói, không biết mấy thứ này nấu nướng lên sẽ có mùi vị ra sao, chọc cho đoàn người ha hả cười to. Bất quá mới thời gian uống cạn chén trà, một thành trì phòng ngự lớn như vậy lại đột nhiên tan biến trong đó. Ta vĩnh viễn đều không thể quên trong nháy mắt đó, sinh vật cổ quái phô thiên cái địa hướng về chúng ta lao đến. Những sinh vật này đẳng cấp cũng không cao, những hải tinh đó tất cả đều là tam giai cùng tứ giai tồn tại, hồng sắc thủy mẫu lợi hại nhất cũng bất quá là lục giai, số lượng đại khái 34 con, mấy thứ này nào sẽ đặt ở trong mắt chúng ta. Trần Trọng Uy dừng lại một chút, nước mắt đều sắp rớt xuống, thương tâm nói. Lúc đó Hồng Nguyệt Thành phái tới chủ chiến đại nhân. Và Hải Thiên Trấn vốn là Liêu Dương Băng đại nhân, còn có mấy tên vũ đế cường giả, phát khởi mệnh lệnh công kích. Toàn thành hơn 700 người là sĩ khí cao ngất, muốn cho đám hải thú này ném thử một chút lợi hại, từng người anh dũng xung phong liều chết đi tới. Lý Vân Tiêu tỉnh táo nói. Ai biết một lần chém giết này là vô biên vô hạn, giết tới các ngươi hao hết nguyên lực, tay chân như nhũn ra còn nhìn không thấy được tận cùng. Trần Trọng Uy cảm xúc thu hồi lại, kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Lý Vân Tiêu nói. Đám hải tộc chủng quần này ta hiểu rõ không ít, loại hải tinh này ăn thịt người thuộc về bạo tinh nhất tộc, năng lực sinh sản kinh người, thích quần cư ở trong biển rộng, rất nhiều địa phương đều có thể thấy. Một tổ quần cư bạo tinh, chậm thì trăm vạn con, nhiều thì trăm triệu con, gặp phải tộc đàn hơn trăm triệu con, coi như là tứ hải vương tộc cũng rất là đau đầu. Cho nên đối với bạo tinh nhất tộc, hải tộc cho tới bây giờ đều lấy giám thị làm chủ. Nếu là phát triển quá mức cường đại rồi, sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hai tổ bạo tinh tàn sát thôn phệ lẫn nhau, lấy giảm thiểu bọn nó uy hiếp. Tất cả mọi người đều tò mò, mấy thứ này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói, Quan Hưng Dương không nhịn được nói. Lẽ nào đám bạo tinh này còn có thể tàn sát đồng loại của mình sao? Lý Vân Tiêu giải thích. Bạo tinh cũng chia làm mấy cái đẳng cấp, trong đó lục sắc là phổ biến nhất, bình thường chỉ có tu vi tam, tứ giai. Số lượng lại nhiều nhất. Ngoài ra còn màu đỏ, màu vàng, biến dị thành màu xanh nhạt, trong đó đẳng cấp cao nhất là bát giai hắc sắc bạo tinh, cũng là bạo tinh vương. Trong mỗi một cái tộc quần chỉ có thể có một con bạo tinh vương. Nếu là hai con gặp nhau, nhất định sẽ chém giết ra sinh tử. Hải tộc đó là lợi dụng điểm này, đem bạo tinh tộc đàn bọn chúng biết rõ tận lực khống chế. Trần Trọng Uy cười khổ lắc đầu liên tục, nói. Nếu như bằng hữu ngươi lúc đó ở Hải Thiên Trấn, chính là sẽ không phát sinh chuyện bi thảm như vậy. Tất cả mọi người đều trầm mặc, từng người trong lòng phát lạnh, nghĩ đến mấy trăm vạn, thậm chí hơn triệu hải tinh ăn thịt người điên trào mà đến, phảng phất như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trước khi Lý Vân Tiêu nói có lẽ sẽ gặp gỡ hơn 10 vạn hải tộc chiến sĩ công kích, bọn họ còn cảm thấy khoa trương, hiện tại xem ra hoàn toàn không tính là một hồi sự tình a. Trần Trọng Uy đem nội tâm kinh khủng nói hết ra, cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng áp lực này vẫn đè nén dưới đáy lòng, cả người đều cơ hồ muốn điên rồi. Hắn tiếp tục nói, trận chiến ấy giết bao lâu ta cũng không nhớ rõ, đích thật là giết tới mức nguyên khí hao hết, tay chân như nhũn ra. Trong cùng một tiểu đội từng người đều ngã xuống, loại cảm giác tuyệt vọng này lan tràn dưới đáy lòng, bốn phía tất cả đều là hải tinh. Loại cảm giác này giống như là một mình ngươi đang chiến đấu hăng hái. Một người đặt mình ở trong biển hải tinh đại dương mênh mông. Sốt cục, những vũ đế cường giả đó cũng phát hiện bất thường, lúc này chính bọn hắn cũng sinh ra chia rẽ, một nhóm người quyết ý muốn lưu lại, một nhóm người lại muốn thối lui. Từ Hồng Nguyệt Thành tới vị đại nhân chủ chiến kia có ý muốn lưu lại,
mà Hải Thiên Trấn thành chủ Liêu Dương Băng đại nhân kiên quyết muốn lui, một lần tranh chấp, lại lãng phí đại lượng thời gian quý giá, để cho không ít đồng bạn táng mạng trong miệng hải tinh. Cuối cùng vị đại nhân tới từ Hồng Nguyệt Thành kia cũng rốt cuộc minh bạch vô pháp tái chiến tiếp, nên khi bọn hắn đám vũ đế đó dẫn dắt mọi người giết ra vòng vây. Lý Vân Tiêu cau mày nói, thành chủ Hồng Nguyệt Thành phái người chủ chiến là ai? Mễ Cao Dương. Trần Trọng Uy hung hăng phun ra ba chữ này phảng phất như thấy cửu nhân. Lý Vân Tiêu mờ hồ đã nghe qua cái tên này, nhưng không có ấn tượng gì, hơn phân nửa là Hồng Nguyệt Thành hoặc giả tứ cực môn tiểu nhân vật vô danh. Ban đầu ai cũng không dự liệu được tình huống sẽ phát triển trở thành bộ dáng bây giờ, Đường Khánh phỏng chừng cũng chỉ phái mấy tên lâu la đi vào ứng phó một chút. Yên lão hỏi vội. Sau đó thì sao, nếu đã biết bạo tinh lợi hại, làm sao về sau còn đã chết nhiều người như vậy? Trần Trọng Uy khổ sở nói. Sau khi giết ra vòng vây, hơn 700 người cũng chỉ còn không được 100 người, chúng ta lui lại hơn 30 dặm. Mễ Cao Dương lập tức đem tình huống truyền về Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành hạ đạt mệnh lệnh nhất định phải đoạt lại Hải Thiên Trấn, bởi vì nơi đó là tấm lá chắn thứ nhất của đại lục, hơn nữa không thể đoạt lại truyền tống trận, liền vô pháp trong thời gian ngắn truyền tống đại lượng cường giả đến, mọi người hợp lại tính toán, cảm thấy vẫn phải tìm cơ hội giết trở về. Lý Vân Tiêu cau mày nói, Hải Thiên Trấn truyền tống trận đặt ngang trên đại hải này, sợ là bắt đầu khai chiến cũng đã bị phá hủy, các người nghĩ như thế nào để ra quyết định cấp thấp như thế? Trần Trọng Uy cười khổ nói. Truyền tống đại trận ở trên biển đó tự nhiên là không có khả năng đoạt về. Liêu Dương Băng đại nhân nói ở dưới phủ thành chủ của bọn hắn có một gian đại mật thất, cũng bố trí một truyền tống trận khoảng cách ngắn, có khả năng tốc hành phụ cận chư thành. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hồ ly, thỏ khôn có ba hang quả nhiên một điểm không giả. Trần Trọng Uy nói. Lúc đó sau khi quyết định, liền do một vị Bắc Minh thế gia đại nhân đi vào điều tra tình huống. Chờ một chút, Bắc Minh thế gia. Tinh mang trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên. Người còn lại cũng là vừa mừng vừa sợ, Quan Hưng Dương nói. Nghĩ không ra Bắc Minh thế gia cũng không quản cách xa vạn dặm chạy tới, không hổ là bảy đại siêu cấp thế lực, phần ý thức trách nhiệm này liền không người nào có thể kịp. Nếp nhăn trên mặt Yên lão cũng thư giãn chút, lẹp bẹp nói. Đúng vậy, có hai siêu cấp thế lực liên thủ, chúng ta cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Trần Trọng Uy cũng là liên tục gật đầu, nói. May mà Bắc Minh thế gia có vài tên vũ đế đại nhân tọa chấn, nếu không về sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Bắc Minh thế gia vị vũ đế đại nhân kia cùng Liêu Dương Băng đại nhân đồng thời bí mất quay lại Hải Thiên Trấn, đồng thời tìm được truyền tống đại trận kia, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền tống võ giả đến. Lý Vân Tiêu nói. Bọn họ lúc trở về, người của hải tộc cũng đã lui đi. Trần Trọng Uy ngẩn ra, nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt gã thiếu niên này tựa hồ liệu sự như thần. Những người khác trong tiểu đội chiến nhận cũng là tò mò nhìn Lý Vân Tiêu, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người đội phó này, nhưng Lý Vân Tiêu biểu hiện càng lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng càng cao hứng. Lý Vân Tiêu cười nói, người của hải tộc nào sẽ biết phòng thủ thành, các ngươi mọi người chạy sạch, bọn họ tự nhiên cũng liền lui về trong biển. Cũng không biết Hồng Nguyệt Thành là tên ngốc này đưa ra chủ ý, lại muốn tử thủ Hải Thiên Trấn phòng tuyến thứ nhất. Nếu là lui giữ Liệt Quang Thành cùng phụ cận vài tòa thành nhỏ, thương vong sẽ giảm bớt thật lớn. Trần Trọng Uy trầm tư, cũng không biết Lý Vân Tiêu nói đúng hay không, nhưng ít ra cùng chiến lược tổn thất thảm trọng xác đáng không ít, vẻ mặt hắn không thay đổi tiếp tục nói. May mà trước chiến sự khẩn trương liền đưa đi đại lượng phàm nhân. Sau khi nhận được đại lượng võ giả từ các nơi vọt tới ủng hộ, chúng ta một lần nữa ở Hải Thiên Trấn bày ra phòng ngự, lúc này đây mọi người đều là lòng tin 10 phần, bởi vì tổng cộng có hơn 30 tên vũ đế cường giả, còn hai vị trận pháp đại sư chủ trì kết giới chi trận, trên căn bản là phòng thủ kiên cố. Sau đó thì sao? Mọi người đợi sau một lúc, không thấy Trần Trọng Uy nói chuyện, Quan Hưng Dương nhịn không được hỏi. Yên lão nói, ngươi thật đúng là tên đại ngốc, về sau đương nhiên là thất thủ. Bằng không chúng ta bây giờ tại sao sẽ ở bên trong đại thành do huyền khí diễn hóa ra này? Quan Hưng Dương không phục, muốn phản bác, lại phát hiện đúng là như thế, nhất thời vô lực, hắn nói. Là thế nào bại, theo lý phòng ngự cường đại như vậy, đám bạo tinh kia hẳn là công không vào được đi. Lý Vân Tiêu nói, chỉ cần số lượng đủ nhiều, không có thành trì nào không thể công.
nếu người của hải tộc đều dùng bạo tinh nhất tộc, như vậy bất luận thành trì cạnh biển nào cũng không thể chống đỡ. Coi như là hóa thần hải cùng thánh vực đến, kết quả cũng giống như vậy. Trần Trọng Uy nhìn tới Lý Vân Tiêu, nói. Huynh đệ, nếu là ngươi có thể đi vào tầng lớp chủ chiến quyết sách thì tốt rồi, nhất định có khả năng vãn hồi không ít tính mệnh của mọi người. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Mấu chốt là nhân loại đối với hải tộc hiểu biết quá ít, mà Đường Khánh bất quá một kẻ thương nhân, còn hiểu được chơi quyền mưu hãm hại, nào biết đâu rằng chiến đấu kế sách lợi và hại, chỉ hiểu được cậy mạnh, tạo uy phong cho hắn. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, từng người hoảng sợ đứng lên, lại bất luận những thứ này đúng sai, ai dám công khai nói ra những lời này. Nếu là bị thành chủ Hồng Nguyệt Thành nghe được, đây tuyệt đối là một con đường chết. Trần Trọng Uy cũng là thận trọng dặn dò. Tiểu huynh đệ bằng vào thực lực cùng trí tuệ của ngươi, tiền đồ sáng lạng, tương lai nhất định có khả năng trở thành đại nhân vật không tầm thường, nhưng mà nghìn vạn lần phải nhớ cho họa là từ trong miệng mà ra a. Lý Vân Tiêu lơ đễnh, nhưng cũng biết đối phương là vì tốt cho hắn, nhẹ nhàng cười. Người của chiến nhận cũng đều là trầm mặc không nói, tựa hồ đều có chút suy nghĩ. Trần Trọng Uy tiếp tục nói. Về sau kết quả mọi người cũng đều biết, bỏ mình đại lượng cường giả, mà những hải tinh đó vẫn là vô cùng vô tận. Lúc này mọi người rốt cục ý thức được vô pháp tử thủ, bắt đầu rút lui khỏi. Hơn nữa bi thương nhất chính là, trong toàn bộ quá trình ngoại trừ mấy vũ đế đại nhân xông ra chém giết chế ngự hải tộc cường giả ra, hải tộc không bị thương chút nào. Chết tiệt, người chủ chiến kia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Quan Hưng Dương tức giận lăng không đánh một quyền, phát sinh vang dội rất nhỏ, đưa tới không ít ánh mắt. Lý Vân Tiêu nói. Nói như vậy, chiến sự rằng có lâu như thế, các ngươi còn không có chân chính cùng hải tộc giao thủ. Trần Trọng Uy xấu hổ nói. Ngược lại cũng không phải, ngày lui lại bị người của hải tộc truy kích hơn 10 dặm. Về sau lui 30 dặm hạ trại, bắt đầu bố trí truyền tống đại trận, lại bị hải tộc cường giả đánh lén một lần, cả nhân tộc đại bại, vì vậy liền thối lui đến trong cự thành này. Tất cả mọi người tâm tình lập tức vạn phần trầm trọng, vốn là nhìn xem đội ngũ quy mô to lớn, cho rằng thắng lợi bất quá là dễ như trở bàn tay, hôm nay xem ra, nguyên lai là lũ chiến lũ bại, hầu như toàn tuyến tan vỡ a. Một loại áp lực khôn kể ở trái tim mỗi người hiện lên, đều là vẻ mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu thật ra thần sắc vẫn như thường, một đường bại lui hắn cũng đoán được, nhưng không nghĩ tới sẽ là chật vật cùng bi thảm như thế. Mà hải tộc cơ hồ là không đánh mà thắng, hắn tiếp tục hỏi. Cự thành là người nào cung cấp ra? Huyền khí diễn hóa thành chỉ thập phần cao đoan, hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường lấy ra được, bên trong thành này phải có cường giả tỏa chấn. Căn cứ trước khi chiến sự để phán đoán, Đường Khánh ở bên trong Hồng Nguyệt Thành sợ là cũng đứng ngồi không yên. Nếu là chiến tuyến một khi tan vỡ, vị trí Hồng Nguyệt Thành thành chủ của hắn liền không ngồi ổn. Trần Trọng Uy lắc đầu cười khổ nói. Việc cao tầng này, ta một tiểu lâu la cũng không biết. Mẹ nó, hãm hại, đây không phải là để cho chúng ta tới chịu chết sao? Thái sử đạt nộ khí đằng đằng, nói. Chiến sự này lão tử không tham dự nữa. Những người còn lại cũng là dục dịch, tình thế tồi tệ như vậy, ai còn muốn bán mạng. Bọn họ cũng chỉ là mưu cầu tiền tài mà thôi, nhưng không có ý định đem tính mệnh bồi đáp lên. Ha ha, không tham dự. Trần Trọng Uy châm chọc nói. Các ngươi cho rằng tới rồi còn có thể đi, có khả năng không tham dự, lão tử còn có thể đợi tại đây qua ngày sao? Yên lão ngưng thanh nói. Có ý tứ gì, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta rời khỏi? Trong mắt Trần Trọng Uy lóe lên vẻ hung ác, giọng căm hận nói. Phàm là người trên đường bỏ chạy, hết thảy đuổi giết, đến chết mới nghỉ. Lần này tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, ngay cả hút vào không khí đều cảm thấy lạnh lẽo. Trần Trọng Uy cười lạnh nói. Làm sao, có phải cảm giác bị lừa gạt hay không? Ha ha, những người này làm sao chịu giảng đạo lý với các ngươi, nghe lời vẫn là có thể có đường sống. Không nghe điều khiển đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu thấy mọi người đều căm giận, không khỏi nói rằng. Điểm ấy ta vẫn thật tán thành, chư vị đều tới cứu viện trợ chiến sự, vô luận mục đích là gì, nếu đã tới phải đem sự tình làm tốt, nếu là có thể có lợi liền lưu lại, vô lợi nên liền rời đi, như vậy trận còn đánh như thế nào? Tuy rằng đạo lý là thế, nhưng mỗi người vẫn là không ức chế được oán giận cùng bi quan. Trần Trọng Uy nói. Vị bằng hữu này,
ta thấy quan điểm của ngươi cùng phân tích đều thập phần độc đáo, chẳng biết ngươi đối với chiến sự có cái nhìn ra sao? Chúng ta có hy vọng thắng lợi sao? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Việc này tạm vô pháp nhận định, trừ phi cao tầng hai tộc đứng ra hiệp thương điều đình, bằng không sợ rằng còn có đoạn thời gian dài giằng co. Tiểu Hồng hiện tại dung hợp nghê thạch của hắn, là không thể nào giao ra được, như vậy phải là người của hải tộc buông tha, độ khó trong đó có thể nghĩ. Trên mặt Trần Trọng Uy lộ ra vẻ thất vọng, ai thán nói. Cũng không biết có thể còn sống đến một khắc rời đi hay không. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Ta bây giờ là người không đội, sợ là rất nhanh thì sẽ bị phân phối đến trong đội ngũ khác, vị bằng hữu này, tiểu đội các ngươi có thể tiếp nhận ta hay không? Lý Vân Tiêu nói. Đội ngũ không phải là dựa vào nhân số truyền tống làm chuẩn, chỉ có 20 người sao? Bằng không lúc truyền tống chẳng lẽ không phải sẽ tách ra? Trần Trọng Uy cười khổ nói. Đến nơi này, cũng đã không cần truyền tống, chỉ cần mọi người tự mình nguyện ý, đồng thời hướng về phía trước đề ra, là có thể một lần nữa phân chia tổ đội. Chỉ cần không trốn đi cùng chống lại điều khiển, bên trên sẽ không quản những thứ này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tốt, đã như vậy, tiểu đội chiến nhận hoan nghênh ngươi. Trên mặt Trần Trọng Uy lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu là thập phần đáng tin, đi theo bên cạnh người như vậy xác suất giữ mạng sống sẽ đề cao không ít. Hắn lấy ra cực phẩm nguyên thạch đã cầm lúc trước, muốn đưa trả lại cho đối phương, nhưng Lý Vân Tiêu làm sao cũng không chịu tiếp thu, mọi người cũng hiểu được giá trị tổn hao của 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, vứt bỏ tưởng tượng, mọi người tính cảnh giác càng cao. Thình thịch, thình thịch. Đột nhiên hai tiếng trống trận trên không trung liên tiếp gõ lên, hai đạo khe hở một xanh một vàng chấn động ra. Không tốt, có địch tình. Trần Trọng Uy vội vàng nói. Hai tiếng trống trận gõ lên, tất cả cấp bậc đội trưởng cùng đội phó đều phải tới trên tường thành đi nghênh địch. Quả nhiên thấy trên quảng trường không ngừng có nhân ảnh lăng không bốc lên, bay về phía trên thành tường. Một tia sáng màu vàng trực tiếp ở phía trước tiểu đội chiến nhận rơi xuống. Lương Nguyên Cơ hiện ra đây, khẩn trương nói. Có chiến sự, Lý Phi Dương đi theo ta. Nói xong lại là hóa thành quang mang bay về phía thành tường kia. Lý Vân Tiêu trầm trọng nói. Các ngươi ở nơi này, ngàn vạn không được đi loạn, từng tổ trưởng giữ gìn trật tự. Nói xong hắn cũng đuổi theo, trực tiếp rơi vào trên tường thành. Tường thành chiều rộng hơn 30 thước, cũng đủ ở trên đó tác chiến. Cũng là tấm lá chắn cuối cùng sau khi quân địch phá được phòng tuyến, nếu là tường thành thất thủ, vậy toàn bộ sẽ xong đời. Lý Vân Tiêu trực tiếp đứng bên cạnh Lương Nguyên Cơ, cùng mọi người đồng dạng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy từ viễn phương bắt đầu hiện ra bóng dáng của đại lượng hải tộc, đằng đằng sát khí mà đến, còn các loại cờ xí dơ lên thật cao, mặt trên vẽ nhiều loại sinh vật cổ quái, có hơn 100 loại. Nội tâm Lý Vân Tiêu thoáng cái ngưng trọng, hải tộc tuy rằng chủng tộc đông đảo, nhưng là tộc quần có thể thích hợp lục chiến thập phần hữu hạn, bây giờ lại tụ hợp trên 100 loại, chứng minh đối phương khẳng định đến có chuẩn bị. Trên tường thành bầu không khí cũng dần dần khẩn trương, không ít người trên mặt lóe ra vẻ hưng phấn, đều một nhóm võ giả mới cùng Lý Vân Tiêu chạy tới, còn không biết chiến sự thảm liệt. Lý Vân Tiêu hướng phía trên chủ thành lâu nhìn lại, quả nhiên có không ít vũ đế tụ tập. Đột nhiên thần thức của hắn hơi ngưng lại, tựa hồ đụng vào một bức tường vô hình. Khó có thể đi tới nửa phần. Hắn bỗng nhiên cả kinh, đồng tử hơi co lại, có thể ngăn trở thần thức của hắn điều tra, trên chủ thành lâu kia lại có cửu giai thuật luyện sư. Gì? Tầng thứ ba của chủ thành lâu, chính là chỗ tất cả cường giả hội tụ, toàn bộ đang khẩn trương nhìn xa xa đội ngũ hải tộc càng ngày càng gần. Một lão giả ngồi trên mặt ghế đẹp đẽ quý giá, trên tay đeo khô lâu giới chỉ cực lớn, đột nhiên khẽ gì một tiếng, chân mày kia nếp nhăn chồng chất. Hướng phía Lý Vân Tiêu nhìn một cái. Bức tường vô hình ngăn chặn sau một thoáng cùng với thần thức của Lý Vân Tiêu đụng vào, tựa như mặt hồ bình tĩnh tạo nên rung động, một lực lượng dâng trào trực tiếp đuổi theo phương hướng thần thức của hắn mà đến. Đối phương đã phát hiện sự hiện hữu của hắn, muốn tra ra người phương nào. Hừ! Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tự mình cố tinh thần lực này ở phía xa mau chóng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy vô hình, đem lực lượng truy tra cuốn vào. Sau đó hắn một tay bấm quyết, bên trong con ngươi hồng quang lóe lên, lập tức đem tung tích thần thức của mình liên tiếp chặt đứt. Chờ cổ khí tức truy tra kia từ tiêu tán trong vòng xoáy đi ra, đã là triệt để mất đi mục tiêu, chỉ có thể dọc theo cùng phương hướng vào tới vài trăm thước,
đem từng người một trên tường thành kiểm tra một lần, cuối cùng không công mà trở lại. Ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, trên tường thành những võ giả này tự nhiên sẽ không biết, ngay vừa rồi các loại nội tình của bọn họ toàn bộ đều bị thần thức cường đại quét rõ rõ ràng ràng. Làm sao có thể? Trên chủ thành lầu trên mặt lão giả đeo khô lâu giới chỉ kia hiện ra khiếp sợ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. La Thiên Đại Sư, làm sao vậy? Ở trung ương chủ tọa, trình là Hồng Nguyệt Thành nghị viên Ninh Hoài Thụ, ánh mắt trầm trọng nhìn cửu giai đại thuật luyện sư La Thiên, càng lộ vẻ vài phần ngưng trọng. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt từ phía trước thu hồi, từng người một nhìn về phía vị đại thuật luyện sư nổi danh thiên hạ này. Đại sư đã phát hiện cái gì? Một gã lão giả chậm rãi mở miệng, chính là kẻ lúc trước truy sát Lý Vân Tiêu Phó Nghi Xuân, cũng mang theo 5 tên đường chủ đến đây trợ chiến. Chính như Lý Vân Tiêu dự liệu vậy, Hải Thiên chi chiến thất lợi, sau đó Đường Khánh cũng không ngồi yên được nữa. Dưới tình huống tổn thất 3.000 tên võ giả, nhưng ngay cả hải tộc thực lực mạnh yếu ra sao đều không thể điều tra ra, hầu như để cho hắn phát cuồng. Toàn bộ tiền tuyến hầu như bị vây trong trạng thái sụp đổ, hắn rốt cuộc bất chấp lục đục lẫn nhau, đem thân tín của mình cũng toàn bộ phái lên đài. Lúc này bên trong cự thành cao giai vũ đế trên thất giai đã đạt tới hơn 12 người. Mọi người thời khắc này suy nghĩ đó là không tiếc bất cứ giá nào đều phải ngăn chặn chiến sự, quyết không thể mở rộng đến trong lục địa. Nhưng mà đối mặt nguy cơ hải tộc chiếm ưu thế số lượng, có nhiều cao giai vũ đế hơn nữa cũng vô dụng, nhất định phải có đầy đủ nhiều võ giả tham dự vào cộng đồng đối kháng. Cho nên hậu cần điều phối càng ngày càng gấp, đối với tán tu võ giả đồng ý ban thưởng càng ngày càng cao, đối với đông vực các phái điều lệnh cũng càng ngày càng nhanh. La Thiên chính hóa thần hải đại thuật luyện sư vang danh thiên hạ, chính là Thái Sơn có sụp xuống trước mặt cũng tuyệt không sẽ nhíu mày. Nhưng lại thất thố đứng lên như thế, để cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. La Thiên sau một lát kinh ngạc, liền khôi phục vẻ thản nhiên, ngồi trở lại cái ghế của mình, hỏi. Bên trong Ma Thiên cự thành này, không ngờ còn có cửu giai thuật luyện sư. Ninh Hoài Thụ sửng sốt một chút, nói. Chỉ có La Thiên đại sư cùng Trang Sinh đại sư. Ngoài ra không có cửu giai thuật luyện sư nào khác. Trang Sinh chính là Hồng Nguyệt Thành cửu giai thuật luyện sư, cũng bị điều phái đến trợ chiến. Trang Sinh cũng là cảm thấy hết sức kỳ quái, không hiểu nhìn La Thiên, nói. La Thiên huynh cớ gì lại hỏi ra câu này? La Thiên chỉ vào phương hướng chỗ của Lý Vân Tiêu, nói. Vừa rồi hướng kia có người dùng thần thức điều tra đến, bị ta bắt được. Trong lúc ta muốn truy tung nơi phát ra thần thức kia, hắn dĩ nhiên trực tiếp chế tạo một tinh thần phong bạo không nhỏ, đem thần thức của ta cuốn vào trong đó, đợi lúc đi ra đã mất đi hành tung của người nọ. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều hoảng hốt, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nổi. Trang Sinh nói, La Thiên huynh chớ không phải là nghĩ sai rồi. Thân là cửu giai thuật luyện sư tuyệt đối không thể nào đem loại chuyện này tính sai, nhưng La Thiên nói thực sự khiến người khác khó có thể tin. Hắn vì vậy nhìn không được hỏi lại. Về phần những người khác tuy rằng có cùng suy nghĩ như vậy, nhưng không người dám hỏi lên, đây chính là bất kính đối với một thuật luyện đại sư. La Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Trang Sinh huynh nghĩ sao? Trang Sinh lắc đầu liên tục, cũng biết mình là có chút thất lễ. Một gã Hồng Nguyệt Thành cường giả Ninh Kháng Tấn không nhịn được nói. Có cường giả đè thấp tu vi lẫn trong đám người cũng không ngạc nhiên. Lần trước liền có một gã vũ tôn vào lúc chém giết mới triển lộ ra thực lực của bản thân, dĩ nhiên là một gã tam tinh vũ đế. Nhưng mà cửu giai thuật luyện sư lẫn trong đám người, cái này, thực khó khiến người ta tin tưởng. Ninh Hoài Thụ nhướng mày, rất sợ La Thiên không hài lòng, nói. Nếu La Thiên đại sư nói, vậy dĩ nhiên là không có sai, mặc kệ người này xuất phát từ loại mục đích nào, chí ít đối với chúng ta đều có lợi mà vô hại. Tất cả mọi người đều gật đầu. Nhưng nội tâm lại vẫn không tin. Ninh Hoài Thụ nói. Lần này hải tộc đến xâm phạm, hai vị đại sư có thể nhìn ra một ít manh mối gì không? Trang Sinh nói. Thô sơ giản lược nhìn xuống, trong hải tộc cao giai vũ đế cường giả có hơn 8 người, ngoài ra cửu thiên vũ đế có hơn 40 người, thực lực tuyệt không kém chúng ta. Hừ, chỉ cần không có đám hải thú vô biên vô hạn kia, chúng ta sợ gì đánh một trận. Một gã vũ đế cường giả phẫn hận nói, như vậy cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Chính là lúc trước chủ chiến Mễ Cao Dương, Liêu Dương Băng cũng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt buồn thiu. La Thiên nói, nếu là chỉ có những thực lực này,
hơn nữa nơi đây rời xa biển rộng, chúng ta lại nắm giữ Ma Thiên Cự Thành, cũng không cần lo lắng. Chỉ là ta thấy đám người của hải tộc này tựa hồ cũng không định công thành, mà là muốn bao vây xuống tới. Ninh Hoài Thụ vùng xung quanh lông mày dương lên, nói. Nga, bao vây, lẽ nào bọn họ muốn cùng chúng ta đối kháng? La Thiên nói. Ta đây cũng không biết, bọn họ tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng không có bao nhiêu sát khí, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. An ổn bao vây đối với bọn họ có hại vô lợi, chắc là có hậu thủ gì. Ninh Hoài Thụ dầu dĩ nói. Lấy thực lực của bọn chúng giờ phút này cũng đủ để cùng chúng ta đánh một trận, nếu là còn hậu thủ A. Hắn có chút bận tâm hướng người sau lưng hỏi. Vì sao không thấy Lai Phong công tử đến đây? Phía sau người nọ vội hỏi. Bắc Minh Lai Phong công tử đã nói rõ, bọn họ cũng không tham dự chiến sự, nhưng mà vào lúc nguy cấp có thể giúp đỡ. Ninh Hoài Thụ gật đầu nói. Lai Phong công tử làm Bắc Minh thế gia hậu bối kiệt xuất nhất, chúng ta xác thực vô pháp điều khiển hắn, nhưng nếu là Ma Thiên Cự Thành báo nguy tất nhiên cũng sẽ không thúc thủ, hơn nữa đám cường giả Bắc Minh thế gia kia, chúng ta vẫn là chiếm hết ưu thế. Trang Sinh cau mày nói. Đám người của Bắc Minh thế gia đó tựa hồ có ý đồ gì, chiến không ra lực, nhưng cũng không đi, chẳng biết bọn họ là tâm tư gì. Hoài Thụ ngươi vẫn là tận lực ít cân nhắc bọn họ, để tránh khỏi quá cao phán đoán thực lực của chúng ta. Ninh Hoài Thụ nói. Nói có lý, thế cục bây giờ, mọi người cho rằng chúng ta hẳn là tiếp tục quan sát hay là chủ động xuất kích chứ? Chủ động xuất kích có khả năng quấy rầy trận hình của đối phương, nhưng mất đi ưu thế Ma Thiên Cự Thành phòng ngự, tiếp tục quan sát a ta sợ tình thế không ổn a. Tất cả mọi người đều do dự, không thể quyết đoán. La Thiên khẽ cười nói. Việc này đơn giản, không ngừng phái người tiến đến tập kích là được, thứ nhất có khả năng đã quấy rầy bố trí của bọn chúng. Thứ hai có khả năng thăm dò thực lực bọn hắn. Không sai, kế này rất tốt. Ninh Hoài Thụ cực kỳ vui vẻ nói. Ai muốn dẫn người đi phi tập? Đám người nhìn nhau vài lần, không ai lên tiếng. Ninh Hoài Thụ lộ ra vẻ bất mãn, nói. Như vậy đi, liền do Mễ Cao Dương cùng Liêu Dương Băng hai vị đại nhân khổ cực một chút, hai vị chính là người lý giải nhất đối với người của hải tộc hiện nay, liền do các ngươi đi vào thích hợp nhất, vừa lúc có khả năng rửa sạch nhục trước. Hai người đều hơi biến sắc mặt, muốn cự tuyệt nhưng lại không dám. Ninh Hoài Thụ vung tay lên, nói. Hai người các ngươi dẫn theo bốn lộ nhị cấp tiểu đội, tổng cộng 80 người, do truyền tống trận đi ra ngoài, giết cho bọn hắn trở tay không kịp. Tốt nhất là có thể đem đám người của hải tộc dẫn tới dưới thành, chúng ta trực tiếp mở ra cấm chế cự thành, tru giết bọn hắn. Cần tuân mệnh lệnh của đại nhân. Hai người trong lòng đã đem Ninh Hoài Thụ mắng 100 lần. Trang Sinh nói, tốt nhất lựa chọn lực lượng lần này mới tới, ta thấy bọn hắn từng người đều chiến ý ngẩng cao. Hai người tự nhiên minh bạch, nhìn lẫn nhau một cái sau đó lĩnh mệnh rời đi. Ninh Hoài Thụ nói, La Thiên Đại Sư không chỉ có thuật đạo kinh thiên, hơn nữa tài trí cực cao, nếu là có thể lưu lại trợ giúp ta mà nói, nhất định có thể đem đám hải tộc này bước lui. La Thiên lạnh nhạt nói, ta lần này đến chỉ là vâng mệnh của Lỗ Thông Tử đại nhân. Bố trí Ma Thiên Cự Thành, đây cũng là giao dịch giữa đường thành chủ cùng hóa thần hải ta. Hôm nay ta nhiệm vụ đã thành, ngày mai liền sẽ rời đi. Ninh Hoài Thụ không cam lòng nói. Lần này dù sao cũng là chiến sự giữa hai tộc, La Thiên đại nhân. La Thiên trực tiếp giơ tay lên, ngắt lời nói. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, nơi đây có Hoài Thụ đại nhân cũng đủ rồi. Ninh Hoài Thụ âm thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, biết vô pháp ép ở lại. Liền không hề đề cập nữa. Trên tường thành, tất cả đội trưởng nhất cấp võ giả đều ở đây tự quan vọng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều hải tộc như thế, lộ ra vẻ hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đội ngũ khổng lồ ở phía trước xếp thành từng hàng, tựa hồ là dựa theo tộc quần để phân chia, thành từng cái trận doanh một, ở cả vùng đất trải rộng ra phương viên trăm dặm, chiếm hết tầm nhìn trước mắt mọi người. Lương Nguyên Cơ không tin nói rằng, Phi Dương huynh dựa vào những phán đoán này, hải tộc sẽ hạ trại ngay tại chỗ, mà không phải trực tiếp tiến công chứ. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Lương Nguyên Cơ trong lòng cười khổ, hắn biết người này tài trí cùng thực lực đều cực cao, nếu không muốn nói mình cũng không cách nào miễn cưỡng. Hơn nữa những thứ này cũng đều là việc của cấp trên, mình biết rồi cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngược lại hỏi.
nếu thật sự là như thế, vậy phải làm thế nào cho phải? Con người của Lý Vân Tiêu nheo lại, nói. Buông tha cự thành chủ động nghênh chiến hiển nhiên không thích hợp, nhưng nếu là để cho người của hải tộc bố trí xong, sợ rằng sẽ phiền toái. Nếu ta là Ninh Hoài Thụ, tất nhiên phái tiểu đội không ngừng đánh bất ngờ, quấy dậy bọn chúng bố trí biến hóa, sau đó thừa cơ hành động. Lương Nguyên Cơ nghe một chút âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Đột nhiên trong đội ngũ hải tộc bên trái có một doanh bầy trận truyền đến tiếng chém giết, lập tức tựa hồ lâm vào hỗn loạn. Gì? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, thần thức của hắn mạnh có khả năng trực tiếp xuyên thấu xem được bên trong trận doanh đối phương, thoáng cái liền phát hiện nguyên nhân phương trận doanh kia hỗn loạn, hơn nữa trực tiếp phát hiện Liêu Dương Băng đang ở trong đó. Hắn bất giác bật cười khanh khách. Ninh Hoài Thụ xem ra vẫn còn có chút chỉ số thông minh. Làm sao? Lương Nguyên Cơ hỏi, thần thức của hắn không đủ để phát hiện nguyên nhân biến hóa phía trước, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, bên trái phía trước quang mang chớp động, tựa hồ đang đánh nhau. Hắn đợi một lát cũng không thấy Lý Vân Tiêu trả lời, nhất thời cảm thấy không hứng thú, âm thầm tức giận, cũng không hỏi nữa, mà là tỉ mỉ quan sát. Lúc này trên tường thành cũng đưa tới gây rối, nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng đoán được là người của phe mình đang tập kích, từng người hưng phấn tới hai mắt sáng lên. Rất nhanh chàng tập kích này mọi người đánh giết một phen, sau đó liền bắt đầu nhanh chóng lui lại.